Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Bác sĩ thẩm mỹ Mạc Tiểu Tiểu bị một viên đá thần bí cuốn vào không gian xa lạ xuyên thành cha không thương nương không yêu nông nữ, còn bị bắt cả cho một cái đồ đần. Nào biết cái kia trí thông minh chỉ có 3 tuổi, khắp khuôn mặt là vết sẹo đồ đần phu quân đúng là tiềm ẩn đại lão. Mặt tiểu tiểu một tay y thuật không chỉ có chữa khỏi cho phu quân ngốc nghếch, bỏ đi mặt mũi tràn đầy vết sẹo lại vẫn thu hoạch một viên tuyệt thế mỹ nam. Mặt tiểu tiểu ngửa mặt lên trời cười to, lão nương thật sự là kiếm bộn. Bất quá! Mặt tiểu tiểu nhìn xem trong tay khối kia xấu thạch nói thầm, thật không biết cái này thối tảng đá có làm được cái gì. Chương một Thế giả A. À, ngô Hư chớ sợ chớ sợ tức phụ nhi không sợ đại ngưu không đánh người. Một con bàn tay to bưng kính mặt nho nhỏ miệng, mặt nho nhỏ bỗng nhiên mở to mắt, đối diện thượng một trương hắc cần đầy mặt, vết sẹo tung hoành mặt quỷ. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt mặt quỷ, tưởng vựng, lại như thế nào cũng vựng bất quá đi. Này không phải mộng nàng một bé gái mồ côi thật vất vả ngao thành nổi danh chỉnh hình y sư tại ngưỡng mộ thành thị đứng vững vàng gót chân mua một bộ có thể dung thân tiểu chung cư còn không có tới kịp mở ra chính mình hạnh phúc sinh hoạt thế nhưng xuyên qua còn xuyên đến một cái bị chịu mẹ kế ngược đãi đáng thương tiểu thôn cô trên người này còn chưa tính nàng thế nhưng còn bị kia ác độc mẹ kế tính kế thế kế muội gả cho một cái ngốc tử nguyên bản hôm nay là nàng kế muội mặt hoang hoang xuất giá nhật tử ai biết mẹ kế vương thị ứng thừa trần gia hôn sự là giả muốn đem nàng trộn đổi quá khứ là thật. Trách không được sáng nay nương hai phá lệ cho nàng một chén rau dại cháo ăn, nàng còn tưởng rằng là hôm qua chính mình đốn củi đói ngất xỉu đi, mẹ kế lương tâm phát hiện. Ai ngờ kia hai mẹ con lại là ở cháo trộn lẫn mông hãng dược. Nguyên chủ mới ăn không mấy khẩu liền hôn mê bất tỉnh. Này hai người thừa dịp trần gia quả phụ vân nương không ở nhà, đem nàng ném vào nàng tương lai tỷ phu trần đại ngưu trong phòng. Nguyên chủ trường kỳ ăn không đủ no nguyên bản liền dinh dưỡng bất lương, như vậy một bao tính xấu mông hãng dược đi xuống trực tiếp liền đi đời nhà ma Mặt nho nhỏ suối quẩy tiếp nhận cái này rách nát thân mình Chưa từ bỏ ý định nhắm mắt lại Lại mở khi kia mặt quỷ lại vẫn hướng tới nàng cười cười Này cười thiếu chút nữa không đem mặt nho nhỏ tiễn đi Thiên nộp Đây là cái quỷ gì Ai Tỉnh tỉnh Ngươi xem Im liền nói đi Nha đầu này chính là ngủ rồi Được rồi Người cũng cho ngươi đưa tới Đem bạc lấy đến đây đi nghe thấy thanh âm mạc nho nhỏ thân mình bản năng cứng đờ nàng chính là nguyên chủ mẹ kế vương thị nguyên chủ mẫu thân sinh hạ nàng không mấy năm liền đi thân là bán người bán hàng trong cha vẫn luôn muốn đứa con trai kinh người giới thiệu liền cưới thôn bên quả phụ vương thị vương thị vào cửa khi mang theo cái so nàng tiểu thượng một tuổi muội muội sửa tên mạc hoang hoang bắt đầu hai năm vương thị trang thực hảo một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng nào biết chờ nàng cả đời hạ đệ đệ mạc lai bảo liền bản tính tất lộ dùng sức ra tấn khởi nguyên chủ tới phụ thân thường xuyên không ở nhà, cho dù là về nhà tới nhìn đến bị đánh chửi nhát như chuột nguyên chủ cũng rất là không mừng. Ngược lại là cái kia lấy lòng khoe mẻ mặt hoang hoang có thể được hắn yêu thích, huống chi hắn vẫn luôn nóng trong nhi tử mặt lai bảo. Vương thị vừa thấy tình huống này, càng thêm không kiên nể gì ra tấn khởi nàng tới. Bạc. Các ngươi đưa một cái người sắp chết lại đây, còn có mặt mũi muốn bạc. Ký ức đột nhiên im bạc, một đạo trầm thấp tiếng nói truyền tới, mặt nho nhỏ vội vàng nghiêng đầu lắng nghe. Ngoài cửa, Vương Thị nhìn Vân Nương kia trương của kỹ mặt đành phải nuốt nuốt nước miếng. Cái này quả phụ ánh mắt thật đúng là dọa người. Sao như thế nào? Người đều cho ngươi đưa tới, ngươi còn muốn thế nào? Vương Thị đỉnh đỉnh bộ ngực, cố ý tráng thêm can đảm tử, một bên mặt hoang hoang cũng khẩn trương đi đến Vương Thị phía sau. Vân thẩm thẩm, bọn im chính là nói tốt, bọn im mặt gia nữ nhi cho ngươi gia làm tức phụ, ngươi cấp nhà im hai lượng bạc, không thể đổi ý. Ta nói lớn lao gia, các ngươi cũng không nên lầm, chúng ta trần gia muốn chính là mặt hoang hoang, không phải cái gì mặt nho nhỏ. Ngươi mau đem bên trong cái kia người chết cho ta nâng đi. Vân Nương nhìn trước mặt mẹ con hai người sắc mặt âm trầm, hôm nay đại ngư thành hôn, trừ bỏ hứa cấp mặt gia lễ hỏi, trong nhà một phân tiền cũng đã không có, nàng liền nghĩ đi mượn khối lụa đỏ hảo thêm thêm không khí vui mừng. Nào biết các nàng thế nhưng thâu long chuyển vượng, đem cái kia ma ốm đưa vào đại ngư phòng, thật là vô. Sĩ. Mặt nho nhỏ trong lòng lột bột nhảy dựng, nàng cũng không thể lại hồi cái kia ổ sói. Cũng may, yêu tiền như mạng vương thị so nàng tưởng tượng muốn vô lại. Hắc! Ai nói nhà của chúng ta hoang hoang muốn gả cho ngươi nhóm gia? Hôn thư thượng chỉ nói là mạch gia nữ nhi, nhưng chưa nói là cái nào nữ nhi. Nhà của chúng ta nho nhỏ là trưởng tỷ, trưởng tỷ còn không có xuất giá, như thế nào có thể đến phiên hoang hoang đâu. Đúng rồi Vân Thẩm Nhi, nhà ngươi kia đại ngốc khụ khụ đại ngưu cũng không biết đối tỷ tỷ làm cái gì đâu. Này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bọn im hai nhà lại đính hôn, ngươi hiện tại đổi ý không thể được. Vân Nương nhìn trước mặt vô lại mẹ con hai người khí trước ngực một trận phập phồng, nếu không phải không có người nguyện ý gả cho đại ngưu, nàng lại như thế nào sẽ tiêu hết sở hữu tích tụ mua này mặt da cô nương. Nguyên bản nhìn mặt da nhị cô nương lớn lên lại lướt hấp dẫn là cái có thể sinh dưỡng, Vương Thị đáp ứng lại sản khoái, nàng mới ứng hạ, nào biết các nàng thế nhưng tới như vậy vừa ra, ai không biết này Vương Thị mẹ con nhất khó chơi, nhưng mà hiện tại hối hận hiển nhiên đã chậm chỉ là không biết cái kia nha đầu đến tột cùng như thế nào. Vạn nhất nàng đã chết, hoặc là không thể sinh dưỡng, chính mình chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cái này không thành vấn đề đi. Im nhưng nói cho ngươi, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nàng mặt nho nhỏ tới nhà ngươi liền cùng im không quan hệ. Ngươi hiện tại liền đem bạc cấp im. Nương. Ngài cùng nhị muội đây là muốn làm cái gì? Hôm nay không phải nhị muội thành hôn nhật tử sao? Nữ nhi như thế nào lại ở chỗ này? đang ở tranh chấp ba người nghe được thanh âm sôi nổi quay đầu lại, liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ vàng như nến, dáng người gầy yếu cùng gà con giường như mặt nho nhỏ chính lung lay đứng ở cửa. Vương Thị lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Hôm nay rõ ràng là ngươi cùng đại ngưu ngày đại hỷ, ngươi ra tới làm gì? Mau vào đi. Còn dám ra tới lão. Nương đánh chết ngươi. Các nàng nâng mặt nho nhỏ lại đây thời điểm thật nhiều người đều thấy, hơn nữa cùng vân nương bẻ xả nửa ngày, giờ phút này bên ngoài đã vây quanh thật nhiều xem náo nhiệt thôn dân. Bị như vậy chỉ chỉ rõ rõ, Vương Thị chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nâng lên tay liền phải đi véo mặt nho nhỏ. Một bên vân nương mặt không lên tiếng lui về phía sau một bước, quan sát kỹ lưỡng trước mặt cái này gầy yếu tiểu nha đầu, mày không cấm túc càng khẩn. Nha đầu này thoạt nhìn thật sự không giống như là có thể sinh dưỡng. Mắt thấy vương thị lại trường lại ngạnh móng tay hướng tới kia tiểu nha đầu đơn bạc thân mình liền khác qua đi, tiểu nha đầu nhẹ nhàng chợt lóe thế nhưng tránh đi nương, nữ nhi nghĩ tới, ngài cấp nữ nhi uống kia chén cháo là trộn lẫn dược. Dù cho nữ nhi lại không phải ngài thân sinh ngài cũng không nên như vậy đối nữ nhi a. À. Đậu đại nước mắt từ nhỏ nha đầu cặp kia thủy linh linh mắt to chảy ra, làm người nhìn thật đáng thương. Nhưng vân nương lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi cặp kia con ngươi tính kế, nhíu chặt mày thoáng giãn ra chút. Mấy năm nay nữ nhi ở mặt gia thức khuya dậy sớm cái gì việc nặng việc dơ đều làm, lại trước nay không ăn no quá, nữ nhi chưa từng có câu án hận, chỉ hy vọng ngài có một ngày có thể giống thân sinh nữ nhi giống nhau đại im. Chính là chính là ngài như thế nào có thể cho nữ nhi hạ dược, hủy nữ nhi thanh danh đâu. Ngài là nữ nhi mẫu thân, chẳng sợ ngài làm nữ nhi gả chồng nữ nhi cũng không dám nói một cái không tự, ngài vì cái gì một hai phải đem nữ nhi bức thượng tuyệt lộ a. À. Vân Nương khóe môi hơi câu, hảo thông minh nha đầu. Chương 2, đem người ném văng ra. Nhu Nhu nhược nhược tiểu nữ hài nhi khóc hoa lê dính hạt mưa chọc đến chung quanh thôn dân sôi nổi của trách khởi vương thị không phải tới. Vương thị ánh mắt né tránh, nàng đem mặt nho nhỏ bán cho trần gia không giả, cũng không thể làm người ở nàng sau lưng chọc nàng cuộc sống A. À. Trong nhà cái kia tuy rằng vạn sự không làm chủ, lại là cái cực ái thể. Diện, nếu là biết việc này phi đem nàng hưu không thể. Ngươi ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia nói bừa gì? Cái gì hạ dược? Minh rõ ràng là chính ngươi nói nguyện ý gả cho trần gia, ngươi sao còn học được nói dối đâu? Kim nói dối nương. Mãn thôn người chính là đều biết vân thẩm thẩm nhìn trúng tỷ tỷ, cũng là tỷ tỷ gật đầu phải gả. Mặt nho nhỏ trong lòng cười nhạo, làm còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, tưởng đảo Mỹ. Nàng nhút nhát nhìn thoáng qua bên cạnh xem kịch vui mặt hoang hoang, mặt hoang hoang nghe nàng nhắc tới chính mình quả nhiên không vui, xông lên đối với mặt nho nhỏ liền phải đá đánh. Tiểu tiện người ngươi nói cái gì? Ngươi dám làm im gã cho một cái ngốc tử. Mặt nho nhỏ con ngươi nhíu lại, tương đối với hơi chút cố chút thể diện vương thị, mặt hoang hoang đối nàng từ trước đến nay là không khách khí. Đến đây đi, làm người nhìn xem các ngươi mẹ con nhiều không biết xấu hổ. Mắt thấy mặt hoang hoang liền phải đá đánh đi lên, mặt nho nhỏ vừa định né tránh thân mình lại không biết cố gắng mềm lên. Trong lòng đột nhảy dựng, này phó phá thân tử. Nàng bất đắc dĩ nhắm lại mắt, xem ra hôm nay này đúng đòn hiểm là tránh không khỏi đi. Không được đánh im tức phụ. Một đạo cao dài thân ảnh đột nhiên lao tới che ở mặt nho nhỏ trước mặt, một tay đem mặt hoang hoang đẩy ra đi thật xa mặt hoang hoang thình lình bị đẩy một cái lão đảo, trực tiếp lui về phía sau vài bước đụng vào vương thị trên người, hai người tức khắc lăn thành một đoàn. Chung quanh bộc phát ra một trận cười to, vương thị xấu hổ buồn bực vạn phần nhảy dựng lên liền phải đánh. Vương bác đã ngươi dám đánh im khuê nữ. Xem im không đánh chết ngươi. Đủ rồi. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạc vân nương đi nhanh tiến lên trảo một cái đã bắt được vương thị đối với trần đại ngư huy lại đây cánh tay, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm vương thị. Này hôn sự không tính, các ngươi đem người lãnh trở về, không được lại ở chỗ này dương oai. Chạm đến đến vân nương ánh mắt vương thị mạc danh có chút trong lòng nhút nhát. Nhưng vừa nghe nàng nói hôn sự từ bỏ liền càng không vui. Không tính. Khi nào hành. Hôn thư đều viết. Kim mặc kệ. Người này ngươi hôm nay cần thiết lưu lại. Đối. Không thể đổi ý. Đem bạc lấy lại đây. Mặt hoang hoang vỗ vỗ váy áo thượng bụi đất cũng đi lên trước tới, kia chính là hai lượng bạc đủ nàng của hồi môn đâu. Thế này hai người vô lại bộ dáng vân nương khí cả người run rẩy rồi lại không thể nề hà, rốt cuộc kia hôn thư xác thật là viết. Cái này nha đầu tuy rằng thoạt nhìn thông tuệ, thân mình điều trị điều trị có lẽ cũng có thể cấp trần gia nối giỏi tông đường, nhưng nàng không muốn như vậy bị mạc gia tính kế. Nương, muội muội, các ngươi thật sự như thế nhẫn tâm. Chính vô kế khả thi khi, bị hộ ở sau người mạc nho nhỏ đầy mặt nước mắt đi ra, nhìn chầm chầm vào kia hai trương tham lam sắc mặt. Vương thị thần sắc cứng đờ, ngay sau đó xấu hổ cười cười. Nho nhỏ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Này hôn thư đều viết, ngươi chính là trần gia người, về sau nhưng cùng bọn im không quan hệ. Mặt nho nhỏ trong lòng vui mừng, nàng muốn nhưng còn không phải là câu này cùng các nàng không quan hệ sao. Trên mặt lại càng thêm bi thương lên. Hảo! Nương, nếu các ngươi như thế tuyệt tình, nữ nhi ngày sau liền không hề là mặt gia nữ. Chúng ta sau này ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong, một phen kéo xuống trên người ống tay áo hung hăng ném xuống đất mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh Hoa nhi này sao đạp hư sim y đâu mặt nho nhỏ mí mắt trừ trừ nàng đây chính là các bào đoạn nghĩa cụ cụ có phải hay không diễn quá mức phía sau vân nương nhìn nàng hành động đôi mắt bỗng chốc sáng ngời tiểu nha đầu không đơn giản nộp ai các ngươi nghe được đi chính là nàng chính mình phải gả không phải bọn y muốn thay đổi người vương thị thấy nàng như vậy lập tức vui vẻ lên mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng lại càng thêm kinh thường. Đem hài tử đều bức thành như vậy, từ đâu ra mặt đâu. Đúng vậy, là im phải gả cho đại ngưu ca. Đại ngưu ca còn sẽ che. Chở im, các ngươi tuy là thân nhân lại chỉ biết đánh chửi im. Từ nay về sau im mặt nho nhỏ chính là trần gia người, cùng các ngươi mặt gia không có quan hệ. Phía sau trần đại ngưu nghe nàng nhắc tới chính mình đôi mắt đều sáng lên, xoa xoa tay tại chỗ chuyển nổi lên vòng quả thực không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Được rồi được rồi, nếu cứ như vậy, bà thông gia ngươi mau đem bạc lấy ra tới, bọn im này liền đi trở về. Vương thị cũng mặc kệ này đó, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh cầm bạc chạy lấy người. Vân nương dù bận vẫn ung dung nhìn mặt nho nhỏ, tự hồ đã sớm xem thấu nàng tính kế, cũng không có lấy bạc ý tứ. Mặt nho nhỏ vội vàng cúi đầu sờ nước mắt che đậy chính mình thần sắc, không biết vì sao bị này vân nương nhìn nàng luôn có loại bị nhìn thấu tâm tư quẩn bách. Nương, nếu hiện tại gã chồng chính là im, không phải nhị muội, kia này bạc liền không thể cấp. Ai? Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia phiến tử. Tìm triều có phải hay không? Vương thị hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm vân nương ống tay áo, chảy nước giải đều thiếu chút nữa chảy ra, nào biết cuối cùng thời điểm thế nhưng bị nha đầu này cấp ngăn cản. Nàng khí thực sự có một cổ bóp chết mặt nho nhỏ xúc động. Vân nương khóe môi hàm ba phần ý cười, tò mò đánh giá trước mặt tiểu nha đầu, nàng đảo muốn nhìn này tiểu nha đầu muốn nói như thế nào. Ngươi dám đánh im thử xem. Im hiện tại chính là Trần Gia Phụ, không phải ngươi mạch gia nữ. Hiện tại là Im phải gả, muốn hay không lễ hỏi tự nhiên là Im định đoạt. Nương. Này lễ hỏi Im không cần. Im nguyện ý lưu tại Trần Gia. Nguyện ý gả cho Đại Ngưu Ca. Này kinh thế hải tục nói vừa nói xuất khẩu chung quanh tức khắc sôi trào lên, vương thị khí môi thẳng run rung. rung. Ngươi cái tan môn tinh. Bồi tiền hóa. Hạt liệt liệt gì? Xem im không đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi cao cao giơ lên bàn tay chiếu mặt nho nhỏ đổ ập xuống liền đánh hạ tới mặt nho nhỏ nâng lên cánh tay muốn chắn cả người lại bị đột nhiên sau này kéo một phen một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đồng thời che ở nàng trước mặt ai dám đánh im tức phụ nhi trần đại ngưu lớn giọng phối hợp hắn kia trương dọa người mặt thẹo thẳng đem vương thị mẹ con sợ tới mức sau này lui lại mấy bước vân nương cũng lạnh mặt mở miệng này bạc cho các ngươi nguyên bản cũng không có gì nhưng các ngươi lén thay đổi người liền tương đương với hủy hoại việc hôn nhân này này hai lượng bạc, tự nhiên là không tính. Ngươi các ngươi ai u? Không thể sống. Các hương thân bình phân xử A. À? Vương thị đối mặt hai người không dám nói cái gì nữa, dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất trải khởi bác tới. Vân nương nhưng không quen nàng như vậy. Đại ngưu, người này quá ồn ào, ồn ào đến nương đau đầu. Trần đại ngưu khờ khạo cười cười. Nương, im đem các nàng quăng ra ngoài. Nói liền vén tay áo đi lên trước, khi cường tráng dáng người hơn nữa đầy mặt đau sẹo sợ tới mức hai người vừa lăn vừa bò nhanh như chấp chuồng ra môn trần đại ngưu phanh một chút đóng lại viện môn đem những cái đó chửi rủa đàm phán hòa bình luận đều nhốt ở ngoài cửa quay đầu tranh công nhìn về phía vân nương cùng mặt nho nhỏ nương tức phụ nhi im đem các nàng cưỡng chế di dời vừa dứt lời liền nhìn đến mặt nho nhỏ đầy mặt nước mắt đứng ở nơi đó một khắc trước còn hung thần ác sát hán tử dây tiếp theo thế nhưng chân tay lún cúng lên chương ba xấu thạch tức phụ nhi ngươi đừng sợ, im đem người xấu đều đánh chạy, không ai khi dễ ngươi. Nào biết, mặt nho nhỏ khóc càng hung. Vân nương chỉ đương nàng là bị mẹ kế cùng muội muội bị thương tâm, thở dài lặng lẽ hướng phòng bếp phương hướng đi, chỉ để lại vẻ mặt sốt ruột trần đại ngưu cấp tại chỗ đảo quanh. Tức tức phụ nhi ngươi đừng khóc im bất quá đi, im im cổng thân mình, ngươi đừng sợ. Năm thước dân trào hán tử lúc này thế nhưng như là một cái đã làm sai chuyện hài tử giống nhau gục xuống đầu quay người đi, mặt nho nhỏ trong lòng càng thêm mềm xuống dưới, kiếp trước nàng là cái bé gái mồ côi, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể dựa vào chính. Mình một đường giao tranh hướng lên trên bò. Trong trí nhớ nàng vẫn luôn là bị người vây quanh khi dễ, lại trước nay không có người đứng ở nàng trước mặt bảo hộ quá nàng. Không nghĩ tới này một đời, lại có người như thế đãi nàng. Nàng biết, Trần Đại Ngư từ trước đến nay là cái thiện lương người. Trước mắt người nam nhân này cùng hắn quả phụ đi vào mặt gia thôn mới bất quá một năm, nhưng này một năm cũng không có nghe nói qua hắn đã thương người sự, ngược lại là trong thôn những cái đó tiểu tử thường xuyên khi dễ hắn, hắn cũng cũng không đánh trả. Trong lòng mặt danh dân lên một cổ đau lòng, mặt nho nhỏ đảo không phải sợ hắn, chỉ là nhất thời cảm động mà thôi. Kiếp trước nàng thân là chỉnh hình bác sĩ gặp qua nhiều ít bởi vì ngoài ý muốn hủy dung người, hắn này còn tính tốt, từ ngũ quan xem ra trần đại ngư hủy dung trước cũng không xấu. Ta ta không sợ ngươi, ngươi chuyển qua đến đây đi. Đã tới thì an tâm ở lại. Mặt nho nhỏ thật mau bình tĩnh lại, cùng với tiếp tục lưu tại mặt da bị đánh chửi ra tấn thậm chí sống sờ sờ đói chết chi bằng làm nhà này tức phụ nhi đưa lưng về phía nàng nam tử thân mình cứng đờ hồi lâu mới chậm rãi xoay người đầy mặt vết sẹo chẳng sợ bị râu sồn che đậy cũng thực dọa người hắn cặp mắt kia lại rất là trong trẻo nhìn về phía nàng thời điểm lộ ra một cổ thật cẩn thận lấy lòng mặt nho nhỏ trong lòng lại mềm vài phần thanh âm cũng không tự giác phóng nhu chút ngươi nhà các ngươi có ăn sao ta đói bụng nói xong nàng cái bụng liền phối hợp kêu lên, mặt nho nhỏ trên mặt một trận nóng lên, thật là mất mặt a. À. Nhưng là này phó thân mình nguyên chủ vốn chính là đói chết, lại không ăn một chút gì sợ là cũng muốn đi đời nhà ma. Nàng nhưng không nghĩ mới vừa xuyên tới liền làm đói chết quỷ. Trần Đại Ngưu nghe xong lại là liên tục gật đầu. Ân ân. Có. Im đi cho ngươi lấy. Nói liền phải hướng phòng bếp đi, không đợi hắn đi vài bước người mặc màu lam cân vạt áo ngắn, cả người đánh mãn mụn vá lại tẩy sạch sẽ vân nương liền đi lên trước tới. Đối với nàng đi mà quay lại mặt nho nhỏ trong lòng không khỏi khẩn trương lên. So sánh với Trần Đại Ngưu, nàng càng sợ chính là cái này ít khi nói cười nữ nhân, nàng cặp mắt kia tự hồ là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, làm người không dám cùng chi đối diện. Mặt nho nhỏ chột dạ cuối thấp đầu xuống, sợ bị người phát hiện nàng đã không còn là nàng. Nương. Tức phụ đói bụng ăn muốn ăn. Trần Đại Ngưu vừa thấy đã đến người liền cao hứng đón đi lên, hai tay bắt lấy Vân Nương ống tay áo hoảng a hoảng làm nũng vân nương quay đầu nhìn về phía hắn trên mặt tràn đầy triều mến nàng duỗi dài cánh tay muốn đi sờ trần đại ngưu đầu trần đại ngưu vội vàng đem cúi đầu tới nguyên chủ trong trí nhớ vân nương từ trước đến nay lạnh một khuôn mặt cũng chỉ có đối trần đại ngưu mới có thể lộ ra như thế ôm nhu một mặt nương ở phòng bếp thả một cái bánh bột ngô ngươi đưa cho tức phụ ăn có được hay không trần đại ngưu đôi mắt sáng lấp lánh liên tục gật đầu ân ân hảo nói xong trần đại ngưu liền vui tươi hớn hở hướng phòng bếp đi Nhìn hắn đi xa, vân nương trên mặt ý cười biến mất không thấy. Nàng sắc bén con ngươi quét về phía mặt nho nhỏ, mặt nho nhỏ đầu rũ càng thấp. Nguyên chủ chính là cái túi trút giận, cũng không dám con mắt xem người, nàng cũng không thể lộ tẩy. Như vậy nàng ngược lại là làm vân nương thu liễm trên người uy áp, trong mắt đề phòng cũng giảm bớt chút. Nếu gã tới trần gia, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, hảo hảo cấp trần gia nối giỏi tông đường, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ngươi. Nói vân nương thanh âm tức khắc lạnh xuống dưới mặt nho nhỏ cầm lòng không đậu rung lập cập trong lòng cũng hiểu được đây là nguyên chủ bản năng phản ứng bất quá như thế cũng hảo như vậy mới sẽ không bại lộ nàng trong thân thể thay đổi cái tim sự thật túng điểm liền túng điểm đi thẩm thẩm yên tâm ta ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời nhìn như thế ngoan ngoãn mặt nho nhỏ vân nương trong lòng tư vị muôn vàng đơn giản trần gia lần này cũng không tổn thất cái gì coi như làm hồi việc thiện lưu lại nha đầu này đi có lẽ ông trời sẽ bởi vậy đối trần gia võng khai một mặt đâu. Nương. Ha hả bánh bột ngô tới. Trần Đại Ngưu hai ba bước chạy tới, trong lòng ngực thật cẩn thận sủy một khối bánh bột ngô. Vân Nương ánh mắt lại lần nữa nhu hòa xuống dưới. Hảo, mau đưa cho ngươi tức phụ ăn, Nương cho các ngươi nấu cơm đi. Ân ân. Hảo. Trần Đại Ngư gật đầu đồng ý, hiến vật quý dường như đi đến mặt nho nhỏ trước mặt, hai tay phủng đem bánh bột ngô đẩy tới. Tức phụ nhi, ăn ăn. Khóe mắt dư quan nhìn đến vân nương đi xa, mặt nho nhỏ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khi trận choáng ván cảm lại lần nữa đánh úp lại, nàng vội vàng nắm lên kia khối đen tuyền bánh bột ngô mồm to cắn lên. Ngô cứng quá. Mặt nho nhỏ cắn chặt khớp hàm mặt đều bởi vì dùng sức thay đổi hình mới kéo xuống một khối, vội vàng mồm to nhấm nuốt lên. Này thân mình thật sự là quá đói bụng, chẳng sợ này bánh bột ngô lại ngạnh lại làm còn có một cổ tử chua xót hương vị, hiện tại mặt nho nhỏ cũng chỉ tưởng đem nó ăn vào trong bụng đi. Tức phụ nhi ngươi chậm một chút nhi đừng nóng vội đừng nóng vội nga im đi cho ngươi đoan thủy. Trần Đại Ngư bước ra thong dài đùi, trong viện ngay sau đó truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Gặm bánh bột ngô mạc nho nhỏ động tác dừng một chút, trong lòng chậm rãi tràn ra một cổ dòng nước ấm. Một chiếc bánh tử xuống bụng, mạc nho nhỏ liền Trần Đại Ngư tay hung hăng rót một bụng nước lạnh, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Nàng dơ lên khuôn mặt nhỏ hướng tới Trần Đại Ngư ngọt ngào cười. Cảm ơn ngươi, Đại Ngư. Trần Đại Ngư nhìn về phía ánh mắt của nàng tức khắc ngây dại, sau một lúc lâu hắn mới chớp chớp mắt, khi tràn đầy vết sẹo mặt thế nhưng nổi lên phấn hồng. Nương tử ngươi ngươi không chê im. Hắn chân tay luống cuốn gãi gãi đầu, mặt nho nhỏ đột nhiên thiện ý làm hắn cả người đều không được tự nhiên lên. Mặt nho nhỏ thần sắc càng thêm nhu hòa. Như thế nào sẽ đâu? Đại! Ngưu như vậy thiện lương, nho nhỏ sẽ không ghét bỏ đại ngưu. Một câu, Trần Đại Ngư đôi mắt tức khắc có chút ước ác, hắn vội vàng quay người đi, ồn ồn nói câu. Kim đi cấp nương nhóm lửa. Dứt lời, liền lại bước ra chân dài đi xa. Vai rộng eo thon chân dài, mặt nho nhỏ thỏa mãn thở dài, nếu là có thể đem này ngốc phu mặt chữa khỏi, xứng với này dáng người chẳng sợ ở kiếp trước cũng là cực phẩm. Đáng tiếc đỉnh đầu không có tiện tay công cụ A. À? Cục cục. Đang nghĩ ngợi tới, trong tay áo tự hồ có thứ gì lăn xuống trên mặt đất, mặt nho nhỏ cúi đầu vừa thấy, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Nani, cái gì? này không phải kia khối xấu cục đá sao? Ha! Ha ha ha! Mặt nho nhỏ cầm kia khối đen nhánh cục đá mừng đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, nàng đem kia cục đá lăn qua lộn lại nhìn, hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên. Đừng kích động đừng kích động chính là nó, chính là bởi vì nó chính mình mới đến nơi này, ta có thể đi trở về. Có thể đi trở về. Chương 4, một chén cháo. Trở về quá nàng xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Thiêu gà, bò bít tết, tôm hùng đất bia, trà sữa, vui sướng thủy, ta tới. Ai? Không đúng. Mặt nho nhỏ mở mắt ra, trước mắt vẫn là cái kia rách tung tóe một cổ tử nặng nề bùng đất khí vị lão phòng. Nhất định là mở ra phương thức không đúng. Mặt nho nhỏ vội vàng trốn vào phòng, chắp tay trước ngực đem kia khối xấu thạch nắm ở lòng bàn tay nhắc mãi lên. Thiên linh linh địa linh linh, xấu thạch xấu thạch mau làm ta trở về đi. Ngươi mới là xấu thạch. Ngươi cả nhà đều là xấu thạch một đạo lô ly âm đột nhiên ở bên tai mình vang lên, mặt nho nhỏ đột nhiên mở mắt ra hướng chung quanh nhìn nhìn, trừ bỏ oi bức hạ phong ngẫu nhiên gợi lên củ nát cửa sổ giấy, liền lại vô động tĩnh. Gặp quỷ. Nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía trong tay kia khối xấu cục đá, đếm thử tính lại cơ một câu. Xấu cục đá. Người mới xấu. Hừ. a, à. Mặt nho nhỏ một tay đem kia cục đá ném ra, cục đá dừng ở ẩm ướt bùng đất mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, liền không còn có động tĩnh. Mặt nho nhỏ không? Chớp mắt nhìn kia chỉ so nàng nắm tay tiểu không bao nhiêu cục đá, khóe môi không khỏi trừu trừu. Này nên không phải là nàng bàn tay vàng đi. Bàn tay vàng? Cái gì là bàn tay vàng? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mặt nho nhỏ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Ngươi ngươi là ai? Đến tột cùng là người hay quỷ? Người nào a quỷ? Ta chính là thiên địa tinh hoa dựng dục ra tới khí linh khi đạo ngạo mạng lô ly âm lại lần nữa vang lên, mặt nho nhỏ cả người đều có chút ngốc ngốc. Buồn ngủ quá. Không đợi nàng lộng minh bạch sao lại thế này, trong phòng lại lần nữa quy về yên lặng. Quy. Nói chuyện a, à. Ngươi ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Mặt nho nhỏ hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng này suối quẩy đây là đi rồi cái gì cứt chó vận. Người khác xuyên qua bàn tay vàng các loại khai quải, nàng này trăm không một dùng a, à. Nương tử. Ăn cơm trần đại ngư vui sướng thanh âm ở trong sân vang lên mặt nho nhỏ vội vàng nhặt lên kia khối xấu cục đá nhét vào ống tay áo mới vừa sửa sang lại hảo trần đại ngư liền đẩy cửa tiến vào gạo mùi hương nhi nháy mắt phiêu đầy toàn bộ phòng mặt nho nhỏ cái bụng lại lần nữa ục ục kêu lên đối với thân thể thiếu hụt hồi lâu nàng một tiểu khối ngũ cốc bánh bột ngô căn bản không dùng được nương tử ngươi đói lả đi mau ăn trần đại ngư bước đi đến mặt nho nhỏ trước mặt hiến vật quý dường như đem một chén lớn cháo đệ đi lên. Mặt nho nhỏ trong lòng hơi chút cảm thấy an ủi chút, nguyên lai trần gia nhật tử cũng không như vậy gian nan, thế nhưng còn có gạo cháo uống. Nàng còn tưởng rằng cùng mặt gia giống nhau chỉ có thể ăn ngủ cốc bánh bột ngô đâu. Không, từ trước mặt nho nhỏ ở mặt gia chính là liền ngủ cốc bánh đều ăn không đến, thậm chí đều còn không có heo ăn ngon. Cũng là, trần gia rốt cuộc có thể ra hai lượng bạc mua tức phụ, ở ăn không đủ no mặt gia thôn, hai lượng bạc có thể mua đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ có thể cày ruộng hoàng ngưu, bọn đầu cơ, có thể sau một nữ nhân đáng giá quá nhiều. Nhưng mà, chờ nàng tiếp nhận Trần Đại Ngưu đệ đi lên chén, nháy mắt mắt choáng váng Này nơi nào là cái gì gạo cháo? Rõ ràng là trộn lẫn lúa xác quái mễ ra a. À? Còn tưởng rằng Trần Gia người đãi nàng không giống nhau, nào biết thế nhưng cho nàng ăn này đó. Mặt nho nhỏ tức giận ngẩng đầu, lại đối thượng Trần Đại Ngưu cặp kia ước dầm về con ngươi. Hắn một đôi thuần tịnh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trong chén cháo, môi gắt gao nhấp, cả người tế bào đều ở nói cho nàng, hắn hảo thèm. Mặt nho nhỏ chần chờ hỏi một câu. Đại ngưu, ngươi ăn sao? Đại ngưu ngây ngô cười lắc đầu. Nương nói tức phụ nhi thân thể yếu đuối, đến uống chút cháo dưỡng dưỡng, im cùng nương ăn rau dại cháo là được. Nói, hắn lại vội vàng đi phía trước đẩy đẩy chén. Tức phụ nhi ngươi mau ăn. Ăn no liền không đói bụng. Mặt nho nhỏ trong lòng ê ẩm thực hụt hẫng, vì cái này da nghèo khó thất vọng mà chua xót, càng vì chính mình hiểu lầm này hai người mà hổ thẹn Nguyên lai like, vân nương nàng lại là nói như vậy sao như vậy một cái cự người với ngàn dặm ở ngoài người thế nhưng đem duy nhất toái cháo cho nàng ăn mặt nho nhỏ ôn hòa cười cười đại ngưu đi ta cùng nương cùng nhau ăn ta không yêu ăn cháo liền thích ăn rau dại cháo đâu trần đại ngưu nghi hoặc gãi gãi đầu còn có người không yêu ăn cháo sao hắn chính là khó được mới có thể ăn đến một lần đâu bất quá tức phụ thích ăn rau dại cháo hắn tự nhiên muốn nghe tức phụ. Hảo! Tức phụ, đi, ta đi tìm nương ăn rau dại cháo. Ngoài cửa sổ vân nương nghe được trong phòng nói chuyện sắc mặt nhu hòa xuống dưới, sấn hai người không ra tới, xoay người hướng tới phòng bếp đi đến. Đi lên! Vậy ăn cơm đi! Nhìn Trần Đại Ngư vui tươi hớn hở đi theo mặt nho nhỏ mặt sau, trong phòng bếp vân nương ngẩng đầu liếc mặt nho nhỏ, nhỏ liếc mắt một cái, liền xoay người tiếp tục công việc lưu bù lên. Mặt nho nhỏ nhìn nhìn phá trên bàn cơm kia hai chén rau dại cháo, khóe môi lại lần nữa trừ trừ. Này nơi nào là cái gì rau dại cháo, rõ ràng là dùng ngao cháo dư lại. Xoát nồi thủy bỏ vào đi chút rau dại nấu thành. Loại đồ vật này, có thể ăn sao? Xem Trần Đại Ngư ở một bên lưu nổi lên nước miếng, mặt nho nhỏ trầm mặt, trong tay cháo càng thêm phỏng tay. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Phóng rau dại hồ hồ cái bàn kia thiếu một chân, lại lần nữa lấy gậy gỗ trói lại. Vân Nương buông chiếc đũa, xem Trần Đại Ngưu đỡ mặt nho nhỏ ngồi xuống chính mình mới vừa rồi rơi xuống ngồi. Mặt nho nhỏ vội vàng đem trong tay kia chén cháo đẩy đi ra ngoài. Thẩm thẩm uống cái này, ta uống rau dại cháo là được. Vân Nương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới mặt nho nhỏ sẽ đem cháo đẩy cho nàng. Nàng thực mau hoàng hồn, đem kia chén cháo đẩy đến Trần Đại Ngưu trước mặt. Nếu thành Trần gia người, nên sửa miệng. Đại Ngưu, tới, Nương không yêu ăn cháo, ngươi uống nói liền đem Trần Đại Ngư trước mặt rau dại cháo đoan đến chính mình trước mặt. Cái này đến phiên mặt nho nhỏ ngây người, sửa miệng. Sửa cái gì? Kêu nương sao? Thật đúng là có chút thẹn thùng đâu. Trần Đại Ngưu ngốc ngốc gãi gãi đầu, cháo tốt như vậy uống, nương cùng tức phụ như thế nào đều không uống đâu. Im im cũng không yêu ăn cháo. Khi duy nhất một chén cháo không ngờ lại bị đẩy đến bàn gỗ trung gian. Vân nương cười cười, xoay người cầm một cái không chén ra tới, đem hai chén rau dại cháo phân thành ba chén, lại đem kia chén cháo giống nhau phân thành tam phân. Hảo, hiện tại chúng ta cùng nhau ăn. Mặt nho nhỏ đôi mắt mặt danh có chút lên men, nàng vội bưng lên kia chén rau dại cháo uống một ngụm. Lại khổ, lại sát. Nhưng mà trong lòng lại là ngọt. Hảo uống. Nương, tướng công, các ngươi cũng ăn. Nói xong câu đó khuôn mặt nhỏ mặt danh đỏ lên, nàng chưa từng nghĩ tới một ngày kia chính mình còn có thể hô lên một tiếng nương, thậm chí còn có một cái tướng công. Tuy rằng Trần Đại Ngư thoạt nhìn khờ khạo ngây ngốc, bộ dáng cũng khó coi, nhưng nàng tổng cảm thấy về sau nhật tử sẽ không kém. Ân ân. Nương, nương tử các ngươi cũng ăn. Trần Đại Ngư bị một tiếng tướng công hống hy tư tư, phủng. Chán liền uống một hớp lớn, lại không có phát ra một ít lỗi thời thanh âm. Vân nương cũng ngồi thẳng thân mình, thông thả ung dung uống khởi cháo tới, phản phất bọn họ trước mặt không phải cái gì rau dại cháo, mà là sơn trân hải vị. Này hai người trên người khí chất nhưng không giống như là hương giả người nên có a. Phanh. Không đợi mặt nho nhỏ bắt lấy trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm, trần gia cũ nát đại môn liền bị người một chân đá văng. Chương 5, trả đũa. Hỗn loạn nửa chén rau dại hồ hồ toái cháo tuy rằng cùng mỹ vị nửa điểm đều không dính biên, nhưng đối với ngày thường chỉ có thể uống khẩu soát nồi thủy này phó thân mình tới nói đã rất là khó được. Vừa định nghẹn khí một ngụm uống xong đi, mặt nho nhỏ liền bị bất thình lình biến động đánh gãy, nàng cực kỳ khó chịu quay đầu lại, nhìn đến một con rắn trẻo mập mạp đại màng thầu hùng hổ đứng ở trần gia viện môn khẩu khi củ nát ván cửa vốn là không rắn chắc bị hắn như vậy va chạm giờ phút này chính chầm chậm treo ở khung cửa thượng giống như ngay sau đó liền phải rơi xuống mặt nho nhỏ người cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật cũng dám liên hợp người ngoài khi dễ mẫu thân xem ta như thế nào thu thập ngươi bạch béo màng thầu muốn may một đôi thịt đô đô tiểu nắm tay bước ra thô chân liền hướng tới mặt nho nhỏ nhào tới mặt nho nhỏ con ngươi nhíu lại, nguyên lai like là hắn. Này còn không phải là bị hắn kia tiện nghi cha còn có vương thị trở thành trồng mắt giống nhau che chở mặt lai like bảo sao. Mới 6 tuổi tuổi tác cũng đã cùng tiểu bá vương dường như, bình thường không thiếu khi dễ nàng cái này tỷ tỷ càng là há mồm liền mắng nhất tay liền đánh. a à, chính mình đưa tới cửa tới, này thù không báo bạch không báo. Mặt nho nhỏ tâm tư vừa chuyển, mắt thấy mặt lai like bảo phát lại đây lại không có nhúc nhích một bên vân nương cùng trần đại ngưu bị này đột nhiên biến cố cũng kinh sợ thấy mặt lai bảo hướng về phía mặt nho nhỏ đánh lại đây trần đại ngưu bản năng muốn ra tay lại bị một con tay nhỏ bắt được thủ đoạn hắn khó hiểu theo kia chỉ thô ráp tay nhỏ xem qua đi không đợi làm ra phản ứng mặt nho nhỏ cũng đã lưu loát đứng dậy né tránh mặt lai bảo vốn là ăn mập mạp lại là mão kính xông tới càng không dự đoán được luôn luôn nhát như chuột chỉ biết xin tha mặt nho nhỏ sẽ né tránh lại tưởng dừng lại bước chân đã không kịp bùng loãng xoảng rầm củ nát bàn gỗ bị tạp vừa vặn mặt lai bảo cả người ngã ở mảnh nhỏ trung ba chén nhiệt cháo rót vừa vặn đau hắn lập tức ai u kêu to lên a à. thiên giết các ngươi cũng dám đánh tới bảo lão nương cùng các ngươi liều mạng cửa lại truyền đến một tiếng giết heo tru lên Nguyên lai vương thị mẹ con về nhà sau bởi vì tính kế không thực hiện được vẫn luôn tức giận bất bình, liền khuyến khích Mạc Lai Bảo tới nháo. Mạc nho nhỏ luôn luôn sợ nhất Mạc Lai Bảo, nàng Vân Nương cũng không có khả năng cùng một cái hài tử so đo, lại nói kia Trần Đại Ngưu hôm nay tuy rằng đột nhiên nổi điên che chở mặt nho nhỏ, bình thường khá vậy không thiếu bị mặt lai bảo khi dễ. Nhưng mà, không nghĩ tới mặt lai bảo mới ra tay liền như thế chật vật, tránh ở ngoài cửa nhìn lén Vương Thị lập tức tạt mau. Đây chính là đương gia vẫn luôn đương tròng mắt che chở, tới bảo nếu là bị thương, đương gia còn không giết nàng. Kinh người quá đáng. Vân Nương nhìn bà điên giống nhau xông tới Vương Thị khí tạch một chút từ trên ghế đứng lên. Nàng hai ba bước tiến lên một phen nắm lấy Vương thị múa may cánh tay trực tiếp đem người đẩy đi ra ngoài. Vân Nương đột nhiên bảo nổi kinh mạch nho nhỏ liền miệng đều không khép được. Nàng 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 là như thế nào dịch quá khứ? Còn có, nàng 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 như thế nào nhất chiêu liền đem người đánh ngã. Đây là cái cao thủ a. Mạc nho nhỏ nhìn cả người lạnh băng đằng đằng sát khí đứng ở Vương thị trước mặt Vân Nương, trong mắt đều sáng. Xuyên qua đại thần đãi nàng không tệ a này trần gia người tuyệt đối không phải bình thường nông hộ nhân gia đơn giản như vậy vương thị còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị đẩy ra mấy mét có hơn lập tức ngã ngồi trên mặt đất đau nàng ngao ngao kêu lên ai u giết người lạp ta không sống lạp đây là cái gì thế đạo a à? bọn im hai mẹ con phải bị người khi dễ đã chết buổi sáng náo loạn như vậy vừa ra các thôn dân vốn là vẫn luôn chú ý trần gia bên này Mạc Lai Bảo một đường đánh đi lên khi liền có không ít người thấu đi lên xem náo nhiệt, Vương thị như vậy một gào vây xem người càng nhiều. Ngoài cửa Mạc Hoang Hoang thấy nương cùng đệ đệ xuất sư bất lợi, trong mắt xoay chuyển vội vàng lặng lẽ trốn đi. Vân Nương bị Vương thị này không biết xấu hổ bộ dáng khí không nhẹ, nàng lúc trước như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy toàn gia cực phẩm. Nếu không phải nàng thật vất vả mang theo đại ngưu mai danh ẩn tích đi vào nơi này, lo lắng trêu chọc thị phi, nàng thật là chém này người đàn bà đanh đá tâm đều có. Nương ô ô nương đau tới bảo đau quá a à. nghe được vương thị thanh âm phế tích trung mặt lai like bảo lập tức kêu to lên tới bảo ta tới bảo a à. các ngươi thật tàn nhẫn liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha a à. vương thị bất chấp chính mình quăng ngã nhiều đau bò dậy gào liền hướng mặt lai like bảo nhào tới hai mẹ con ôm đầu khóc trống kia thê thảm bộ dáng không biết còn tưởng rằng bọn họ bị người làm sao vậy vân nương khí cả người phát trung bên cạnh người nắm chặt nắm tay đều kẻo kẹt lạc vang lên vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, cố tình nàng còn không thể đem người thế nào. Ô ô! Thông trưởng ngươi mau chút đi, ta nương cùng đệ đệ phải bị người đánh chết. Này ra trò khôi hài còn không có xong, ngoài cửa mặt hoang hoang thanh âm liền truyền tới. Mặt tiểu tiểu tầm thanh đi xem, thấy một cái râu đều có chút trắng bệt lão nhân bị mặt hoang hoang một đường kéo túng tể tiến vào, bị như vậy kéo một đường, lão nhân da hiển nhiên sắc mặt đều đen. Mặt nho nhỏ vội vàng từ trong trí nhớ tìm tòi lên, người đến là mặt gia thôn thôn trưởng mặt trường phú, ấn bối phận tới giảng mạc nho nhỏ nên gọi hắn một tiếng tam gia. Mạc Trường Phú làm mạc gia thôn vài thập niên thôn trưởng, tuy rằng không có gì thành tựu, làm người cũng coi như là công chính. Vừa thấy đến vương thị mẫu tử dáng dấp như vậy, mạc trường phú sắc mặt càng trầm, lạnh giọng mở miệng. Đây là có chuyện gì? Lớn lao gia, ngươi lại ở nháo cái gì? Cái này vương thị, thật đúng là không cái ngừng nghỉ thời điểm. Tam thúc A. Bọn im nương mấy cái không sống lạc. Bọn họ Trần Gia nhìn im đương gia không ở nhà, đây là tưởng hướng chết khi dễ bọn im nộp. Vừa thấy đến mặt hoang hoang tìm tới thôn trưởng, Vương Thị trong lòng càng thêm có tự tin. Lúc này đây Trần Gia không phun ra kia hai lượng bạc, nàng liền không để yên. Xem kia mẫu tử ba người khóc thành một đoàn thực sự không thành cái bộ dáng, thôn trưởng thở dài quay đầu nhìn về phía Vân Nương. Vân Nương lúc này cũng thu liễm cảm xúc, tiến lên cấp mặt trường phú thấy lễ. Thôn trưởng, lại cho ngài thêm phiền toái như vậy thái độ làm mặt trường phú rất là thoải mái vân nương mang theo nàng kia ngốc nhi tử tới mặt gia thôn đã một năm từ trước đến nay theo khuôn phép cũ khi trần đại ngư tuy rằng khờ ngốc cũng không trêu chọc ra quá cái gì phiền toái hắn đảo cũng vui thu lưu bọn họ chẳng qua bọn họ như thế nào liền trêu chọc lớn lao này toàn gia đâu mặt trường phú nhìn về phía vân nương ánh mắt không khỏi nhiều vài phần thương hại bị này vương thị cuốn lên nhưng có bọn họ mẫu tử chịu được vân nương ngươi nói một chút đây là làm sao vậy mặc kệ thế nào vẫn là đến biết rõ ràng ra chuyện gì Nhi lại nói. Tam gia gia A. À. Này còn dùng hỏi sao? Kim nương cùng đệ đệ đều bị bọn họ đánh thành cái dạng gì? Bọn họ quá khi dễ người. Cứ tỷ tỷ không cho nhà im lễ hỏi không nói, còn đánh người. Tam gia gia phải vì chúng ta làm chủ A. À. Mặt hoang hoang một bên khóc lóc kể lễ một bên trộm lấy mắt đánh giá mặt nho nhỏ, thần sắc không phải không có đắc ý. Mặt nho nhỏ lập tức bị khí cười, A. À. Trả đũa. Chương 6 lừa hôn tam gia gia mặt trường phú đang bị này toàn gia dây dưa đầu đại liền nghe được một tiếng chứa đầy ủy khuất cùng ỷ lại nhẹ gọi theo thanh âm xem qua đi liền thấy mặt nho nhỏ kia trương vàng như nến khô gầy khuôn mặt nhỏ thường đậu đại lệ tích cục cục rơi xuống không biết sao này trái tim lập tức liền cảm thấy chua lòng ai đại a đầu đây là sao nha cái này đại a đầu cũng thật là đáng thương còn tuổi nhỏ không có mẹ ruột không nói thân cha cũng mặc kệ Lớn lao là anh bán hàng trong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, nhà này liền giao cho Vương Thị. Nhưng Vương Thị nơi nào là cái thiện tra? Người trong thôn cũng có nhìn mặt nho nhỏ bị tra tấn không đành lòng, ngẫu nhiên cho ngụm ăn còn bị kia Vương Thị đánh chửi tới cửa. Dần dần, người trong thôn cũng thói quen nàng này túi trúc giận bộ dáng, chậm rãi chết lặng lên. Nhưng bình thường đánh không cãi lại mắng không hoàng thủ tiểu nha đầu hôm nay thế nhưng khóc như vậy thương tâm, mặt trường phú cũng nhịn không được động dung lên. Tam gia gia nho nhỏ làm sai cái gì? Mẫu thân cùng đệ muội như thế nào liền không cho nho nhỏ đường sống a? Nương cùng muội muội cấp im hạ dược đem im ném tới đại ngưu ca trong phòng hủy im trong sạch còn chưa tính, cũng may đại ngưu ca không chê im, thu lưu im, nhưng nhưng các nàng như thế nào liền không buông tha im còn muốn đánh tới cửa tới a? Cái gì? Vương thị, ngươi thật sự cấp đại a đầu hạ dược. Thông trưởng vừa nghe kia còn lợi hại. Hạ dược loại này hạ tam làm thủ đoạn, nếu là truyền ra đi bọn họ thôn cô nương tiểu tử còn nói như thế nào thân vương thị nơi nào có thể thừa nhận lập tức liền nhảy mắng lên tiểu tiện nhân ngươi hồ liệt liệt gì rõ ràng là chính ngươi coi trọng ngươi tỷ phu đoạt tỷ tỷ ngươi nam nhân nàng lời này vừa ra biết nội tình thôn dân sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt chung quanh lập tức vang lên một trận khiển trách thanh này vương thị quá không địa đạo lại không phải thân khuê nữ cũng không thể làm ra như vậy sự a à? chính là chính là muốn cho người khác không biết chúng ta thông ra như vậy sự, còn không biết như thế nào chê cười bọn im đâu. Ai, cũng là đáng thương nho nhỏ kia nha đầu. Mặt nho nhỏ nghe đại gia nghị luận biểu diễn càng thêm ra sức, môi run rẩy, tự hồ là quá mức thương tâm, lung lay sắp đổ liền phải té ngã. Tức phụ nhi. Ngươi đừng khóc, im im bảo hộ ngươi, im. Một bên trần đại ngư xem mặt nho nhỏ như vậy lập tức liền chân tay lúng cuốn lên, một phen sách lên thật vất vả tìm ổn góc độ tính kế hảo không đau chuẩn bị mềm mại ngã xuống trên mặt đất mặt nho nhỏ này một xã, hảo gia hỏa thiếu chút nữa đem mặt nho nhỏ cánh tay xả chặt đứt, trên mặt bi thương cũng liền càng chân thật chút. Thông trưởng mặt càng trầm. Được rồi. Vương thị, ngươi hảo hảo kết thân, sao lại ra chuyện xấu? Cách không được lớn lao không ở nhà ngươi liền sốt ruột cấp hoang hoang đính hôn, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Đến bây giờ thôn trưởng muốn còn không biết đã xảy ra chuyện gì cũng làm không công nhiều năm như vậy thôn trưởng, đối với vương thị đó là một hồi răng dậy. Nữ tử danh tiết lớn hơn thiên, ngươi làm như vậy thương thiên hại lý sự sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống mặt hoang hoang vốn dĩ thỉnh thôn trưởng lại đây là cho chính mình làm chủ nào biết thôn trưởng thế nhưng thiên hướng mặt nho nhỏ nàng nhưng không vui tam gia gia ngươi sao nói như vậy im nương im lúc ấy chỉ nói gã mặt gia khuê nữ nhưng chưa nói minh gã cái nào nói nữa lúc trước kia bác tự hợp chính là tỷ tỷ bọn họ chính mình cũng nói bác tự hợp hảo liền định ra lời này vừa ra vân nương ánh mắt liền lóe lóe việc này xác thật là nàng sơ sót. Thông trưởng cũng bị dỗi á khẩu không trả lời được, nói đến cùng việc này là bọn họ trần gia đồng ý, hiện giờ biết rõ vương thị tính kế người, cũng không thể đem nàng thế nào. Hắn hiếp mắt đánh giá che chở mặt nho nhỏ trần đại ngưu, trong lòng an tâm một chút. Đại ngưu tuy rằng ngu dại, lại lớn lên không tốt, rốt cuộc tâm tính thuần lương. Vân Nương lại là cái minh lý lẽ, nhà đầu lưu tại Trần Gia có lẽ xem như chuyện. Tốt. Hắn thở dài đem tầm mắt chuyển hướng mặt nho nhỏ nho nhỏ a à, ngươi trước đừng khóc nói nói ngươi sao tưởng mặt nho nhỏ rốt cuộc có nói chuyện cơ hội nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo trần đại ngưu thủ đoạn tiến lên một bước quỳ gối thôn trưởng trước mặt tam gia gia nho nhỏ nguyện ý lưu tại trần gia đại ngưu ca đối im hảo vân thẩm thẩm cũng là người tốt lời này làm sắc mặt xanh mét vân nương trong lòng thoải mái một ít nếu là này mặt nho nhỏ cùng vương thị mẫu tử giống nhau chẳng sợ nàng vào trần gia nàng cũng phải nghĩ biện pháp xử lý nàng mặt nho nhỏ cũng không biết vân nương động sát tâm lúc này nàng chỉ nghĩ như thế nào hoàn toàn thoát khỏi mặt da. Chỉ là nói, nàng lại sợ hãi nhìn thoáng qua vương thị. Chỉ là nương cùng đệ muội tổng như vậy tới nháo, nho nhỏ thật là không mặt mũi sống a. À. Tiểu tiện nhân ngươi trang gì đáng thương. Ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật. Lão nương bạch bạch đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Còn không có gã chồng ngươi liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, chờ cha ngươi trở về xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Vương thị thấy thôn trưởng đối mặt nho nhỏ thái độ, lập tức giận từ giữa tới, nàng không thể đem thôn trưởng thế nào, chỉ có thể chỉ vào mặt nho nhỏ chửi bậy lên. Mặt lai bảo rầm rì nửa ngày, xem hắn nương cùng tỷ tỷ đều tại bên người, lau mặt thượng cơm tra cũng đi theo chửi bậy. Ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật, đánh chết ngươi. Trần Đại Ngư thấy nhà mình tức phụ liên tiếp bị khi dễ, cả người cơ bắp đều căng thẳng, tiến lên một bước đem mặt nho nhỏ hộ ở sau người sắc mặt lạnh có thể đem người đông lạnh trụ. Vương Thị nhịn không được trục trục cổ, không biết nghĩ tới cái gì lập tức liền lệch qua trên mặt đất đau hô lên. Ai u? Ta eo a. Thôn trưởng ngươi xem bọn hắn, nương lão tử đánh im liền tính, đại ngốc tử cũng muốn động thủ. Bọn họ đây là khi dễ chúng ta mạch gia thôn không ai a. À. Khi dễ bọn im nam nhân không ở nhà a. À. Mặt trường phú bị xảo đầu đại, không kiên nhẫn trống lên một câu. Được rồi được rồi. Vương. Thị, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì? lời này nhưng không phải hỏi ra Vương Thị Tâm Tư mặt nho nhỏ cũng đi theo nhìn qua đi làm gì muốn bạc bái hừ si tâm vọng tưởng thông trưởng cái gì kêu im muốn làm gì là bọn họ Trần gia lại im hai lượng bạc lại đem bọn im đã thương nhìn xem nhà im tới bảo bị bọn họ đánh Vương Thị đáng thương hề hề ôm ôm đầy người hỗn độn mặt lai bảo đem tâm một hoành hai lượng bạc một phân không thể thiếu hơn nữa một lượng bạc tử chén thuốc phí không cho bọn im, bọn im hôm nay liền không đi rồi. Ba lượng bạc. Chung quanh tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, đối với năm mất mùa mạch gia thôn, nếu là quanh năm suốt tháng có thể thấy thượng một lượng bạc tử đều tính đến không được, này vương thị thế nhưng mở miệng liền phải ba lượng. Mạch trường phú tuy rằng cũng cảm thấy quá nhiều, lại vẫn là hỏi ý nhìn về phía vân nương. Nói đến cùng này dù sao cũng là lớn lao gia cùng trần gia sự, hắn không hảo quá nhiều nhúng tay. Vân nương thấy thế thông thả ung dung đi lên trước tới. Nói đến bồi thường, chúng ta thật đến hảo hảo tính tính. Nói, nàng mắt lạnh đảo qua mặt lai bảo. Hắn đá hỏng rồi nhà của chúng ta môn, đi lên liền đập hư chúng ta cái bàn, lại đánh nghiêng nhà của chúng ta duy nhất tồn lương, này bút bồi thường như thế nào tính? Lại có. Nàng quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Thôn trưởng, không biết y theo quốc khánh luật pháp, lừa hôn phải bị tội gì? Chương 7, đây mới là trần gia người. Lừa hôn. Vân Nương tiếng nói vừa dứt, chung quanh tức khắc phát ra một trận kinh hô. Mặt nho nhỏ sùng bái nhìn Vân Nương, đôi mắt đều sáng. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ đâu. Mặt trường phú hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tư tâm vương thị dù sao cũng là mặt gia thôn người, hắn tuy rằng chướng mắt vương thị sắc mặt lại vẫn là hy vọng việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Ha hả Vân Nương, việc này. Xôn sao? Không chờ thôn. Trưởng đem nói cho hết lời, Vân Nương liền từ ống tay áo móc ra một trương giấy trắng, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự. Đây là chúng ta hai nhà lúc ấy ký xuống hôn thư, này mặt trên viết chính là nàng mạc hoang hoang tên, các ngươi sẽ không không nhận trướng đi. Vương Thị mấy người lập tức mắt choáng váng, nàng tạch một chút thoáng lên tiếng lên liền phải đi cướp đoạt hôn thư, Vân Nương lại xảo diệu tránh đi, đem hôn thư một lần nữa gấp lên. Không có khả năng. Ngươi đem nó cấp im. Ngươi bọn im lúc ấy chính là nói phải gả chỉ là mặt da khuê nữ, chưa nói là cái nào. Vân Nương câu môi cười lạnh. Nhà của chúng ta coi trọng chính là Mạc Hoang Hoang, các ngươi không nói chúng ta liền không biết tên nàng. Này hôn thư ở nha môn chính là để lại đế, như thế nào? Các ngươi còn tưởng chống chế. Vừa nghe lời này, Mạc Hoang Hoang lập tức dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng nhìn thoáng qua khờ khạo ngây ngốc lại xấu xí vô cùng Trần Đại Ngưu, qua một tiếng liền khóc ra tới. Qua nương. Im không gả. Im không gả cho cái kia ngốc tử. Nghe nàng nói như vậy Trần Đại Ngưu, Vân Nương sắc mặt càng thêm âm trầm. Nói đi, các ngươi hoặc là đem mặt hoang hoang lưu lại, này hai lượng bạc chúng ta trần gia lập tức liền lấy ra tới. Nếu là không lưu các ngươi chính là lừa hôn. Ai? Không đúng. Cái này không chỉ có vương thị mấy người há hốc mồm, mặt nho nhỏ cũng đi theo trợn tròn mắt. Mặt hoang hoang lưu lại, nàng đi đâu? Nương, im không cần nàng. Nàng là hư nữ nhân. Im liền phải nho nhỏ. Trần Đại Ngư tự hồ cũng nghe đã hiểu Vân Nương nói, cắt gao nắm lấy mạt nho nhỏ thủ đoạn khẩn trương nhìn vân nương sợ nàng đem mạt nho nhỏ đuổi đi vân nương lại phá lệ không để ý đến trần đại ngưu ngược lại là đi bước một hướng tới vương thị mẫu tử ba người đến gần ân không phải muốn bạc sao đem người lưu lại cho ta trần gia sinh nhi dục nữ này bạc liền cho các ngươi hai viên sáng long lanh bạc lõa tử xuất hiện ở vân nương lòng bàn tay vương thị đôi mắt lập tức sáng tới bảo mã bmw thượng liền đến đi học đường tuổi tác này hai lượng bạc vừa vặn đủ hắn quà nhập học. Vừa định duỗi tay đi lấy, một bên mặt hoang hoang lại nắm chặt nàng cánh tay, khẩn cầu hướng nàng lắc đầu. Nương! Không cần! Nữ nhi không gả! Nữ nhi nữ nhi! Không biết là cấp vẫn là thế nào, nàng cúi người đến vương thị bên tai thấp thấp nói một câu, vương thị đôi mắt càng sáng. Thật sự! Mặt hoang hoang sắc mặt càng đỏ, lại là bất chấp mặt khác liên tục gật đầu. Mặt lai bảo nơi nào quản được nhiều như vậy, thấy bạc cũng không gào, duỗi tay liền phải đi bắt vân nương linh hoạt né tránh muốn bạc người lưu lại các ngươi đi a à, ha hả bà thông gia a à, này không phải nói dẫn đâu sao vương thị tâm tư bách chuyển thiên hồi cuối cùng mới làm quyết định nàng lôi kéo nhi nữ đứng lên vỗ vỗ đầy người bụi đất cười ha hả nhìn về phía vân nương chúng ta buổi sáng không phải nói tốt đem nho nhỏ gã lại đây ngươi xem đại ngưu chính là thực thích nho nhỏ đâu nói nữa bọn họ đều nói lại tự hồ khó có thể mở miệng dường như, không có hảo ý nhìn nhìn lôi kéo mặt nho nhỏ thủ đoạn Trần Đại Ngư. a à, kia đảo không có gì, thêm một cái người chúng ta Trần Gia còn dưỡng khởi. Vân Nương nửa bước không lùi, đều khi dễ tới cửa tới, nàng sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Cái này mặt nho nhỏ thiếu chút nữa một ngụm nước miếng phun ra tới, không thể nào nàng vừa mới cảm thấy nhật tử có điểm hy vọng, như thế nào lập tức liền thành tiểu thiếp. Khi nào hành? Các ngươi còn muốn chúng ta mặt da hai khuê nữ không thành? vương thị nhịn không được thanh âm lại tất cao mấy độ đối thượng vân nương kia lạnh băng ánh mắt lại hậm hực ngậm miệng cuối cùng khẩn cầu nhìn về phía thôn trưởng tam thúc ngươi xem mặt trường phú trắng nàng liếc mắt một cái lúc này nhớ tới hắn tới nhưng rốt cuộc là bổn gia chẳng sợ vì trong thôn thanh danh hắn cũng đến đem việc này xử lý tốt hắn không được tự nhiên ho khan vài tiếng chậm lại thanh âm nhìn về phía vân nương vân nương a ngươi xem chúng ta đều là một cái thôn ở việc này nháo lớn cũng không tốt không bằng chúng ta đều thối lui một bước vô luận như thế nào mặt gia không thể gánh vác lừa hôn tên tuổi a vân nương cười lui về phía sau một bước xoay người mặt hướng thôn trưởng không biết thôn trưởng có cái gì ý kiến hay thấy nàng như thế cho chính mình mặt mũi thôn trưởng sắc mặt cũng đẹp chút nếu không như vậy ta xem nho nhỏ cùng đại ngưu cũng rất xứng đôi chúng ta không bằng liền đem người cấp thay đổi này không thể được vân nương không lưu tình chút nào đánh gãy thôn trưởng lúc trước nhà của chúng ta chịu ra hai lượng bạc chính là bởi vì mạc hoang hoang có thể sinh dưỡng, nhưng trước mắt đổi thành mạc nho nhỏ, nàng này phó ốm yếu thân mình đừng nói nối giỏi tông đường, chúng ta còn không biết muốn đáp thượng nhiều ít bạc cho nàng điều trị. Này! Mạc nho nhỏ khóe môi trừ trừ, nàng đây là bị người ghét bỏ. Quay đầu nhìn lại mạc hoang hoang, a à, thật đúng là trước đột sau kiều nên có đều có, thấy nàng so với chính mình còn muốn xấu hổ, thậm chí bị chu vi xem tên du thủ du thực đánh lên hô lên, mặt nho nhỏ trong lòng liền cân bằng chút này không đổi cũng đúng dù sao đều đã như vậy không bằng kia hai lượng bạc liền tính thông trưởng thử tính dò hỏi một câu vân nương vẫn chưa trả lời ngược lại là lẳng lặng nhìn về phía vương thị vương thị trong lòng một trận đau mình kia chính là hai lượng bạc a nàng như thế nào cam tâm thông trưởng thấy vương thị như vậy nháy mắt lạnh mặt sao ngươi thật đúng là tưởng gánh vác lừa hôn tên tuổi lớn lao trở về còn không thôi ngươi Nghe hắn nhắc tới lớn lao, Vương thị bản năng rụt rụt cổ, lại đối thượng nữ nhi khẩn cầu ánh mắt, chỉ có thể hung hăng cắn răng đồng ý. Hành. Liền như vậy làm. Bọn im đi. Đứng lại. Nhìn Vương thị kéo một đôi nhi nữ phải rời khỏi, Vân Nương sâu kín mở miệng. "Vô khống, các ngươi nếu là lại đổi ý tới cửa tới nháo, nhà của chúng ta nhưng không như vậy nhiều lương thực cho các ngươi tai họa." Tưởng tượng đến kia chén bị, lãng phí cháu Vân Nương trong lòng liền không thoải mái. Vương Thị oán hận quay đầu lại. Ngươi còn tưởng sao thích? Chẳng ra gì, một lần nữa thêm một phần hôn thư, lại bồi nhà của chúng ta cái bàn, việc này liền như vậy tính. Nàng giọng nói vừa chuyển. Nếu không, chúng ta liền đến trong nhà môn cáo thượng một cáo. Ngươi! Vương Thị khí dậm chân, một đôi thượng thôn trưởng cảnh cáo ánh mắt chỉ có thể đem đầy mình lửa giận đè ép đi xuống, nửa ngày mới nghẹn ra một chữ hảo. Vân Nương lúc này mới vừa lòng cong cong khóe môi. Hảo, chúng ta này liền một lần nữa tới thêm, còn thỉnh thôn trưởng làm chứng kiến. Thấy sự tình giải quyết viên mãn, thôn trưởng nơi nào có không vui. Hai nhà lập tức một lần nữa ký hôn thư, Vân Nương cũng làm trò Vương Thị mặt đem nguyên bản kia phân xé cái dập nát. Thẳng đến Vương Thị ba người chật vật trời đi mặt nho nhỏ cả người đều còn ngốc ngốc, một trương mặt tí chưa khô giấy trắng dừng ở nàng trước mặt. Đây mới là trần gia người, hảo hảo sinh hoạt. Chương 8, Áo cưới Mặt nho nhỏ trái tim run rẩy đôi mắt lập tức có chút toan toan trướng trướng đến bây giờ nàng như thế nào còn không rõ vân nương làm này hết thảy chính là muốn cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành trần gia người vu khống nếu là không có này trương hôn thư nàng vĩnh viễn đều danh bất chính ngôn không thuận y vân nương lúc trước thái độ nguyên bản kia trương hôn thư tất nhiên là không có viết mặt hoang hoang tên nếu không nàng cũng không đến mức chờ vương gia người nháo tới cửa mới lấy ra tới trong khoảng thời gian ngắn mặt nho nhỏ trong lòng ngũ vị tạp trần trên tay hôn thư cũng trở nên nặng trĩu hôm nay thật là đa tạ thôn trưởng cho chúng ta trần gia chủ trì công đạo nếu là ngày đại hỷ làm sao có thể không chúc mừng chúc mừng đâu này hai lượng bạc liền lấy ra tới thỉnh đại gia uống cái rượu mừng còn thỉnh thôn trưởng hỗ trợ thu xếp một chút nói liền đem kia hai lượng bạc đẩy tới thôn trưởng sửng sốt thực mau liền minh bạch vân nương dụng ý lập tức liền không khách khí nhận lấy hảo đại ngưu thành hôn chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng mọi người đều tới uống rượu mừng a à chung quanh bá tánh nguyên bản liền vì xem cái náo nhiệt, nào biết lại vẫn có thể đuổi kịp bậc này chuyện tốt, lập tức hưng phấn hoang hô lên, đều xưng trần gia hào phóng, nhân thiện. Phải biết rằng này thời đại, một túi lương thực đều có thể đổi một cái tức phụ, thành hôn còn có thể như thế danh tác làm rượu mừng, thật đúng là thật nhiều năm không có xuất hiện. Hai lượng bạc đủ để vô cùng náo nhiệt đại làm một hồi, thực mau, trong thôn giết heo giết dê thu xếp lên. Trần Đại Ngưu còn không biết thành hôn là có ý tứ gì, chỉ biết mặt nho nhỏ không đi rồi, về sau liền lưu tại trần gia, cao hứng quơ chân múa tay không ngừng chạy tới chạy lui. Trong thôn chúng tiểu tử biết hôm nay muốn ở trần gia ăn thịt, từng cái cũng đều vây quanh trần đại ngư chuyển, mặc dù ngày thường không thiếu khi dễ trần đại ngư, cũng đại ngư ca kêu cực thân thiết. Mặt nho nhỏ ngồi ở một trương đồng dạng của nát bàn gỗ trước, trên bàn bãi một mặt thấy không rõ người mặt gương đồng. Đây là vân nương phòng, tuy rằng củ nát lại nơi chốn không nhiễm một hạt bụi, xử lý rất là sạch sẽ. Lúc này nàng trong tay cầm một cây sợi bông, một bên giúp mặt nho nhỏ xe mặt một bên lẩm bẩm cương đồng trung chiếu ra nàng mơ hồ sườn mặt mặt nho nhỏ thế nhưng hoảng hốt thấy được trên mặt nàng ý cười mặt cũng liền không đau trong lòng thậm chí còn ấm áp nàng đây là có người nhà người nhà với nàng mà nói là cỡ nào xa lạ chữ kiếp trước nàng từng ảo tưởng quá vô số lần chính mình đều thân sinh cha mẹ tìm tới khi cảnh tượng nhưng mãi cho đến nàng xuyên qua ngày ấy nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là ai từ đâu tới đây từ nhỏ đến lớn nàng sinh mệnh cũng chỉ có cô đơn hai chữ, chẳng sợ sau lại nàng ăn tẩn đau khổ trở thành một người nổi danh chỉnh hình bác sĩ, cũng tại ngưỡng mộ thành thị mua phòng. Nhưng kia như cũ chỉ là một gian lạnh băng chung cư, nàng như cũ một mình. Một người sinh hoạt ở thế giới kia, nàng thậm chí nghĩ tới nếu có một ngày nàng đột nhiên biến mất, có thể hay không có người có thể nhớ lại nàng. Không, vẫn phải có, rốt cuộc nàng còn thiếu mã ba ba không ít bạc. Tân tức phụ đây là thu thập hảo. Đang nghĩ ngợi tới, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra mặt nho nhỏ vội vàng lấy lại tinh thần thấy người đến là trần gia cách vách ở vương tẩu tử hắn vương tẩu tới như thế nào không ở bên ngoài nghỉ một lát vân nương cười nhìn người tới ngón tay tung bay đã cấp mặt nho nhỏ chảy một cái đẹp búi tóc ta tẩu tử là cái viên mặt phụ nhân lúc này nàng thần bí hề hề từ trong lòng ngực lấy ra vẫn luôn ôm bao vây có chút ngượng ngùng mở miệng nho nhỏ này một tá giả thật đúng là đẹp hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử im cũng không gì thứ tốt, này thân quần áo vẫn là im xuất giá trước chính mình từng đường kim mũi chỉ làm được, im nhìn ngư xuyên vừa vặn đâu. Nói, nàng liền từ kia trong bao quần áo móc ra một thân đỏ thẩm vải bông váy áo, nhìn dáng vẻ đã bảo tồn hồi lâu, lại như cũ tư sáng. Có thể thấy được vương tẩu có bao nhiêu quý trọng cái này quần áo. Này như thế nào xử? Quay đầu lại im lại xuyên ô uế Mặt nho nhỏ trong lòng cảm kích, vội vàng đứng lên đem quần áo đẩy trở về vương tẩu lại dùng sức đem quần áo hướng nàng trong lòng ngực một tắc nói gì đâu ngươi như vậy hấp tấp gả lại đây khẳng định không chuẩn bị áo cưới nữ hài tử đời này liền như vậy một lần thế nào cũng đến đổi thân quần áo mới được ngươi đừng ghét bỏ là tẩu tử xuyên qua mới hảo mặt nho nhỏ trong lòng càng thêm cảm kích nàng này nơi nào là không kịp chuẩn bị chẳng sợ tới kịp cũng không ai giúp nàng chuẩn bị cúi đầu nhìn nhìn trên người kia lại tiểu lại phá quần áo quả thực tiểu khất cái giống nhau như vậy gã chồng, thật đúng là không thể nào nói nổi. Đang do dự, Vân Nương lại cười tiếng lên đem quần áo nhận lấy. Hắn tẩu tử một mảnh hảo tâm, ta thế bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Hải! Quê nhà hàng xóm ở, nói cái gì cảm tạ với không? Cảm tạ! Thấy quần áo bị thu hạ, vương tẩu tử vui vẻ ra mặt, vội thu xếp giúp mặt nho nhỏ thay quần áo. Mặt nho nhỏ một thân đỏ thẩm váy áo, đỉnh đầu cái khăn vang đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, mọi người không cấm đều ngây dại ngày thường tiểu thất cái giống nhau mặt gia đại a đầu không nghĩ tới này một dọn dẹp thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi đại ngưu đây là ngươi tức phụ nhi thích không có người trêu chọc đẩy đẩy trần đại ngưu trần đại ngưu vui tươi hớn hở bị đẩy một cái lão đảo cũng không giận thích ha hả đại ngưu thích nho nhỏ mặt nho nhỏ tuy rằng biết trần đại ngưu thích chỉ là đơn thuần thích cũng không hỗn loạn bất luận cái gì tình yêu nam nữ khăn vang hạ mặt lại vẫn là thiêu đỏ nga đại ngưu có tức phụ nhi lâu đại Ngư có tức phụ nhi lâu một đám choai choai hài tử vây quanh trần đại Ngư đổi tới đổi lui trên tay bắt lấy hạt dưa cùng đường ở trong mắt bọn họ có tức phụ liền có ăn ngon lần đầu tiên bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh trần đại Ngư vô cùng kiêu ngạo đỉnh đỉnh bộ ngực cũ nát viện môn đã bị cần mẫn hàng xóm sửa được rồi một cái bụ bẩm đầu ghé vào kẹt cửa thượng nhìn bên trong náo nhiệt thẳng chảy nước miếng ngươi làm gì đâu còn ngại không đủ mất mặt đi mau Mạc Hoang Hoang xem Mạc nho nhỏ một thân áo cưới bộ dáng oán hận phỉ nhổ, xách theo Mạc Lai Bảo liền hướng ra đi. Ai tỷ tỷ đau? Mau buông tay. Thình lình bị nhéo ở lỗ tai, Mạc Lai Bảo đau lập tức liền kêu kêu lên tới. Đừng kêu. Lại kêu to ta đánh ngươi. Mạc Hoang Hoang uy hiếp quơ quơ nắm tay, tưởng tượng cho tới hôm nay nương vì tiểu tử này thiếu chút nữa đem chính mình gả cho cái kia ngốc tử, nàng trong lòng liền hỏa đại, trên tay cũng tăng thêm lực đạo. Mạc Lai Bảo rốt cuộc sợ hãi chính mình cái này tỉ tỉ, tuy rằng đau nước mắt tử đều ra tới, lại là lại không dám lớn tiếng gọi bậy, chỉ không ngừng xin tha. Tỉ, hảo tỉ tỉ, ngươi mau thả ta ra đi, tới bảo lỗ tai đều phải rớt. Rất xứng đáng. Ai làm ngươi không có việc gì chạy loạn. Còn ngại hôm nay không đủ mất mặt sao. Mạc hoang hoang rốt cuộc là buông lỏng tay, rốt cuộc lộng bị thương Mạc Lai Bảo nương lại muốn đánh nàng. Ai u? Nương. Ô ô tỉ tỉ đánh ta, Mạc Lai Bảo vừa được tự do cất bước liền hướng ra chạy, Mạc Hoang Hoang thấy hắn lại đi cáo trạng khí học máu, chỉ có thể chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Một đám vương bác dê con. Dám tính kế lão nương. Hừ. Còn nói giỏi tông đường. Ta làm ngươi sinh nhi tử cũng không thí mắt nhi. Chương 9, trần gia phải có sao. Còn chưa đi tiếng gia môn, xa xa liền nghe được vương thị ở trong sân chửi bậy. Hôm nay nháo này vừa ra không chỉ có đáp thượng cái mặt nho nhỏ, còn đem nhà mình bàn ăn bồi cho trần gia, vương thị miễn bàn có bao nhiêu khí a à, nương tỷ tỷ đánh ta chính mắng thoải mái mặt lai bảo một đầu trắc tiến vào quỷ khóc sói gào liền hướng vương thị trong lòng ngực toản ai u làm sao vậy đây là vương thị lập tức đau lòng đem người ôm vừa nhấc đầu liền thấy mặt hoang hoang vội vã đi đến xoay người liền hướng trong phòng lưu đứng lại chuyện gì vậy mặt hoang hoang biết tránh không khỏi đi vẻ mặt đau khổ quay đầu nương ta theo tới bảo đùa dẫn đâu tới bảo ngươi nói có phải hay không? Nàng uy hiếp trừng mắt nhìn mắt Mạc Lai Bảo, đáng tiếc Vương Thị chính là Mạc Lai Bảo lớn nhất cậy vào, có Vương Thị ở hắn chính là Thiên Vương Lão Tử đều không sợ. Không phải. Tỷ tỷ ninh ta lỗ tai. Ngươi cái tiểu đệ tử, xuống tay sao không nhẹ không nặng. Ngươi đệ đệ ngày sau chính là làm đại quan người, ngươi đem hắn lỗ tai ninh hỏng rồi nhưng thế nào? Vương Thị cử bàn tay liền đánh đi lên, mặt Hoang Hoang vội vàng liền trốn. Nương. Nương. Ngươi đừng có gấp, nữ nhi còn có việc cùng ngài nói đi. Vương thị dừng lại bước chân, hồ nghi nhìn về phía nàng. Sao? Có việc mau nói. Mặt hoang hoang nơi nào có chuyện gì, chẳng qua muốn chạy trốn này đốn đánh mà thôi, nàng nương đang ở nỗi nóng, không thể thiếu nàng liền phải làm cái kia nơi trút giận. Khóe mắt dư quan thoáng nhìn phòng bếp kia trương bàn ăn. Nàng lập tức có chủ ý. Nương, cha liền mau trở lại, đến lúc đó chúng ta nhưng như thế nào cùng cha giao đãi Tính tính nhật tử, lớn lao ra cửa cũng có nửa tháng. Mấy năm nay năm tình không tốt, không riêng trong đất bào không ra lương thực, tạp hóa sinh ý cũng không tốt, lớn lao dứt khoát liền chạy xa một ít, đến trong huyện đi bán hóa. Này một đi một về phải nửa tháng. Lúc trước vương thị chính là tính hảo nhật tử, mới đưa việc hôn nhân định tại đây một ngày, tính toán tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó có kia hai lượng bạc làm nhi tử quà nhập học, cũng hảo cùng lớn lao giao đãi Nhưng mà, trước mắt tình huống nói là gà bay trứng vỡ đều không quá. Nhắc tới cái này, Vương Thị quả nhiên bị dời đi lực chú ý, mặt ủ mày ê nhìn viện môn phương hướng nhất thời không có chủ ý. Mặt gia cách Trần Gia không tính xa, đứng ở trong viện là có thể nghe được Trần Gia náo nhiệt, mặt lai bảo tưởng tượng đến kia mãn viện tự thức ăn liền thèm chảy nước miếng. Nương, mặt nho nhỏ bọn họ ở ăn thịt, ngươi là nàng nương, im là nàng đệ đệ, nàng sao không cho ta đi ăn. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, không thấy nương chính phiền đâu. Mặt hoang hoang không khách khí huống mặt lai bảo một hồi, Mạc Lai Bảo ủy khuất ba ba kéo kéo Vương Thị ống tay áo, há mồm lại muốn cáo trạng. Ngươi cái tiểu đệ tử, sao cùng ngươi đệ đệ nói chuyện đâu? Tới bảo, ngươi có phải hay không muốn ăn thịt? Vương Thị giơ tay liền cho Mạc Hoang Hoang một cái tác, ngược lại ôm nhu nhìn nàng béo đại nhi tử. Mạc Hoang Hoang đau nhe răng trợn mắt, hầm hừ trở về chính mình phòng. Mạc Lai Bảo vừa nghe ăn thịt đôi mắt đều sáng, liên tục gật đầu. Ân ân. Nương, im muốn ăn thịt. Vương Thị nhón chân nhìn nhìn Trần Gia phương hướng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng trong mắt toát ra một trận kim quang, xoay người vào phòng, từ đáy giường hạ lấy ra mấy cái tiền đồng xã mặt Lai bảo liền đi. Đi, nương mang ngươi đi ăn thịt. Mạc hoang hoang bái ở kẹt cửa thấy như vậy một màn, nhíu mày trầm tư. Nương đây là đi đâu? Nghĩ. Nàng vội vàng trộn theo đi lên. Không nói đến Vương Thị lại ở tính kế cái gì, đơn nói Trần Gia, tuy rằng sự tình làm hấp tấp, nhưng rốt cuộc có tiền có thể xử quỹ đẩy ma vân nương hai lượng bạc một lấy ra tới toàn bộ thôn đều công việc lu bù lên mặt nho nhỏ nghe lung ở trần gia thịt hương vị nhi vựng vựng hồ hồ cùng trần đại ngưu đã bái đường đã bị đưa vào trần đại ngưu phòng hai đời thêm lên nàng cũng chưa nói qua đối tượng không nghĩ tới thế nhưng như vậy mơ màng hồ đồ kết hôn trên đầu khăn vang còn không có hái xuống nàng trước mặt chỉ còn lại có một mảnh hồng tuy rằng này hôn lễ đơn sơ không thể lại đơn sơ nàng gã nam nhân cũng cùng trong ảo tưởng khác nhau như trời với đất, nàng thậm chí liền gia nhân này chi tiết cũng không biết. Nhưng xuyên tới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, trần gia người đối nàng giữ gìn lại cũng là nàng hai đời cũng chưa trải qua quá. Đột nhiên kinh giác chính mình là như thế tham luyến điểm này ấm áp, mặt nho nhỏ không khỏi tự dễu cười cười. Quả nhiên, thiếu ái nữ hài tử một viên đường đều có thể hống đem tâm can đều móc ra tới. Dạ dày lại là một trận sông cuộn biển gầm, buổi sáng một khối bánh bột ngô căn bản không dùng được, mặt nho nhỏ đói trước ngực dán phía sau lưng, trong miệng đều nổi lên toan thủy. Nghe bên ngoài mùi hương nhi, mọi người náo nhiệt nói giỡn, mặt nho nhỏ trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khổ. Ai còn không biết muốn chịu đựng được đến khi nào đâu. Kẻo kẹt. Đang nghĩ ngợi tới, cửa phòng một tiếng vang nhỏ, có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Lọc vào trong tầm mắt là một đôi chân to, mặt nho nhỏ đáy lòng không khỏi thả lỏng lại. Nàng biết người tới đúng là nàng tân hôn hôn phu, có lẽ là biết hắn hôm nay thành hôn, Vân Nương đã sớm cho hắn đặt mua một thân tân lang tân nương quần áo, mặt nho nhỏ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trên chân cặp kia tân giày. Tức phụ nhi ha hả im cho ngươi đưa ăn tới. Trần Đại Ngưu có tật giật mình hướng bên ngoài nhìn xung quanh vài lần, thấy không ai chú ý nơi này, mới. Cười ha hả hướng đi mặt nho nhỏ. Đói lã đi. Mau ăn. Nhưng thơm. Đỉnh đầu khăn vang bị người một phen xốc lên, một cái đùi gà thiếu chút nữa dỗi đến trên mặt, mặt nho nhỏ dở khóc dở cười, lại vẫn là chạy nhanh bắt đùi gà ăn uống thỏa thích. Ngươi như thế nào vào được? Mặt nho nhỏ một bên gặm đùi gà một bên mơ hồ không rõ hỏi, Trần Đại Ngưu xem nàng ăn thơm ngọt nhạt mặt mày hớn hở. Nương kêu ta đây tới, nàng nói tức phụ nhi ngươi nửa ngày không ăn cái gì, nên đói bụng. Một bên nói, còn một bên ra bên ngoài nhìn xung quanh, sợ bị người nào phát hiện dường như. Mặt nho nhỏ động tác một đốn, vân nương. Trong lòng ấm áp, trên tay đùi gà cũng liền càng thơm vài phần gia nhân này tự hồ tổng ở trong lúc lơ đảng cho nàng mang đến một ít nho nhỏ cảm động. Mặt nho nhỏ sơ tới dị thế cũng hoảng lại giảm bớt chút. Một hồi tiệc cưới náo nhiệt gần một ngày mới tính xong việc, mặt nho nhỏ đám người tán không sai biệt lắm liền thay chính mình quần áo trên người, ra cửa phòng. Trong viện náo nhiệt tan hết, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, mấy cái phụ nhân đang giúp vân nương thu thập các gia mang đến bàn ghế chén đũa, Trần Đại Ngư vui sướng vội trước vội sau. Nhìn đến mặt nho nhỏ ra tới hắn vội vàng đón đi lên. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào ra tới? Bị người gọi là tức phụ nhi, mặt nho nhỏ nguyên lai còn không cảm thấy có cái gì, giờ phút này xem những cái đó phụ nhân nhóm hài hước ánh mắt, thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Khụ khụ cái kia ta tới cấp nương hỗ trợ. Nói xong liền vãn ống tay áo cầm lấy góc tường cái chổi quét tước lên. Vân nương ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn vui mừng dính vào nàng phía sau Trần Đại Ngưu, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Trần gia, rốt cuộc có thể có hậu. Ban đêm, mặt nho nhỏ nhìn đỉnh một đầu ướt dầm về tóc vai trần liền hướng trên giường bò trần đại ngưu mắt choáng váng nàng như thế nào liền đã quên này ra chương 10, phát tài làm giàu bước đầu tiên tức phụ nhi ngươi sao còn không ngủ được trần đại ngưu thuần thục vũ ra đệm chăn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy mặt nho nhỏ còn cọ tới cọ lui không chịu tiến lên không cấm nghi hoặc lên mặt nho nhỏ sắc mặt bỗng dưng đỏ lên này trần đại ngưu tuy nói chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh nhưng rốt cuộc là thành niên nam tử thân mình nàng thật sự muốn cùng hắn cùng chung chăn gối sao chính là trần gia đã sớm thuyết minh cưới nàng chính là vì nối dõi tông đường nếu là không lưu tại trần gia này xa lạ gì thế tay không tất sắc nàng thật đúng là không biết nên đi chạy đi đâu ngươi có phải hay không ngại này giường quá nhỏ khi vậy ngươi ngủ giường đi im im thấy nàng vẫn luôn không nhúc nhích trần đại ngư nhìn nhìn kia trương củ nát tiểu giường nhanh nhẹn nhảy xuống ở trong phòng chuyển nổi lên vòng này trong phòng chỉ có một chiếc giường một bộ đệm chăn tuy nói là nóng bức mùa hè nhưng tổng không thể làm đại ngư ngủ trên mặt đất đi vân nương đối nàng sở hữu thiện ý đơn giản là bởi vì trần đại ngư thích nếu là biết nàng tân hôn đêm khiến cho trần đại ngư ngủ trên mặt đất nàng còn không ăn chính mình cắn chặt răng mặt nho nhỏ thấy chết không sờn bò lên trên giường lại đây cùng nhau ngủ một cái hài tử mà thôi hắn sẽ không đối chính mình làm gì đó mặt nho nhỏ không ngừng tự mình thôi miên lại vẫn là lặng lẽ lấy chăn quấn chặt chính mình Ai? Hảo. Trần Đại Ngưu trên mặt vui vẻ, vội vàng đi theo lên giường. Xa lạ nam tử hơi thở một tới gần, mặt nho nhỏ cả người cơ bắp đều căng thẳng. Nàng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, sợ cái này thoạt nhìn khờ ngốc nam nhân sẽ đột nhiên đối nàng làm chút cái gì. Nếu thật là như thế, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng lung tung nghĩ, bên tai thế nhưng truyền đến ngủ say tiếng ấy, mặt nho nhỏ sửng sốt, trộn lấy mắt đi xem chỉ thấy đầy mặt râu quai nón trần đại ngưu giờ phút này chính ngay nắng nằm trên giường đôi mắt nhắm hô hấp đều hoảng hiển nhiên đã ngủ say mặt nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cảm thấy buồn cười trước mặt người nam nhân này tuy rằng có một bộ người trưởng thành thân hình nội tâm rốt cuộc vẫn là một cái hài tử có lẽ là bởi vì thiên nhiệt có lẽ lại bởi vì chăng tất cả tại chính mình kia một bên trần đại ngưu trần trụi thượng thân nằm mặt nho nhỏ một không cẩn thận là có thể nhìn đến hắn rắn chắc thân thể màu đồng của da thịt khẩn thật cơ bắp, vai rộng eo thon, giao điệp đôi tay đè ở bụng, mặt nho nhỏ mơ hồ còn có thể nhìn đến hắn cơ bụng. Này dáng người, thật là tuyệt. Mặt nho nhỏ bị hung hăng kinh diễm một phen, lại đi xem Trần Đại Ngưu liền càng thêm cảm thấy người nam nhân này không đơn giản. Một, hai, ba tê nhiều như vậy điều vết sẹo này vài đạo thoạt nhìn còn mới mẻ, sợ là gần hai năm lưu lại, này vài đạo nhật tử đã có thể lâu lâu. Mặt nho nhỏ thật mau liền bị Trần Đại Ngưu trên người vết sẹo hấp dẫn tầm mắt, đến tục cùng cái dạng gì trải qua có thể ở một người trên người lưu lại nhiều như vậy vết sẹo. Tấm tắc cốt như vậy dáng người, thật là đáng tiếc. Nếu có thể điều phối ra tới khư sẹo xương thì tốt rồi, đáng tiếc nơi này cái gì đều không có. Mặt nho nhỏ thở dài một tiếng, vừa định ném xuống trong ốc lung tung rối loạn ý tưởng, bên người lạch cạch một chút thế nhưng rớt xuống một cái đồ vật tới. Mặt nho nhỏ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đã thấy rõ kia đồ vật lúc sau, càng là kinh miệng đều khép không được. Là cái này sao? lấy đi, không tạ. Trong ốc cái kia ngạo kiều thanh âm một lần nữa vang lên, mặt nho nhỏ miệng run rung nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm cầm lấy rơi xuống ở trên đệm kia bình thuốc mở, khư sẹo xương ba chữ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng dò hỏi. Xấu cụ cụ hòn đá nhỏ. a à. ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ta không phải cục đá. Không phải. Trong ốc thanh âm đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, mặt nho nhỏ nhịn không được túc khẩn mày, vội vàng đánh gãy hảo 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 khí linh đại nhân, ngươi là khí linh được rồi đi. mau nói cho ta biết, thứ này ngươi từ từ đâu ra? trước mặt này bình khư sẹo xương rõ ràng là nàng mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới, còn không có tới kịp lấy tên, liền chỉ dùng ghi chú dán một cái khư sẹo xương đi lên lấy làm phân chia. nàng nhớ rõ chính mình tùy tay đặt ở chung cư bàn điều khiển thượng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? a à. từ đâu ra? liền liền nơi này a à. tiểu khí linh thanh âm mê mang khí mạc nho nhỏ suýt nửa tạc mau cho nàng như vậy một cái bàn tay vàng xác định không phải xuyên qua đại thần đang làm nàng nàng hít sâu một hơi tận lực chậm lại thanh âm vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi hiện tại ở đâu a à? mạc nho nhỏ vừa nói một bên từ trong tay áo móc ra kia khối xấu thạch có thể cách không tặng đồ lại đây hay là đây là một cái trữ vật không gian ta cũng không biết bất quá tân cái này là thứ gì a à? hảo hảo ăn mạc nho nhỏ qua băng băng lương lương ngọt ngào ăn quá ngon băng băng lương lương ngọt ngào ngươi có thể cho ta làm ra một cái không mạc nho nhỏ thử thăm dò hỏi một câu nào biết ngay sau đó nàng trước mặt liền xuất hiện một khối kem hung hăng hít vào một hơi cái này mạc nho nhỏ hoàn toàn có thể xác định này khối xấu cục đá chính là một cái có thể liên tiếp nàng chung cư môi giới này kem rõ ràng là nàng tự chế trái cây kem nàng ức chế trụ trong lòng kích động cầm lấy kem xé mở tự phong túi liền ăn lên quen thuộc hương vị làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt quả nhiên sơn trọng thủy phục nghi không đường liễu ánh hoa tươi lại một thôn a có cái này cùng loại tùy thân không gian đồ vật nàng còn sầu cái gì một đường khai quải phát tài làm giàu a trong tiểu thuyết nữ chủ không đều là cái dạng này sao mau lại cho ta một khối mặt nho nhỏ thực mau giải quyết một cái như cũ cảm thấy chưa đã thèm nhưng là uy tiểu khí linh uy nói chuyện. Nàng đè thấp thanh âm hô vài tiếng, không nghe được khí linh đáp lời, ngược lại kinh động một bên Trần Đại Ngưu. Mắt thấy Trần Đại Ngưu nhíu nhíu mày liền phải mở to mắt, mặt nho nhỏ vội vàng thẳng tắp tranh. Đi xuống, trong tay còn gắt cao nắm kia trương trong suốt tự phong túi, còn có một cây kem côn. Cũng may, Trần Đại Ngưu cũng chỉ trở mình, lại tiếp tục đã ngủ, mặt nho nhỏ thân mình cứng còng, thẳng đến trong phòng hồi lâu đều không có động tĩnh mới chậm rãi mở to mắt. Nàng nhìn trong tay ăn vụng sau lưu lại chứng cứ, muốn chết tâm đều có. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem kia đồ vật trộn giấu ở đệm chăn hạ, nghi người phủng kia khối xấu thạch cân nhắc lên. Nhưng mà, lúc này đây nhậm nàng như thế nào đùa nghịch, kia khối xấu thạch đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Không đáng tin cậy. Mặt nho nhỏ thở vì vì đem kia cục đá nhét ở gối đầu hạ, nhắm mắt lại lăn qua lộn lại nửa đêm cũng chưa ngủ. Ngày thứ hai, đương nàng đỉnh một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ mở to mắt khi, một trương vết sẹo tung hoành đầy mặt hắc cần đầu thấu lại đây sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không hôn mê qua đi tức phụ nhi ngươi tỉnh hì hì nhìn mở to mắt mặt nho nhỏ trần đại ngưu nhếch miệng liền nở nụ cười mặt nho nhỏ xấu hổ gãi gãi đầu đại ngưu tỉnh a nương đâu nương lên núi đi đào rau dại lên núi mặt nho nhỏ ánh mắt sáng lên phát tài làm giàu bước đầu tiên lên núi tầm bảo a đại ngưu đi ta đi cấp nương hỗ trợ. Tương 11, đã xảy ra chuyện. Nếu bàn tay vàng trông cậy vào không thượng, mặt nho nhỏ liền đem hy vọng ký thác ở trên người mình. Nàng chính là biết xuyên qua nữ chủ đều là vận khí bạo biểu, tiến sơn là có thể tìm được quý báu dược liệu, một tá săn đều có thể bắt được đại hóa, nàng mặt nho nhỏ vận khí tất nhiên không kém. Lôi kéo trần đại ngư hưng phấn vào sơn, dọc theo đường đi thôn dân nhìn đến cùng nhau xuất nhập hai người đều sôi nổi đầu tới quái dị ánh mắt. Mặt nho nhỏ chỉ đương nhìn không thấy, ăn dưa quần chúng nào nào đều có nàng mới không cần sống ở người khác dưới ánh mắt nhưng mà hiện thực thực mau cho nàng trầm trọng một kích bởi vì mạch nho nhỏ rời giường quá muộn các nàng lên núi khi đỉnh đầu thái dương đã nóng rát hôn môi đại địa nướng người làn da đều phải nứt ra rồi thật vất vả tới rồi chân núi vốn tưởng rằng chui vào cánh rừng có thể mát mẻ chút nào biết này sơn là thật đánh thật sơn a tuyệt không phải đời sau những cái đó điểm du lịch có thể so sánh vừa mới tiến cánh rừng thành đoàn rùi mũi liền đụng phải mặt nho nhỏ đầy đầu đầy cổ một bên trần đại ngưu tự hồ đã sớm nhìn quen này trận trượng vội vàng huy tay áo giúp nàng xua đuổi dù vậy mặt nho nhỏ trên người cũng thực mau bị đinh mấy cái đại bao nàng cắn chặt răng thật là không tin cái này tà tiếp tục đi phía trước đi rậm rạp rừng cây che trời cũng chặn phong lai lịch còn chưa đi rất xa mặt nho nhỏ liền cảm thấy hoảng hốt khí đoạn không thở nổi triều nhiệt thời tiết làm nàng không bao lâu liền ra một thân dính ướt tanh hãng đại ngưu a nương nương đến tột cùng ở đâu a Quan ngã mấy cái lão đảo quay vài lần chân lúc sau mặt nho nhỏ rốt cuộc nhận mệnh dựa vào trần đại ngưu trên người thẳng thở hổn hển đừng nói cái gì nhân sâm linh chi nàng liền cái tầm thường dược liệu cũng chưa nhìn thấy nơi này thực vật trừ bỏ nguyên chủ nhận thức kia mấy thứ khó ăn rau dại hơn phân nửa nàng đều không quen biết a không xa tức phụ ta cổng ngươi đi trần đại ngưu thấy mặt nho nhỏ mệt thẳng thở hổn hển đau lòng ngồi xổm ở nàng trước mặt nhìn mắt cành cây hoành nghiêng rừng rậm còn có trước mặt rộng lớn phía sau lưng mặt nho nhỏ quyết đoán lắc lắc đầu không cần đại ngưu đi ta đi cấp nương hỗ trợ bị vân nương thấy trần đại ngưu cổng nàng vào núi nàng còn như thế nào ở trần gia dừng chân quả nhiên này còn chỉ là núi rừng bên ngoài lại hướng trong đi liền dần dần có bóng người nho nhỏ cùng đại ngưu tới cho ngươi nương hỗ trợ ai lục thẩm đào rau dại đâu thấy im nương không mới vừa còn ở chỗ này đâu có lẽ là phía trước đi đi này hai người thật là xứng đôi đâu mặt nho nhỏ mỉm cười gật gật đầu chạy nhanh lôi kéo trần đại ngưu đi phía trước đi nho nhỏ a lại vào núi ân tam thúc a ta đây tới tìm im nương thật là cần mẫn hảo hài tử ngươi nương liền ở phía trước điên đâu mau đi đi dọc theo đường đi cùng người trong thôn chào hỏi mặt nho nhỏ cười mặt đều cương rốt cuộc gặp được vân nương thân ảnh nương trần đại ngư thấy vân nương dẫn đầu một bước chạy qua đi vân nương nghe tiếng quay đầu lại liền thấy mặt nho nhỏ cùng trần đại ngư một trước một sau đã đi tới trên mặt ngay sau đó lộ ra một mặt cười tới đại ngư tới trong núi nhiều nguy hiểm nương không phải đã nói với ngươi không cần vào núi sao nghe được lời này mặt nho nhỏ bước chân không khỏi dừng một chút trên mặt cũng nhiễm một mặt không được tự nhiên ửng hồng lòng tràn đầy cho rằng vào núi có thể tìm được thứ tốt hảo giải quyết trước mắt ăn không đủ no vấn đề nào biết thứ tốt không tìm thấy còn đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Nếu thật là mỗi người đều như vậy vẫn may, cũng không đến mức mặt gia thôn người mấy năm nay vẫn luôn quá ăn không đủ no nhật tử. Nàng Trung Quy vẫn là quá ngây thơ rồi. Nương, là im mang đại ngưu tới. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, Trần Đại ngưu thấy thế vội vàng thế nàng nói chuyện. Không phải nương, tức phụ nhi tưởng cấp nương hỗ trợ. ngẩng đầu nhìn nhìn thẫn trương Trần Đại ngưu nhìn nhìn. Lại có chút không biết làm sao mặt nho nhỏ, vân nương chậm lại thần sắc nếu tới vội vàng liền giúp nương nhiều đào chút rau dại đi nói xong nàng liền một lần nữa cúi xuống thân đi ai mặt nho nhỏ vội vàng ứng nhìn mắt vân nương trong tay rau dại thấy là nguyên chủ thường xuyên đào những cái đó liền cũng động khởi tay tới trần đại ngưu thấy vân nương không có sinh khí cũng vui vẻ ra mặt vội vàng tiến đến mặt nho nhỏ bên người đi theo cùng nhau đào rồi lại phân không rõ rau dại vẫn là cỏ dại rút lung tung rối loạn mặt nho nhỏ cũng không giận kiên nhẫn cùng hắn giảng nói Trần Đại Ngưu nghe đôi mắt đều sáng. Một bên Vân Nương lưu ý bên này động tĩnh thần sắc càng thêm nhu hòa. Đại Ngưu giỏi quá. Chính là loại này đâu. Thấy Trần Đại Ngưu rút khởi một cây rau dại chạy đến chính mình trước mặt khoe ra, mặt nho nhỏ không chút nào bủng xỉn chính mình khích lệ. Cái này Trần Đại Ngưu càng hăng hái, một chút một cây rút vui sướng, trong rừng bởi vì hai người gia nhập cũng náo nhiệt lên. Nhìn vui sướng giống như một con chim nhỏ Trần Đại Ngưu, Vân Nương thần sắc nhất thời có chút ngơ ngẩn, nàng phức tạp nhìn mắt mạc nho nhỏ, con ngươi chứa đầy người khác xem không hiểu thần sắc. Nhận thấy được Vân Nương nhìn chăm chú mặt nho nhỏ quay đầu xem qua đi, Vân Nương lại vừa lúc thu hồi ánh mắt, tiếp tục đào khởi rau dại tới. Mặt nho nhỏ cười lắc đầu, lau đem cái trán mồ hôi tiếp tục trên tay động tác. Đã tới thì an tâm ở lại. Không có xuyên qua đại thần chiếu cố, bàn tay vàng lại không đáng tin cậy, nàng cũng chỉ có thể trước làm chính mình thích ứng nơi này sinh sống. Lại đào nửa ngày, ba người mới cuối cùng đào một sọt rau dại, Vân Nương nhìn nhìn mảng sọc thu hoạch trong mắt lại không có nửa phần vui mừng. Người chung quy không phải trâu ngựa, chỉ ăn loại đồ vật này như thế nào có thể hành. Trần Đại Ngưu lại một chút không cảm thấy có cái gì, như cũ đắm chìm ở chính mình sẽ đào rau dại vui sướng chung. Trên đường trở về tổng cảm thấy nhanh rất nhiều, ngày gần buổi trưa. Ba người mới cuối cùng trở về nhà, này dọc theo đường đi mạc nho nhỏ đều chưa từ bỏ ý định mọi nơi tìm kiếm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Nương, uống nước. Mới vừa chạy về sân, trần đại ngư liền vui tươi hớn hở chạy tới múc hai chén thủy một chén đưa cho vân nương một chén đưa cho mạc nho nhỏ vân nương cười tiếp nhận tới yêu thương sờ sờ trần đại ngư đầu vừa định đem nước uống đi xuống lại đột nhiên ngừng lại nàng bưng chén dường như không có việc gì ở trong sân đi rồi một vòng lại chuyển tới phòng bếp nơi đó ngay sau đó liền lập tức đi chính mình phòng mạc nho nhỏ chỉ cảm thấy có việc phát sinh nhìn mắt trong tay bát nước trong lòng nổi lên nói thầm làm sao vậy đây là hay là trong nước có độc cái này ý niệm mới vừa chật lóe quá liền thấy trần đại ngư ôm cử chén liền phải uống nước mặt nho nhỏ vội vàng ngăn cản đừng uống trần đại ngư sửng sốt khó hiểu nhìn về phía mặt nho nhỏ tức phụ nhi sao mặt nho nhỏ vội vàng tiến lên đoạt quá trần đại ngưu chén trực tiếp đem thủy đổ cái sạch sẽ đại ngư đừng có gấp ta cho ngươi thiêu khai lại uống trong nước có sâu uống lên sẽ đau bụng mặt nho nhỏ nói quả thực chính là thánh chỉ giống nhau trần đại ngư nghe xong liên tục gật đầu ân ân, hảo, ta cấp tức phụ nhi nhóm lửa. Trần Đại Ngưu hưng phấn chạy tiến phòng bếp, lạc hậu một bước mặt nho nhỏ lại lo lắng sốt ruột nhìn về phía Vân Nương phòng. Vân Nương thái độ không thích hợp, đến tột cùng ra chuyện gì. Chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều đi. Thu hồi tâm tư, mặt nho nhỏ bước nhanh vào phòng bếp. Chương gường 2, Trần Gia bí mật. Vừa mới điểm hỏa, mặt nho nhỏ ở trong nồi thêm mấy gáo thủy công phu Vân Nương liền đi ra. Nương. Mặt nho nhỏ hỏi ý nhìn về phía nàng, vân nương trấn an triều nàng gật gật đầu ngay sau đó liền cầm lấy sọt trích nổi lên rau dại mặt nho nhỏ không hiểu ra sao nhưng cũng biết không nên nói nhiều liền chủ động tiến lên giúp đỡ cùng nhau hái rau mặt da thôn bá tánh một ngày chỉ có thể ăn đến hai cơm giống trần gia loại này không có đồng ruộng ngoại lai hộ càng là có thượng đốn không hạ đốn nhìn trong tay rau dại mặt nho nhỏ trong lòng khởi xướng sầu chiếu cứ như vậy cuộc sống này nhưng như thế nào quá như thế nào hối hận Vân nương thanh âm sâu kín truyền đến, mặt nho nhỏ sửng sốt, ngược lại câu môi cười nhạt. Nương nói cái gì đâu? Ngài cùng đại ngưu đãi ta như vậy hảo, có thể cho ta cà lâm ta liền vô cùng cảm kích, như thế nào sẽ hối hận? Vân nương không tỏ ý kiến, mặt nho nhỏ lại cảm giác chính mình đã chịu nghi ngờ, trong lòng một hơi nửa vời miễn bàn nhiều khó chịu. Hừ! Nàng nhất định đến đem cuộc sống này quá đến rực rỡ mới được. Canh xuân quả thủy rau dại cháo căn bản mặt kệ no, liền này mặt nho nhỏ vẫn là căng da đầu hung hăng rót tam đại chén, chỉ cảm thấy vừa đi lộ cái bụng đều có thủy lắc lư mới dừng lại tới. Làm lơ vân nương cùng Trần Đại Ngưu gặp quỷ ánh mắt, mặt nho nhỏ dùng tay áo lau miệng đứng lên. Nương, im đi đem mượn vương tẩu tử xiêm y giặt sạch, ngày mai hảo còn trở về. Nương, im cũng ăn no, im đi cấp tức phụ hỗ trợ. Trần Đại Ngưu vừa thấy đến mặt nho nhỏ phải đi, vội vàng buông chén đổ đuổi theo. Xem hai người một trước một sau rời đi, Vân Nương sắc mặt lúc này mới trầm xuống dưới. Trần gia có người lẻn vào, xem đối phương lưu lại dấu vết không giống như là những người đó, bất quá, liền tính là như vậy nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Buông trong tay chén đổ Vân Nương bước nhanh vào chính mình phòng, nghiêng tai nghe xong trong chốc lát xác định chung quanh không ai, mới vừa rồi đi đến góc tường, ngồi sổn xuống thân mình trên mặt đất đào lên. Chỉ chốc lát sau, một con rương gỗ liền lộ ra tới, nàng biểu tình ngưng trọng mở ra rương gỗ, trung rảy ngón tay sờ sờ bên trong một cái miếng vải đen bao đồ vật, hít sâu một hơi áp xuống trong mắt nước mắt, lúc này mới đem tay xoay phương hướng. Lấy ra một con trâm bạc, nàng liền một lần nữa đem rương gỗ cái hảo, thượng khóa mới đưa rương gỗ bỏ vào nguyên lai hố động vùi lấp. Cuối cùng vẫn là không yên tâm, nàng liền đem một bên tủ quần áo dọn lại đây, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trần gia bí mật đều ở chỗ này, nhưng trăm triệu không thể bị người phát hiện. Lão gia, phu nhân, thiếu gia hắn thành hôn, thiếu phu nhân thoạt nhìn thật thông minh, các ngươi dưới suối vàng có biết nhất định phải phù hộ thiếu phu nhân thật nhanh mang thai, chúng ta trần gia thù, liền có người tới báo. Nàng đối với tủ quần áo phương hướng thành kính khái mấy cái đầu, lúc này mới đem trâm bạc tàn nhập trong tay áo xoay người đi ra ngoài. Mấy năm liên tục khô hạn, mặt da thôn giếng nước đã sớm không thủy, chỉ có thôn ngoại cái kia hà còn chảy nhợt nhạt một tầng. Toàn bộ thôn ăn cơm, giặt quần áo, tưới đều dựa vào cái kia hà nuôi sống, mặt nho nhỏ đi theo Trần Đại Ngưu đi vào bờ sông khi đã có không ít người đều đã tụ ở nơi đó. U! đây là ai nha nguyên lai like là chúng ta thông tân nương tử a còn chưa đi gần mặt nho nhỏ liền nghe được một tiếng âm dương quái khí trào phúng nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới tìm một cái phương tiện đặt chân địa phương trần đại ngư vội vàng đem trong tay bồn gỗ thả xuống dưới thấy đối phương không phản ứng chính mình kia phụ nhân sắc mặt lập tức không nhịn được xem 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 gả cho người chính là không giống nhau liền trưởng bối đều lý thật là đủ không lễ phép tướng công nơi này quá xảo, chúng ta đổi cái địa phương đi. Mặt nho nhỏ không tính toán để ý tới kia chanh chua phụ nhân, nói chuyện chính là mặt gia nhị phòng tức phụ, cũng là lớn lao em dâu, nàng thím hoàng thái hoa. Đối với cái này hoàng thái hoa, mặt nho nhỏ trong lòng nhưng không nhiều ít hảo cảm. Nguyên chủ gia nãy đi sớm, mặt gia sớm liền phân gia. Tương đối với từ trong đất bào thực nhị phòng tam phòng, lớn lao bởi vì anh bán hàng trong thân phận đại phòng so mặt khác hai phòng nhật tử đều hảo quá chút. Thậm chí, lớn lao ngẫu nhiên còn có thể từ bên ngoài mang về tới chút mới mẻ ngoạn ý nhi tuy rằng nguyên chủ chưa từng có cơ hội gặp phải một chạm vào lại vẫn là đỏ mắt hỏng rồi mặt khác hai phòng đặc biệt chính là trước mặt cái này hoàng thái hoa kiên kỵ vương thị đanh đá không dám khi dễ nàng kia một đôi nhi nữ cũng chỉ nhặt nguyên chủ cái này bánh bao mềm hết giận Quy nha đầu thúi thím cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi điếc a à. thấy mặt nho nhỏ thế nhưng thật sự không phản ứng chính mình Hoàng Thái Hoa lập tức liền bực, nhặt lên một cục đá liền ném tới, nước sông hỗn loạn bùng điểm bắn mạc nho nhỏ đầy người đều là. Chung quanh đi theo tao ương phụ nhân sôi nổi kêu sợ hãi đứng dậy bất mãn oán giận lên. Hắn Hoàng Thiếm, ngươi làm gì đâu đây là? Đem im sim y đều làm dơ. Đại A đầu ngươi cũng là, ngươi thím cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy A. À? Thật là xui xẻo tột cùng. Khi phụ nhân hùng hùng hổ hổ đứng lên, phun mặt nho nhỏ một ngụm liền phải đổi địa phương. Này nếu là nguyên chủ, tất nhiên liền cái rắm cũng không dám phóng một cái, nhưng nàng mặt nho nhỏ không phải a à. Đều bị khi dễ thành như vậy nào còn có thể nhẫn. Mới vừa vén tay áo muốn xoay người lại nhặt cục đá, một cục đá lớn lại trước nàng một bước bay đi ra ngoài, thật lớn bọc nước ở hoàng thái hoa trước mặt tràn ra, nàng bồn gỗ len ken một chút liền vỡ thành mấy cánh. Không được khi dễ im tức phụ. Trần Đại Ngưu đứng ở mặt nho nhỏ bên người khí trên cổ gân xanh đều nhảy dựng lên, phản phất dây tiếp theo liền phải đem người khác đầu vặn gãy này đột nhiên biến cố làm người chung quanh đều kinh tới rồi, Hoàng Thái Hoa bị nước bùng bắn đầy đầu đầy cổ, sau một lúc lâu mới a à một tiếng la hoảng lên. Trần Ngốc tử ngươi làm gì? Không muốn sống nữa có phải hay không? Không được khi dễ im tức phụ nhi. Trần Đại Ngư múa may nắm tay đem mặt nho nhỏ hộ ở sau người, trong miệng lặp lại những lời này. Mặt nho nhỏ nhận thấy được Trần Đại Ngư cảm xúc không đúng lắm, vội vàng kéo kéo hắn ống tay áo. Trần Đại Ngư lại phản phất điên cuồng giống nhau một tay đem nàng đẩy ra, đôi mắt đỏ đậm gắt gao nhìn chầm chầm hoàng thái hoa, gắt gao nắm song quyền. Không ngừng múa may. Đáng chết. Các ngươi đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Ai à nha má ơi. Điên rồi điên rồi. Này ngốc tử điên bệnh phạm vào. Giặt quần áo phụ nhân thấy tình huống này sợ tới mức thu thập đồ vật vừa lăn vừa bò liền chạy xa, hoàng thái hoa còn tưởng nói cái gì nữa, thấy tình huống này nuốt nuốt nước miếng, dậm chân nhìn mắt phiêu xa quần áo, khẽ cắn môi cũng nhanh như chớp chạy đi rồi mặt nho nhỏ bị đẩy một phen ngã vào đá cuội thượng cánh tay thượng bị cắt qua một khối đau nàng gắt gao nhăn lại mi nhưng nhìn như thế điên cùng trần đại ngưu nàng bất chấp đau vội vàng từ trên mặt đất bò dậy đại ngưu đại ngưu là ta đại ngưu nàng không dám tiến lên chỉ có thể tại chỗ kêu hy vọng có thể đem người đánh thức nhưng trần đại ngưu lại không có chút nào phản ứng này nhưng lo lắng mặt nho nhỏ còn như vậy đi xuống tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện nếu là có một chi thuốc mê thì tốt rồi Ý niệm vừa ra hạ, mặt nho nhỏ liền ngây ngẩn cả người, nàng trong tay thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cây thuốc tim. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đối với Trần Đại Ngưu liền trát đi xuống. Chương 13, Sử Thượng Nhất Suy Gì? Đây là cái gì? Như vậy dùng được. Trong đầu kia đạo lô ly âm lại lần nữa truyền đến, mặt nho nhỏ không công phu để ý tới nàng, vội vàng tiến lên xem xét Trần Đại Ngưu trạng thái. Cường hiệu thuốc mê một châm đi xuống liền thấy hiệu, Trần Đại Ngưu đôi mắt vừa lật, thân mình cũng đi theo mềm xuống dưới. Mặt nho nhỏ sợ hắn té trên mặt đất quăng ngã phá đầu, vội vàng đem người hộ ở trong ngực, chật vật té ngã trên mặt đất. Đem thứ này thu đi. Mặt nho nhỏ tâm tình thật là không song thấu, nhìn mắt còn lưu tại trong tay châm ống lạnh giọng phân phó. Trong đầu thanh âm kia yên lặng trong chốc lát, chung quy vẫn là ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng đem châm ống thu đi rồi. Mặt nho nhỏ ánh mắt hơi lóe, thật đúng là một cái trữ vật không gian. Không đợi nàng nghĩ đến kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nơi xa liền có một đám người vọt lại đây, chật vật hoàng. Thái hoa xông vào trước nhất mặt, trong miệng còn không dừng kêu gào. Liền ở phía trước. Hảo gia hỏa này còn phải. Này ngốc tử chúng ta thôn khẳng định là không thể để lại. Đem bọn họ đuổi đi. Đuổi đi. Một đám người hùng hổ mà đến, mặt nho nhỏ trong lòng căng thẳng, hung hăng khát chính mình đùi một phen, đau nàng lập tức liền súc nước mắt. Mọi người tới đến trước mặt, thấy mặt nho nhỏ bộ dáng cũng hảo không bao nhiêu, nàng trong lòng ngực còn có té xỉu quá khứ trần đại ngưu nha đầu thúi cho ta tránh ra đêm này kẻ điên đuổi ra chúng ta thôn đi hoàng thái hoa đầu tàu gương mẫu duỗi tay liền phải lay mạt nho nhỏ mạt nho nhỏ cắn chặt răng không trốn bị một phen kéo ra lại lần nữa té ngã ở lòng sông thượng nàng đau hô một tiếng nước mắt lạch gạch tháp rất càng hung nhị thẩm nhị thẩm ngươi đừng đánh ta ngươi đừng đánh ta nho nhỏ không phải cố ý không cùng ngươi nói chuyện ô ô mặt nho nhỏ một bên khóc một bên dơ lên bị thương cánh tay, ngã xuống đi khi nàng cố ý làm cái tay kia trước chấm đất, nguyên bản chỉ là phá một khối da hiện tại thế nhưng một mảnh đỏ thắm tràn đầy vết máu. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, mặt nho nhỏ bất chấp mặt khác xoay người hộ ở trần đại ngưu trước người, đáng thương hề hề nhìn về phía mọi người. Đại ngưu không phải kẻ điên, hắn là thấy nhị thẩm lấy cục đá tạp ta mới tức giận. Ô ô nhị thẩm, ngươi không cần lại đánh ta, cũng đừng đánh đại ngưu. Lời này làm hoàng thái hoa nghe xong khí mặt đều thanh, chung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng lại thay đổi. Trước cuộc Trần Đại Ngưu tới trong thôn này một năm thấy ai đều chỉ biết ngây ngô cười, ngay cả vài tuổi qua qua lấy cục đá ném hắn hắn cũng không dám đánh trả. Hắn thật có thể đánh người. Lại xem mặt nho nhỏ đầy người chật vật bộ dáng, còn có hoàng thái hoa ngày thường biểu hiện, mọi người tức khắc xoay thái độ. Có nhân khí hừ hừ ném trong tay một bổng. Hoàng thím, hai cái tiểu hoa nhi ngươi cũng khi dễ. Ngươi nhìn xem đại ngưu là kia sẽ đánh người người sao. Thật là, Hãy chúng ta một chuyến tay không? Ta nói ngươi nha, vẫn là cấp đại hổ tích điểm đức đi. Đại hổ cũng nên tìm tức phụ, ngươi này đương nương còn không ngừng nghỉ. Ta. Hoàng Thái Hoa bị mọi người ngươi một lời ta một ngữ khí liền lời nói đều nói không nên lời, vung lên nắm tay liền hướng mặt nho nhỏ trên người ném tới. Tiểu tiện nhân ta làm ngươi nói bậy. Xem ta không xé nát ngươi miệng. Quy. Mặt nhị gia, ngươi còn muốn làm đại gia mặt khi dễ chất nữ là không? một cái đại thúc xem bất quá đi tiến lên một phen kéo ra hoàng thái hoa, còn lại mấy người cũng sôi nổi xông tới. Mặt nho nhỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đáng giận nàng này thân mình thật sự quá yếu, thân phận cũng đủ nhược, trừ bỏ khóc chích chích trang đáng thương liền cái gì cũng làm không được. Nàng sợ là sử thượng nhất suy người xuyên việc đi. Cũng may nguyên chủ vốn dĩ chính là cái túi trúc giận, nàng như vậy đảo sẽ không làm người hoài nghi. Mặt nho nhỏ vội vàng nhân cơ hội mở miệng. Các vị thúc thúc bá bá, ca ca bọn đệ đệ, ta tướng công bị dọa tới rồi, thỉnh các ngươi giúp đỡ đem hắn đưa về gia được không? Mặt nho nhỏ lại bài trừ vài giọt nước mắt, Trần Đại Ngưu lớn như vậy khổ người nàng thật đúng là không có biện pháp đem người lộng trở về. Đối với nhỏ yếu nữ hài tử thỉnh cầu, một đám đại nam nhân nơi nào có không chịu, vội vàng ba chân bốn cẳng đem người nâng hướng Trần Gia đi. Mặt nho nhỏ vội vàng nhặt quần áo cùng bồn gỗ theo đi lên, Hoàng Thái Hoa khí dậm chân lại bị người ngăn đón muốn động thủ báo thù đều không được, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ nhìn người đi xa, một cây đại thụ sau, mặt hoang hoang đem này hết thảy xem ở trong mắt, lặng lẽ sờ soạn đi lên. Nhị thẩm. Chính bắn hoang hoàng thái hoa thình lình bị hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy được lén lút mặt hoang hoang, trên mặt càng không có hảo thần sắc. Ngươi làm gì? Xem lão nương chê cười có phải hay không? Nhị thẩm, hoang hoang như thế nào có thể chê cười ngươi đâu? Khi mặt nho nhỏ thật là thật quá đáng, thế nhưng đổi trắng thay. Đen như vậy bôi nhỏ thẩm thẩm hoàng thái hoa nghe xong lời này sắc mặt mới đẹp chút sửa sửa hỗn độn tóc mai lạnh lùng hừ một tiếng tiểu đệ tử dám để cho ta xấu mặt xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập nàng mặt hoang hoang đôi mắt cục cục vừa chuyển ghé vào hoàng thái hoa bên tai nói thầm vài câu hoàng thái hoa điếu giác mắt bỗng chốc mở to ngươi nói chính là thật sự nhìn nhị thẩm nói hoang hoang còn có thể lừa ngươi sao hoàng thái hoa trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh vỗ vỗ vạt áo liền hướng trần gia đi đến mặt hoang hoang thực hiện được gợi lên khóe môi thảnh thơi thảnh thơi hồi mặt ra đi lúc này đây trần gia lại có náo nhiệt nhìn lâu nương cùng đệ đệ từ bà ngoại gia còn không có trở về cũng không biết nàng lần này có cái gì ý kiến hay có thể từ trần gia moi ra bạch tới a à, buồn ngủ quá vẫn là trở về ngủ một giấc hảo bên kia mặt nho nhỏ một đường thấp thỏm đi theo mọi người trở về trần gia nàng đại khái là sử thượng nhất thảm xuyên qua nữ đi không những không chiếm được xuyên qua đại thần chiếu cố ngay cả bàn tay vàng cũng động bất động bãi công, tại đây dị thế càng là liên tiếp bị nhục. Lần này bất quá là tẩy cái quần áo là có thể gặp phải lớn như vậy phiền toái, vân nương như vậy để ý Trần Đại Ngưu, nếu là biết Trần Đại Ngưu bị nàng liên lụy thành như vậy, còn kém điểm bị trở thành kẻ điên bị đuổi ra thôn, nàng sợ là liền cái này ra cũng không thể đãi. Cảm ơn các vị thúc thúc bá bá ca ca đệ đệ, lần này thật là mệt các ngươi. Mặt nho nhỏ uể oải rũ đầu, mọi người còn tưởng rằng nàng là bởi vì bị dọa tới rồi trong lòng càng thêm thương tiếc nho nhỏ a à, ngươi đừng sợ nàng nếu là còn dám khi dễ ngươi liền tìm trường căn thúc không sợ a à. đúng vậy nha đầu chúng ta mạt gia đừng sợ gặp được gì khó xử liền đi tìm ngươi quá độ gia. mọi người mồm năm miệng mười khuyên bảo mặt nho nhỏ miễn cưỡng đánh lên tinh thần nhất nhất cảm tạ lúc này mới đem người đưa ra gia môn trong viện im ắng trần đại ngưu bị an trí ở trong phòng lớn như vậy động tỉnh vân nương đều không có xuất hiện chắc là không ở nhà Mặt nho nhỏ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng biết việc này không thể gạt được đi, ngược lại lại lo lắng lên. Nàng quể oải ngồi ở khung cửa thượng, trong lòng ngực móc ra kia khối xấu thạch, trong lòng nhắc mãi. Xấu cục đá a à, xấu cục đá, ngươi rốt cuộc vì cái gì đem ta lộng tới nơi này tới đâu. Không hề ngoài ý muốn, kia tảng đá lại lần nữa không có động tĩnh. Nàng ủ rũ cục đuôi đem cục đá tắt trở về, tính toán đứng dậy tìm chút sự làm. Chẳng sợ bị đuổi ra đi, nàng cũng trước giúp Trần Gia làm điểm sự hảo cảm tạ Trần Gia ngắn mũi thu lưu đi. Vừa mới đứng lên, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi âm trầm mắt xếp, sợ tới mức mặt nho nhỏ một cái lão đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chương 14, khóc chít chít. Nhị nhị thẩm. Ngươi ngươi sao tới? Mặt nho nhỏ nuốt nuốt nước miếng, lúc này Trần Đại Ngư vựng, Vân Nương lại không ở nhà, Hoàng Thái Hoa thật muốn đối nàng làm cái gì nàng một cái tay trói gà không chặt tiểu thái kê thật đúng là không có biện pháp. Tiểu tiện nhân, lúc này biết sợ, ngươi vừa rồi không phải còn rất có thể trang đâu sao. Ngươi ngươi nhưng đừng tới đây. Ta ta kêu người. Mặt nho nhỏ một bên đánh giá bốn phía tìm kiếm có thể phòng thân đồ vật, một bên sau này lui. Hoàng Thái Hoa một đôi mắt xếp ở trong sân băng khoăn một lần, ánh mắt dừng ở trong viện phóng bồn gỗ thượng bước đi qua đi. Mặt nho nhỏ thầm nghĩ không tốt, này Hoàng Thái Hoa nên không phải là tưởng đem trần gia bồn gỗ đem đi đi. Bồn gỗ còn chưa tính, nơi đó mặt nhưng còn có vương tẩu tử mượn cho nàng áo cưới đâu. Nhị thẩm, ngươi ngươi xem đây là gì? Mặt nho nhỏ la lên một tiếng, thừa dịp Hoàng Thái Hoa quay đầu lại công phu vài bước chạy tới đem bồn gỗ hộ ở trong lòng ngực. Hoàng Thái Hoa ý thức được chính mình mắc mưu, khí miệng đều oai. Hảo ngươi cái vương bác dê con. Đem đồ vật cho ta. Mặt nho nhỏ trong lòng ngực cắt gao ôm bồn gỗ đi bước một lui về phía sau. Không cho. Đây là nhà im đồ vật. Hoàng Thái Hoa một tay véo eo một tay chỉ vào mặt nho nhỏ. Nhà đầu thúi đem nó cho ta ngươi tạp lạng lão nương bồn, lại đem lão nương quần áo làm dơ, liền đem nhà ngươi bồi cho ta. Mạc hoang hoang nói, vân nương lúc này không ở nhà, hoặc nhìn là hướng trấn trên phương hướng đi, này một đi một về sợ là đến trời sắp tối rồi mới trở về. Còn có kia bồn gỗ rõ ràng chính là nha đầu thúi ngày hôm qua xuyên kia bộ áo cưới, nàng ngày hôm qua thấy liền cảm thấy thích, như vậy đường may cùng mặt liêu, lưu trữ nhà nàng cô nương xuất giá dùng thật tốt. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp liền tưởng xuống tay đi đoạt lấy. a à, Cứu mạng A. Đoạt đồ vật lạp. Mặt nho nhỏ này tiểu thân thể như thế nào địch quá thô tráng Hoàng Thái Hoa, chỉ có thể một bên tránh né một bên kêu to lên. Mắt thấy Hoàng Thái Hoa một phen đoạt qua bồn gỗ, mặt nho nhỏ cũng bị này lực đạo túng lão đảo vài bước té ngã trên mặt đất. Bụi đất phi dương mặt nho nhỏ bị sạc ho khang lên, trong lòng lại lần nữa mắng kia khối đáng giận cục đá. Đem nàng làm ra địa phương quỷ quái này liền tính, làm gì cho nàng an bài như vậy nhược nhân thiết chẳng lẽ nàng đời này đều phải tại đây thâm sơn cùng cốc như vậy bị người khi dễ quá đi xuống không thành trong lúc nhất thời nàng giận từ giữa tới không biết nơi nào tới sức lực bò dậy hướng tới đoạt đồ vật muốn đi hoàng thái hoa phát tới nha đem đồ vật trả lại cho ta hoàng thái hoa bưng bồn gỗ đi ra ngoài thình lình bị từ sau lưng đẩy một phen trực tiếp ghé vào trên mặt đất mặt nho nhỏ một cái ngàn cân áp đỉnh nhảy ngồi ở hoàng thái hoa trên người lôi kéo nàng tóc liền đánh lên vì cái gì muốn khi dễ ta vì cái gì muốn cướp ta đồ vật? Vì cái gì luôn là mắng ta? Trong lòng ủy khuất liên quan nguyên chủ kia một phần cùng nhau phát tiết ra tới, Hoàng Thái Hoa bị lôi kéo tóc mặt mày đều thay đổi hình, muốn đánh trả lại như thế nào cũng với không tới ngồi ở trên người nàng mặt nho nhỏ. Dết heo kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, vừa mới đi xa mọi người. Nghe được động tĩnh vội vàng lại dết trở về, này vừa thấy liền đều sợ ngây người. Vội vàng tới rồi thôn trưởng đẩy ra đám người đi lên trước, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Dừng tay, Đại A đầu. Ngươi đây là làm gì? Mặt nho nhỏ đánh mệt mỏi, người cũng đi theo thanh tĩnh, vừa thấy thôn trưởng đều tới vội vàng từ hoàng thái hoa trên người trượt xuống dưới, lộ ra bị thương cánh tay bụng mặt ô ô liền khóc. Tam gia gia ô ô vì sao bọn họ đều phải khi dễ im? Vì sao im cái gì cũng chưa làm bọn họ liền phải mắng im? Ô ô trong nhà liền này một cái bồn gỗ, nhị thẩm lấy đi, nương trở về khẳng định quái im không thấy thứ tốt muốn đem im hưu. Im thật vất vả có thể ăn thượng một đống cơm no, thật vất vả có người đem im đưa người nhìn, im không nghĩ bị hưu. Còn có này thân áo cưới, là ngày hôm qua vương tẩu tử mượn cấp im xuyên, im tẩy tẩy là muốn còn trở về nhị thẩm cầm đi, im nhưng sao sống a? À. Mặt nho nhỏ khóc hoa lê dính hạt mưa, mồm miệng lại rất rõ ràng, vài câu liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Mọi người nghe xong từng cái đều đi theo chua sót lên, có kia đồng cảm như bản thân mình cũng bị thậm chí còn mặt nổi lên nước mắt. Hoàng Thái Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bò dậy muốn đánh trở về, một đôi thượng thôn trưởng kia ăn người ánh mắt dọa vội vàng thu hồi tay. Ngươi cái phá của đàn bà lại cấp lão tử gây chuyện. a, à, còn không chê mất mặt. Mau cút cho ta về nhà đi. Trong đám người có một cái hán tử tể tiến vào, Hoàng Thái Hoa vừa thấy đã đến người lập tức trục cổ. Đương đương gia. Lăng. Lão tử người đều bị ngươi mất hết. Mặt nhị một cái tác chụp ở Hoàng Thái Hoa trên đầu, Hoàng Thái Hoa đau ngao một tiếng kêu lên, nơi nào còn lo lắng tìm mặt nho nhỏ phiền toái nhanh như chớp liền xông ra ngoài. Mạc Nho nhỏ lúc này mới thúc tha thúc thích nức nở nhìn về phía Mạc Nhị, đối với nàng cái này nhị thúc nàng từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Bất đồng với lớn lao khéo đưa đẩy con buông, Mạc Nhị luôn luôn ít nói. Nhưng hắn xem người. Ánh mắt luôn là lộ ra một cổ nói không rõ hương vị, Mạc Nho nhỏ biết nhân tài như vậy nhất chọc không được, càng không hảo từ trên người hắn chiếm nửa phần tiện nghi. Liền hướng năm đó phân gia, nhị phòng không chỉ có được tổ trạch liền điền cũng phân nhiều nhất là có thể nhìn ra tới, người này không đơn giản. Đại A đầu, ngươi thiếm tuổi lớn yêu quý đồ vật, ngươi cũng biết nhà ta nhật tử không hảo quá, duy nhất thao giặt đồ bị đại ngưu tạp lạng nàng trong lòng không dễ chịu, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Mặt nhị xoa xoa tay trung thực đứng ở nơi đó, vẻ mặt khó xử bộ dáng cùng vừa rồi đánh hoàng thái hoa bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn trên mặt tuy thành thật, ý tứ trong lời nói lại không thành thật. Này rõ ràng đem hoàng thái hoa đánh tới trần gia tới hoàn toàn đều quy tội trần đại ngưu đập nát nhà bọn họ buồn gỗ, sai giống như cũng chỉ có bọn họ. Mặt nho nhỏ nơi nào chịu y, như cũ phát huy nàng khóc chíp chíp sở trường đặc biệt. Ô ô nhị thúc đại ngưu không phải cố ý đập nát nhị thẩm bồn gỗ nhị thẩm mắng im còn đánh im đều là im không tốt, là im làm hại đại ngưu bị khí hôn mê đầu im không nên đi giặt đồ. Cánh tay thượng trầy da đã không còn đổ máu, vết máu hỗn bùng đất dính ở mặt trên lại càng thêm chói mắt. Lại phối hợp mặt nho nhỏ này đáng thương tiểu bộ dáng, chính bắt thấy hoàng thái hoa như thế nào bưu hãn mọi người càng là cảm thấy tức giận bất bình. Phi. Rất đại người còn khi dễ nhân gia hài tử. Còn không phải là coi trọng trần gia tân bồn gỗ, còn có nho nhỏ xuyên kia thân áo cứ sao. Thật không biết xấu hổ. Chính là. Liền hài tử đồ vật đều đoạt, cũng không chê mất mặt. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận làm mạc nhị hoàn toàn tìm không thấy lý do thoái thác, hắn oán độc nhìn mắt mạc nho nhỏ, trong miệng thoá mạ một tiếng. Phá của đàn bà. Xem lão tử không đánh chết nàng. Nói xong cũng không quay đầu lại chui vào đám người nhanh như chớp chạy ra. Thông trưởng thấy sự tình bình ổn xuống dưới, nhìn mắt bị thương mặt nho nhỏ, bất. Đắc dĩ thở dài. Được rồi được rồi, đều tan đi. Mặt nho nhỏ căng chặt thân mình rốt cuộc lỏng xuống dưới, hôm nay này xem như lại xông qua một quan. T. Vừa định đứng lên, cánh tay thượng miệng vết thương đau nàng hít hà một hơi, một con tràn đầy thật nhỏ vết thương bàn tay tới rồi nàng trước mặt. Chương 15, một phân tiền làm khó anh hùng háng. Trước mặt này chỉ tay tuy rằng đã trải qua giải nắng dầm mưa, lại để lại đông đảo làm việc nhà lưu lại vết thương, nhưng mặt nho nhỏ vẫn là xem ra tới này từng là một con trải qua dụng tâm bảo dưỡng tay. Chỉ xem kia nhỏ dài có độ khớp xương tinh tế ngón tay, không giống nàng này phó thân mình rõ ràng mới 15 tuổi khớp xương cũng đã thô to biến hình, liền biết vân nương những ngày trong quá khứ tuyệt không giống hiện giờ như vậy. Chỉ là, trước mắt cũng không phải là suy xét mấy vấn đề này thời điểm. Mặt nho nhỏ kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi thượng vân nương cặp kia rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng lại tự hồ cất chứa vô số cảm xúc đôi mắt trong lòng ủy khuất liền vô pháp ức chế dũng đi lên nương im gặp rắc rối một trương miệng nước mắt liền nhịn không được hạ xuống mặt nho nhỏ lần này là thật sự ủy khuất nàng thật vất vả phấn đấu hơn 20 năm mới có thể ở kia thế giới vô biên tìm kiếm đến một cái chỗ dung thân trời cao như thế nào liền đem nàng làm ra nơi này đâu điểm này việc nhỏ liền khóc nếu là ngày nào đó bị người bức không chỗ đặt chân ngươi lại nên như thế nào đâu Vân Nương sâu kín thở dài một tiếng, xa vào với chính mình cảm xúc trung mạc nho nhỏ cũng không có lý giải nàng trong lời nói hàm nghĩa, nàng chỉ cảm thấy một con thô ráp lại hữu lực tay đem nàng kéo lên, vẫn luôn nắm nàng đi đến nhà bếp lấy nước ấm, tỉ mỉ giúp nàng trà lau miệng vết thương. Nhu Hoảng theo cánh tay uống lượng mà xuống, mặt nho nhỏ miệng vết thương bị bỏng cảm giảm bớt không ít. Thẳng đến một lọ mắt lạnh thuốc mỡ đều đều bôi trên cánh tay thượng, Vân Nương đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Phát tiết xong cảm Xúc mặt nho nhỏ thúc tha thúc thích nức nở nhìn trước sau cũng không từng oán trách quá nàng một câu vân nương, tiểu tâm hỏi một câu. Nương ngươi ngươi không đuổi ta đi. Vân nương không để ý tới nàng, xoay người bưng bồn gỗ đi ra ngoài. Nương. Mặt nho nhỏ luống cuốn, vội vàng đuổi theo. Thật muốn bị đuổi ra gia môn, nàng sợ là không có đường sống A. À. Đi theo ta làm cái gì? Còn không đi xem đại ngưu đi rồi không? Vân nương dừng lại bước chân, đưa lưng về phía mặt nho nhỏ lưu lại một câu cũng không đợi nàng đáp lời liền cầm vương tẩu tử áo cưới đi ra ngoài. Này quần áo còn phải chạy nhanh giặt sạch còn trở về mới được. Mặt nho nhỏ nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt đau xót, nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống dưới. Tính tính thời gian Trần Đại Ngư thuốc tê liền phải đi qua, mặt nho nhỏ vội vàng vào phòng. Trong phòng, hôn mê trung lớn lao ngưu cảm xúc cũng không an ổn, hắn song quyền nắm chặt, phản phất lâm vào bóng đè giống nhau cả người cơ bắp đều căng chặt lên. Mặt nho nhỏ ám đạo không tốt, Hôm nay lớn lao ngưu rõ ràng là bị kích thích biểu hiện, hắn nếu là tỉnh lại nổi điên chính mình nhưng chế không được hắn. Đại ngưu. Đại ngưu tỉnh tỉnh. Đừng sợ, đừng sợ đại ngưu. Mặt nho nhỏ vội vàng tiến lên thử nắm lấy Trần Đại Ngưu đôi tay, một lần lại một lần kêu gọi tên của hắn. Mới đầu Trần Đại Ngưu còn phản kháng thực kịch liệt, dần dần thế nhưng bình tĩnh trở lại, nhíu chặt giữa mày cũng bắt đầu thả chậm. Mặt nho nhỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ôn thanh khuyên dỗ. Đại Ngưu đừng sợ, Người xấu đều đi rồi, đừng sợ đừng sợ nho nhỏ ở đâu đại ngư ngoan. Vẫy mực dường như lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, cánh chim tung bay, trần đại ngư hắt dịu thạch đôi mắt chậm rãi mở. Mặt nho nhỏ liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào một đôi thuần tịnh thủy trong mắt. Nương tử. Trần đại ngư mê mang một lát, đã nhận rõ trước mặt người trong nước liệt khai một miệng hàm răng trắng nở nụ cười. Nương tử. Hắn một phen phản nắm lấy. Mặt nho nhỏ tay lại không cẩn thận đụng phải mặt nho nhỏ chỉ đồ một tầng thuốc mở cánh tay, đau mặt nho nhỏ nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trần Đại Ngưu sửng sốt, nhẹ nhàng trừ trừ cái mũi, nghe thấy được một cổ quen thuộc dược hương, ngay sau đó khẩn trương ngồi dậy. Nương tử ngươi bị thương. Mặt nho nhỏ sợ hắn một kích động lại phát bệnh, vội vàng nhỏ giọng hống. Không có việc gì không có việc gì, ta không cẩn thận té ngã, ngươi xem, nương đã cho ta mạt quá dược, không đau. Mặt nho nhỏ cười quơ quơ chính mình cánh tay, vừa định đem cánh tay thu hồi đi lại bị Trần Đại Ngưu trảo một cái đã bắt được. Hắn mãn nhãn đau lòng nhìn kia ma phá gia, lau thuốc mỡ, lại kết một tầng vẫy cánh tay, thật cẩn thận thấu tiến lên. Nương tử chớ sợ, Đại Ngưu hô 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 liền không đau. Cao lớn tục tằng nam nhân xứng với hắn thật cẩn thận động tác, làm Mạc Nho nhỏ lần đầu tiên có bị quý trọng cảm giác. Loại này đột nhiên rung động quá mức quỷ dị, Mạc Nho nhỏ hoảng loạn thu hồi cánh tay, tùy tiện tìm một cái cớ dẫn dắt rời đi đề tài. Đúng rồi Đại Ngưu ngươi bình thường ở trong nhà đều làm cái gì nha? Chúng ta giúp nương làm điểm cái gì đi? Trần Đại Ngưu mê mang chất chất mắt, làm cái gì? Nương bình thường đều là làm hắn cùng bên ngoài tiểu bằng hữu đi chơi nha. Xem hắn này ngốc lăng lăng bộ dáng mặt nho nhỏ lúc này mới nhớ tới, Trần Đại Ngưu tuy rằng khổ người đại, lại cùng ba tuổi trĩ đồng vô dị, nàng thường xuyên nhìn đến hắn cùng những cái đó tiểu hài tử ghé vào cùng nhau. Ân kia nương đâu? Nàng đều là vội cái gì? Cái này Trần Đại Ngưu lập tức liền đáp đi lên lên núi. Trên núi có rau dại, có thể ăn no hì hì. Mặt nho nhỏ. Khi nhà ta có địa sao? Trần Đại Ngưu Vườn rau đâu? Trần Đại Ngưu Mặt nho nhỏ vô ngữ nhìn trời, này Trần Gia chẳng lẽ là uống gió Tây Bắc tồn tại? Mặt gia thôn sông nhỏ biên, phụ nhân nhóm lại tụ ở cùng nhau, Trần Gia cùng Mặt Gia không thể nghi ngờ thành bọn họ lớn nhất đề tài câu chuyện. Một cái phụ nhân nhìn đến Vân Nương đã đi tới vội. Vàng ho nhẹ vài tiếng, mọi người sôi nổi nhắm lại miệng. Tại đây trong thôn vân nương tuy là một cái quả phụ, lại dễ dàng không ai dám trêu chọc. Vô nàng, chủ yếu là này vân nương đừng nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng, đánh nhau lên chính là thật tàn nhẫn. Trong thôn phụ nhân còn không có người có thể từ trên tay nàng chiếm được chỗ tốt. Vân nương sớm thành thói quen chung quanh người khác thường ánh mắt, nàng một mình tìm một cái an tĩnh địa phương, lấy ra vương tẩu tự áo cưới cẩn thận xoa tẩy. Trong tay áo còn trang kia căng trâm bạc, Nàng do dự sau một lúc lâu vẫn là nửa đường chiếc trở về. Đây là trên người nàng cuối cùng một kiện trang sức, vẫn là năm đó hắn thân thủ đánh chế, nàng luyến tiếc. Người không còn nữa, lại luôn muốn lưu lại điểm cái gì làm niệm tưởng. Một chùi y từng cái đánh ở đá phiến thượng, Vân Nương kia viên đã sớm chết lặng tâm lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Bọn họ trốn đi vội vàng, trên người nhìn không ra thân phận đồ vật đều đương, không có bạc kế tiếp nhật tử lại nên như thế nào quá. Mạc Nho nhỏ đồng dạng cũng ở suy xét vấn đề này nàng đem trần gia trong ngoài tìm một lần trừ bỏ hôm nay buổi sáng hái xuống kia sọt rau dại liền cái gì cũng chưa dư lại này sợ là chân chính một nghèo hai trắng đi tức phụ nhi ngươi đang tìm cái gì đâu trần đại ngưu nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau xem nàng trong chốc lát đông phiên tây tìm trong chốc lát vùi đầu trầm tư nghi hoặc bắt lấy đầu tầm mắt dừng ở kia sọt rau dại thượng mặt nho nhỏ đôi mắt đột sáng ngời trong lòng ý niệm vừa động trong tay quả nhiên xuất hiện mấy chi thuốc mê Mặt Nho nhỏ quay đầu nhìn về phía Trần Đại Ngưu, bỗng chốc nhếch miệng cười. Đại Ngưu, đi, ta lên núi. A, à, lên núi. Trần Đại Ngưu còn không có phản ứng lại đây, đã bị mặt Nho nhỏ một đường lôi kéo đi ra ngoài. Ngày mộ Tây rủ, vây quanh mặt gia thông hoa phong sơn tựa hồ có vô tận mị lực ở hấp dẫn nàng. Chương 16, nàng gã nam nhân là khối bảo. Đại Ngưu, tới, ngươi có thể đem kia cây thượng quả tử nện. Xuống tới sao? mới vừa đi tiếng núi lớn mặt nho nhỏ liền gấp không chờ nổi cấp trần đại ngưu nhặt một cục đá chỉ vào cách đó không xa một cây cây ăn quả thượng đỏ rực quả tử cho hắn xem trần đại ngưu gãi gãi đầu duỗi tay tiếp nhận cục đá đối với kia cây quả tử liền ném qua đi lạch cạch quả tử theo tiếng mà rơi mặt nho nhỏ hưng phấn la lên một tiếng vội vàng chạy qua đi đánh trúng đánh trúng ta liền biết đại ngưu nhất bổng đỏ rực quả tử tuy rằng bị tạp nhìn không ra vốn dĩ hình dạng nhưng kia hương khí lại càng thêm nồng đậm tràn ngập mở ra. Mặt nho nhỏ vội đem quả tử nhạc phụng ở lòng bàn tay, cao hứng suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Nàng liền biết chính mình suy đoán quả nhiên không sai, kia hổ khẩu mài ra tới cái kén, trong mộng nói mớ, cả người đau sẹo, người nam nhân này tuyệt đối là thượng quá chiến trường. Tuy rằng mặt nho nhỏ không biết hắn đã trải qua cái gì mới biến thành hôm nay như vậy, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng chính mình gã người nam nhân này nhất định là khối bảo. Trần Đại Ngưu được đến khích lệ, lại thấy mặt nho nhỏ như thế cao hứng, cũng đi theo nở nụ cười. Mặt nho nhỏ đem kia tạp lạng quả tử rửa sạch sạch sẽ, bẻ rớt một khối đưa cho Trần Đại Ngưu. Đại Ngưu mau ăn. Đây là ngươi nện xuống tới đâu? Trần Đại Ngưu vui tươi hớn hở tiếp nhận tới đại đại cắn thượng một ngụm, nhếch miệng cười. Ngọt. Tức phụ nhi cũng ăn. Hai người vui sướng phân ăn một cái quả tử, mặt nho nhỏ vội vàng lại nhặt cục đá đưa cho Trần Đại Ngưu. Đại Ngưu, nhìn đến cái kia không có, lần này nhẹ một chút đừng đem nó đập nát. Trần Đại Ngưu tiếp nhận cục đá vỗ bộ ngực bảo đảm. Tức Phụ Nhi yên tâm, im có thể đánh hạ tới. Dứt lời ra tay, quả tử theo tiếng mà rơi. Mặt nho nhỏ lại là một trận thét chói tai, nhìn kia chỉ đập vỡ một khối quả tử nàng lại là một trận khen. Nhặt được bảo. Cái này thật sự nhặt được bảo. Trong rừng quả dại thấp bé địa phương đều bị người trích xong rồi, chỉ có này đó chỗ cao với không tới còn lưu tại nơi đó, chờ chim tước nhóm phân thực. Mạc nho nhỏ mang theo trần đại ngư một đường tìm qua đi không bao lâu liền thu hoạch không ít nhưng này cũng không phải nàng cuối cùng mục đích mắt thấy ánh sáng càng ngày càng ám hai người càng đi càng sâu mặt nho nhỏ không khỏi thả chậm bước chân phía trước một con thỏ hoang chính lặng lẽ từ trong động nhô đầu ra mặt nho nhỏ biết chính mình cơ hội tới nàng lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra kia mấy chi thuốc mê nhẹ nhàng vỗ vỗ trần đại ngưu đại ngưu hư trần đại ngưu vừa định nói chuyện thấy mặt nho nhỏ như thế cẩn thận bộ dáng vội vàng ngậm miệng, cũng học nàng bộ dáng đè thấp thanh âm. Hư! Nhìn đến kia con thỏ sao? Nàng không lưng, chỉ vào cách đó không xa tham đầu tham não kia chỉ thỏ hoang, trong mắt phóng tinh quang. Trần Đại Ngưu nhẹ nhàng gật đầu, không chờ mặt nho nhỏ đem kia mấy chi thuốc mê đưa cho hắn, chỉ nghe về một tiếng một khối đá vụn bay nhanh lao đi, kia thỏ hoang không kịp phát ra hết thảm một tiếng liền đi đời nhà ma, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mặt nho nhỏ lợi hại như vậy sao? Ngựa ngùng thu hồi trên tay thuốc mê, quay đầu lại nhìn đến Trần Đại Ngưu vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng, mặt nho nhỏ trên mặt cười như hoa nhi nở rộ. Đại Ngưu, Đi! Về nhà ăn thịt! Hai người đạp ánh trăng hồi thôn khi Vân Nương sớm đã nôn nóng chờ ở cửa thôn, thấy hai người bình an không có việc gì hạ sơn, trên mặt biểu tình mới thả lỏng chút. Mặt nho nhỏ mặt danh có chút chột dạ, dây dưa dây cà đi ở mặt sau không dám nhìn tới Vân Nương sắc mặt. Lúc trước quá hưng phấn, thế nhưng đã quên cấp vân nương lưu cái tinh nhi, nàng nên sốt ruột đi. Nương. Xem. Quả tử. Im hái được quả tử còn có. Về nhà nói. Vân nương lạnh lùng đánh gãy Trần Đại Ngưu sắp sửa bật thốt lên nói, lạnh lùng nhìn mặt nho nhỏ liếc mắt một cái xoay người hướng Trần Gia Phương hướng đi. Trần Đại Ngưu trên mặt ý cười cương xuống dưới, hắn khó hiểu nhìn về phía mặt nho nhỏ. Tức phụ nhi nương sao sinh khí. Có phải hay không Đại Ngưu không ngoan. Mặt nho nhỏ tiến lên trấn. An vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Không trách Đại Ngưu là nho nhỏ đã làm sai chuyện, đi, chúng ta về nhà nhận sai. Trần Đại Ngưu vừa nghe là mặt nho nhỏ phạm sai lầm, thế nhưng càng khẩn trương. Tức Phụ Nhi không sợ, nương là người tốt, không đánh người. Ân ân, ta không sợ, Đại Ngưu chúng ta mau về nhà. Trong miệng nói không sợ, mặt nho nhỏ lại là nửa điểm cũng nhẹ nhàng. Trời biết Vân Nương có bao nhiêu khẩn trương Trần Đại Ngưu, nàng như vậy đem Trần Đại Ngưu mang đi ra ngoài lại lợi dụng hắn đi săn, vân nương đến tục cùng sẽ là cái gì thái độ một đường thấp thỏm bất an trở về nhà toàn bộ trần gia đều đã lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong chỉ có phòng bếp ánh đèn dầu như hạt đậu có lẽ là cảm giác được mặt nho nhỏ khẩn trương trần đại ngưu bàn tay to gắt gao bao vây lấy nàng đến gần mới nhìn đến vân nương chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa một cổ rau dại hồ hồ hương vị từ trong phòng bếp phiêu ra tới mặt nho nhỏ rủ đầu đi lên trước nương thực xin lỗi ta sai rồi nương không trách nho nhỏ, là đại ngưu không tốt. Trần đại ngưu dành trước một bước đem mặt nho nhỏ che ở phía sau, lại một lần bị như vậy che chở, mặt nho nhỏ một lòng tâm vẫn là tránh không được nhiều nhảy vài cái. Cao lớn thân ảnh che đậy tầm mắt, nàng chỉ nghe được vân nương thở dài một tiếng. Tiến vào ăn cơm đi. Ai? Trần đại ngưu lưu loát đáp ứng một tiếng, trên mặt lúc này mới có cười. Hắn một phen kéo mặt nho nhỏ đi theo vân nương đi vào phòng bếp, tháo xuống trên người sọc sách ra kia chỉ dùng lá cây gắt gao bao vây lại thỏ hoang. Nương. Xem. Im tức phụ nhi giáo im đánh. Vân nương bất động thanh sắc đánh giá mặt nho nhỏ liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Mặt nho nhỏ càng thêm chột dạ cúi đầu, Trần Đại Ngưu lại không có cảm thấy hết giận phân không đúng, vội lại móc ra mấy viên quả tử ra tới. Nương. Ngươi xem, đây cũng là tức phụ nhi tìm được đâu. Nhìn Trần Đại Ngưu trên mặt rõ ràng tươi cười, vân nương lúc này mới có một tia ý cười ở đại ngưu chờ mong dưới ánh mắt nàng liền trần đại ngưu tay cắn một ngụm nhấp môi cười thật ngọt cái này nhưng đem trần đại ngưu cao hứng hỏng rồi hưng phấn vây quanh vân nương nói về đi trên núi trải qua tới mặt nho nhỏ lặng lẽ đánh giá vân nương thế nhưng ở nàng trong mắt thấy được chật lóe mà qua lệ quan bữa tối là đứng giải quyết trong nhà bàn ăn hoàn toàn thành đáy nồi hôi mặt da cũng không có khả năng thật sự đem chính mình bàn ăn bồi lại đây như của một người một chén rau dại cháo sắc trời quá muộn mặc dù đánh tới thỏ hoang cũng không có thời gian hạ nồi thừa dịp trần đại ngưu đi tịnh phòng rửa mặt công phu mặt nho nhỏ cọ tới cọ lui đi tới vân nương phòng tối tăm đèn dầu hạ vân nương chính lấy kim chỉ theo cái gì nhìn đến mặt nho nhỏ đi vào tới nàng cũng không có ngẩng đầu mặt nho nhỏ hai tay vô thố giảo ở bên nhau miếng môi sau một lúc lâu mới há miệng thở dốc nương một cái nương tự mở đầu liền không có bên dưới vân nương rốt cuộc buông trong tay kim chỉ ngẩng đầu nhìn về phía mặt nho nhỏ ánh mắt chưa bao giờ từng có chân thành tha thiết ngươi thật thông minh mặt nho nhỏ như thế nào đều cảm thấy không phải ở khen nàng trần gia không phải ngươi bàn đạp có lẽ còn sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục ngươi nếu là hối hận hiện tại còn kịp mặt nho nhỏ nháy mắt luống cuống nàng vội vàng lắc đầu không ta không hối hận ta không đợi nàng nói xong vân nương liền đánh gãy nàng Chương 17, thẳng thắn. Hiện tại có lẽ sẽ không hối hận, về sau đâu. Đại ngư có lẽ cuộc đời này cứ như vậy, thậm chí tình huống của hắn khả năng càng ngày càng tao, ngươi có thể bảo đảm cả đời này đều chỉ làm trần gia phụ. Mặt nho nhỏ ở vân nương ép hỏi hạ á khẩu không trả lời được, cả đời, quá mức dài lâu, nàng còn chưa từng có nghĩ tới cả đời sự tình. Kiếp trước nàng bơ vơ không nơi nương tựa, liều mạng thi đậu lý tưởng đại học, lại liều mạng ở thích thành thị đứng vững vàng gót chân, dù vậy nàng cũng không dám nghĩ tới cả đời sự tình. Bởi vì nàng quá mức hiểu biết cái loại. Này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Quả nhiên, ngày lành một ngày không hưởng thụ đến, nàng lại đột nhiên xuyên tới cái này xa lạ không gian. Nương, ta không thể bảo đảm. Mặt nho nhỏ rộng mở ngẩng đầu, đối diện thượng vân nương trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng. Trụ tại bên người tay chặt chẽ nắm lên, bị hộ ở sau người từng màn ở trước mắt nhất nhất hiện lên. Mặt nho nhỏ cắn cắn môi, trong mắt thần sắc càng thêm kiên định. Nếu nàng có thể thông qua kia khối xấu thạch xuyên qua lại đây, hơn nữa có thể lấy ra chung cư đồ vật, có phải hay không ý nghĩa nàng vẫn là có cơ hội trở về. Cánh tay thượng đau đớn như cũ rõ ràng truyền đến, nàng cũng không cho rằng chính mình là trời cao sủng nhi, có thể cùng thư trung xuyên qua nữ chủ giống nhau một đường khai quải tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Nàng không nghĩ đánh cuộc, nàng tưởng trở về, nàng nhất định có thể cởi bỏ xấu thạch bí mật một lần nữa trở lại chính mình sinh hoạt quỹ đạo. Nương, Ta thực cảm kích ngài cùng đại ngưu ở ta thời điểm khó khăn nhất thu lưu ta, chính là ta không nghĩ lừa ngài. Mạc nho nhỏ bằng phẳng nhìn thẳng vân nương đôi mắt, đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra. Ta thừa nhận ta lưu tại trần gia là thật sự không chỗ để đi, ta cũng thừa nhận có lẽ có một ngày ta sẽ rời đi, nhưng là, trần gia với ta ân huệ ta tuyệt đối sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Còn có. Mạc nho nhỏ dừng một chút, nhìn vân nương dần dần âm trầm xuống dưới sắc mặt, trịnh trọng mở miệng. Đại ngưu bệnh, ta có thể trị chính khí bực chính mình bị luôn mãi lợi dụng vân nương mắt thấy trong lòng sát khí liền phải ức chế không được thình lình nghe thế câu nói cả người đều như tao xét đánh ngươi nói cái gì nàng cầm lòng không đậu cất cao thanh âm ý thức được chính mình trước mặt bất quá là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời nông nữ lại tự dễu cười ra tiếng tới a à, ai cho ngươi lá gan dám như thế lợi dụng trần gia quanh thân khí thế lại lần nữa phóng thích mở ra mặt nho nhỏ bản năng co rúng lại một chút lại rất mau lại thẳng thắn sống lưng có lẽ nàng có thể cùng vân nương lá mặt lá trái trước lưu tại trần gia lại làm tính toán chính là trần gia mẫu tử như thế thiệt tình đãi nàng nàng không thể vong ân phụ nghĩa có chút lời nói vẫn là nói rõ ràng hảo đại ngưu đầu đã chịu va chạm tàn lưu tích huyết lưu tại trong đầu mới quên mất chuyện xưa tích cũ chỉ cần đem trong đầu tích huyết lấy ra liền sẽ khỏi hẳn vân nương trên mặt cười lạnh dần dần động lại nàng hồ nghi xem kỹ trước mặt nữ hài tử thân hình khô gầy sắc mặt vàng như nến tóc khô vàng chỉ có một đôi mắt khảm ở kia lõm vào đi hốc mắt mới có vẻ cả người đều sống lên như vậy một cái cơm no cũng chưa ăn qua nữ hài tử vì cái gì có thể nói ra cùng đại phu giống nhau nói tới bất đồng chính là đại phu nói đại ngưu trong óc máu bầm đến hạ mảnh dược mới có thể hóa khai nhưng kia dược tính quá liệt đến lúc đó mặc dù máu bầm hóa khai cũng khó tránh khỏi sẽ tổn thương tánh mạng trong lòng hy vọng lại lần nữa bị tưới diệt vân nương nhìn về phía trước mặt nữ tử giống như nhìn về phía một đoàn sương mù càng thêm thấy không rõ Ngươi rốt cuộc là ai? Mặt nho nhỏ trong lòng lột bột nhảy dựng, thân mình càng thêm cứng đờ. Nàng là ai? Nàng có thể là ai? Nàng chỉ có thể là mặt nho nhỏ. Chính là nàng nên thế nào mới có thể làm vân nương tin tưởng nàng, lưu lại nàng? Ta! À, trong nháy mắt, nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi, kia bộ trong núi gặp được thần y lý do thoái thác đều thiếu chút nữa bị nàng dọn ra tới. Chính là, nàng biết đối vân nương người như vậy, như vậy vụng về nói dối căn bản là bất kham mục kích đừng nói nơi này thảo dược nàng căn bản không quen biết chỉ cần là cái gì châm cứu bắt mạch nàng đều không biết khẳng định sẽ lộ tẩy cuối cùng nàng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật nương trần gia có trần gia bí mật ta không hỏi thăm ta cũng có ta không thể nói bí mật ta duy nhất có thể bảo đảm một chút ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì đối trần gia bất lợi sự tình nếu là trần gia còn nguyện ý lưu lại ta làm trao đổi điều kiện ta nhất định có biện pháp chữa khỏi đại ngưu nếu là nho nhỏ không cho nương khó xử, này liền rời đi trần gia. Rời đi trần gia có thể đi nào? Mặt nho nhỏ không biết. Nàng mê mang nhìn mắt ngoài cửa sổ bóng đêm, như vậy một cái xa lạ nhân thế nàng lẻ loi một mình rời đi, muốn như thế nào sống sót. Vào núi. Lấy nàng này tiểu cánh tay chân nhỏ, không bị giả thú nuốt mới là lạ. Vân nương nguyên bản cho rằng nàng vì lưu lại sẽ tìm ra cái gì ly kỳ lý do thoái thác, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế thản nhiên, trong lòng đề phòng mặt danh lỏng không ít nhìn nàng trong mắt mê mang cùng đối không biết sợ hãi, trong lòng kia chỗ mềm mại lại một lần bị xúc động. Ai nha đầu này luôn có biện pháp làm nàng mềm lòng. Thôi thôi, một tiểu nha đầu mà thôi, tin tưởng nàng cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Không được mang đại ngưu làm ra cái gì nguy hiểm sự. Lạnh lùng một câu ném lại đây, mặt nho nhỏ biểu tình ngẩn ra, không thể tin tưởng quay đầu. Vân nương cũng đã quay người đi, liền mờ nhạt đèn dầu phùng trên tay quần áo, Phản phất vừa mới còn cả người đề phòng đầy người địch ý người căn bản là không phải trước mặt trầm tĩnh như nước nữ tử còn thất thần làm gì trong chốc lát đại ngư không thấy được ngươi lại nên sốt ruột mặt nho nhỏ lúc này mới phục hồi tinh thần lại trong lòng tư vị phức tạp không kể nàng đây là có thể lưu lại mơ màng hồ đồ đi ra vân nương phòng quả nhiên liền nhìn đến trần đại ngư đỉnh một đầu ước dầm về tóc rối vội vã tìm ra tới vừa nhìn thấy mặt nho nhỏ cặp kia bị toái phát che đậy hơn phân nửa đôi mắt liền sáng lên Thức phụ nhi ha hả ta cho ngươi nấu nước nóng, tắm rửa không nhiệt. Hắn lấy lòng nhìn mặt nho nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đại ngư thật tốt, mau đi đem đầu tóc lau khô, sẽ cảm lạnh. Đối thượng như vậy thuần tịnh hai tròng mắt, mặt nho nhỏ một lòng cũng đi theo tỉnh xuống dưới. Ân ân. Đại ngư này liền đi. Trần đại ngư vui mừng vọt vào phòng, yên tĩnh ban đêm chỉ. Còn lại có thanh thanh ve minh, mặt nho nhỏ nhất chân hướng tịnh phòng đi đến. Uy, ngươi thật sự có thể trị hảo cái kia đại ngốc tử mặt nho nhỏ bước chân một đốn ngay sau đó bước nhanh bước vào tịnh phòng phanh một tiếng đóng lại cửa phòng mặt nho nhỏ lẳng lặng dựa ở khung cửa thượng thử dùng ý niệm cùng kia không đáng tin cậy xấu thạch đối thoại ngươi đến tột cùng là ai xấu thạch mặt nho nhỏ khẩn trương nắm chặt nắm tay xuyên tới bất quá hai ngày nàng lại như là vượt qua hai năm giống nhau có một số việc nàng cần thiết muốn làm rõ ràng mới có thể đi hảo bước tiếp theo lộ ai một tiếng sâu kín thở dài từ trong đầu truyền đến, mặt nho nhỏ lẳng lặng chờ đợi, khẩn trương phía sau lưng đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta là ai đâu? Ta cũng không biết a. À. Trong viện, một bóng người lặng lẽ lật qua rách nát tường thấp, dọc theo chân tường sờ soạn lại đây. Chương 18, tàn nhẫn nhân vật. Không biết. Ngươi sao có thể không biết? Thiếu lừa gạt ta, nói cho ta ngươi đến tộc cùng là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Mặt nho nhỏ trong lòng cuồng loạn hô to, nếu không phải lo lắng bị Vân Nương cùng Trần Đại Ngưu nghe được nàng thật muốn hảo hảo phát tiếp một phen. Lại là một trận trầm mặt, ở mặt nho nhỏ thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên khi, đối phương thanh âm rốt cuộc sâu kín truyền đến. Ta thật sự không biết, ta đã ngủ đã lâu đã lâu ta chỉ biết ta là một cái khí linh ta tỉnh lại liền ở chỗ này. Đối phương thanh âm tràn ngập mê mang, dường như ở không ngừng đánh giá bốn phía. Mặt nho nhỏ áp xuống trong lòng kích động, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu chung quanh đều có cái gì chung quanh đối phương thanh âm có chút chần chờ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nơi này có một chiếc giường hảo mềm cái này giống cái loa giống nhau ta không quen biết còn có cái này sáng lấp lánh là cái gì phát bảo a à? cái này cái này ta thích nhất cái này băng băng lương lương thật nhiều thật nhiều ăn ngon mặt nho nhỏ hảo đi nàng không cần hỏi lại cái kia thiết khờ khảo chính là ở chính mình chung cư không thể nghi ngờ. Ngươi, hiện tại đi mở cửa, có thể hay không đi ra ngoài. Mặc dù mặt nho nhỏ trong lòng đã có đáp án, lại vẫn là tưởng thử một lần, có lẽ cùng nàng đoán không giống nhau đâu. Nhưng mà, không ngoài sở liệu, xấu thạch kia khối thiết khờ khảo quả nhiên là bị nhốt ở chung cư, chung quanh trắng xóa một mảnh, căn bản là tìm không thấy đường ra, càng tìm không thấy nhập khẩu. Liền giống như, giờ phút này nàng vậy ngươi là như thế nào đem bên trong đồ vật cho ta lấy ra tới đâu? Mặt nho nhỏ một bên cắn băng băng lương lương kem một bên dò hỏi, thật vất vả bắt được đến cái này khờ khảo thanh tỉnh thời điểm, ăn căng kem giải giải nhiệt cũng hảo. Liền. Chung cư thiết khờ khảo qua ở trên sofa gãi gãi đầu. Ngươi muốn cái gì, ta đã biết nó liền đi qua a. À. Quả nhiên. Mặt nho nhỏ hít sâu một hơi, này tảng đá hẳn là chính là một cái trữ vật không gian. Mặt nho nhỏ trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, ý niệm rơi xuống, loãng xoảng một tiếng trước mặt rơi xuống một phen chói lọi dao phay tới. Thình lình xảy ra động tỉnh dọa mặt nho nhỏ nhảy dựng, nàng vội vàng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, không nghe được cái gì thanh âm lúc này mới đem kia thanh đao lặng lẽ thu trở về. Trong viện, mới vừa dọc theo chân tường đi tới hắc ảnh bị này đột nhiên thanh âm dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn câu lũ thân mình qua ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, đợi nửa ngày không động tĩnh, mới dọc theo chân tường một đường hướng tới Trần Đại Ngư phòng sờ soạn qua đi. Trong tịnh phòng mạch nho nhỏ rốt cuộc bình phục tâm tình, đang chuẩn bị lấy ra chung cư chứa đựng hoặc huyết hóa ứ thuốc viên, mới đi thôi phát hiện cái kia không đáng tin cậy xuống cục đá lại liên hệ không thường. Bất quá, lần này giống như trước mặt vài lần so sánh với liên hệ lâu rồi một chút, đây là một cái hảo hiện tượng. Chỉ cần có thể lấy ra không gian đồ vật, giả. Lấy thời gian nàng nhất định có thể trị hảo Trần Đại Ngưu Cũng nhất định, có thể tìm được này khối xấu thạch bí mật, trở lại chính mình bình thường sinh hoạt quỹ đạo nhẹ nhàng nhéo nhéo dấu ở trong tay áo xấu thạch, mặt nho nhỏ đứng dậy hướng thau tắm đi đến. Thau tắm đã đựng đầy nước ấm, hiển nhiên là Trần Đại Ngư chuẩn bị. Như vậy nông hộ nhân gia, liền bàn ăn đều là như vậy chú trọng, lại còn có như vậy hoàn chỉnh thau tắm, có thể thấy được Trần Gia mẫu tử chú trọng. Mặt nho nhỏ cởi bỏ quần áo đem chính mình cả người đều phao đi vào, lúc này mới cảm thấy một ngày mệt mỏi đều tại đây mờ mịt nhiệt khí trung dần dần tan đi. Không nghĩ tới, sớm đã có người theo dõi Trần Gia. Bên ngoài, một cây ống trúc lặng lẽ cắm vào trần đại ngư phòng cũ nát cửa sổ trên giấy người tới đang chuẩn bị đem ống trúc khói mê thổi vào trong phòng đi thình lình bị người từ sau lưng tới một cái thủ đao nhìn trước mặt nam nhân mềm mại đổ xuống dưới vân nương sắc mặt lạnh băng lúc này nàng sớm đã thay đổi một thân y phục dạ hành lặng yên không một tiếng động bối thượng nam nhân nhanh chóng rời đi tiểu viện trần gia ở tại thôn đuôi cũng là toàn bộ mạc gia thôn nhất hoang vắng địa phương giờ phút này cách đó không xa trong rừng cây hai người tham đầu tham não nôn nóng chờ đợi. Nhị cẩu, người như thế nào còn không có ra tới. Người này huynh đệ thật sự có thể hành. Một bên một cái lấm la lấm lét nam tử dung mạo cùng vương thị có chính phần tương tự, giờ phút này cũng đồng dạng nôn nóng nhìn chầm chầm trần gia phương hướng. Ai nha ngươi yên tâm hảo. Ta này huynh đệ tại đây trên đường lăn lộn mấy năm, lộng một tiểu nha đầu còn không đơn giản. Đến lúc đó đem kia nha đầu bán, tỷ chúng ta chính là nói tốt, một người một phần vương thị đầy mặt không kiên nhẫn liếc nhà mình huynh để liếc mắt một cái được rồi được rồi lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần ai u ta này tâm như thế nào liền nhảy lợi hại như vậy đâu nguyên lai hôm qua vương thị nắm mặt lai bảo trở về vương gia thôn chính là tìm chính mình này đệ đệ vương nhị cậu là vương gia thôn nổi danh du côn lưu manh cả ngày trộm cắp ăn không ngồi rồi này thời đại từng nhà đều không hảo quá vương nhị cậu sinh ý cũng không hảo làm trước kia hắn liền đánh thượng mạc nho nhỏ chủ ý tưởng liên hợp vương thị đem mạc nho nhỏ bán vương thị rốt cuộc là cố kỵ lớn lao không dám đáp ứng cũng nguyên nhân chính là này nàng mới đánh thượng đem mạc nho nhỏ bán cho trần gia chủ ý nào biết hết thảy tính kế đều rơi vào khoảng không nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lúc này mới lại nghĩ tới vương nhị cẩu ban ngày vương nhị cẩu cũng đã đã tới trần gia một lần trần gia hai lượng bạc làm tiệt trụ, lớn như vậy bút tích chính là đem quanh thân không ít thôn người đều kinh động thừa dịp trần gia không ai vương nhị cẩu lặng lẽ lẻn vào trần gia muốn tìm chút bạc nào biết phiên biến trần gia thế nhưng một chút đáng giá đồ vật cũng chưa tìm được không làm sao được hắn mới tìm cùng chính mình cùng nhau làm không ít hoạt động lưu cốc này lưu cốc là trấn trên gái giang hồ quán quy nô cùng thường lui tới giống nhau hắn phụ trách theo dõi từ lưu cốc ra tay đem những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa chẳng sợ bị người bắt đi cũng không ai sẽ làm chủ thiếu nữ lặng lẽ mang đi bán đi như vậy vô bổ mua bán là vương nhị cẩu nhất vui làm nào biết lúc này đây lại là gặm tới rồi xương cứng vân nương thừa dịp bóng đêm đem người một đường bối thượng sơn đi vào một chỗ huyền nhai bên đem trên mặt đất nam tử hung hăng ngã ở trên mặt đất hôn mê nam tử ăn đau chậm rãi mở mắt còn không có tới kịp làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì một phen sáng như tuyết chủy thủ liền chống lại hắn yết hầu lưu cốc sợ tới mức cả người cứng đờ vội vàng xin tha lên hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng nói ai phái ngươi tới Vân Nương Thanh âm lạnh băng như đao, đi vào mặt gia thôn suốt một năm thời gian, nàng đã hồi lâu không có động quá thanh chủy thủ này. Ta ta. Lưu cốc ấp a à ấp úng, thật là hận chết vương nhị cẩu. Không phải nói trần gia cũng chỉ có một cái quả phụ còn có một cái ngốc tử sao. Như thế nào còn có lợi hại như vậy tàn nhẫn nhân vật a? À. Nói hay không? Vân Nương giơ tay chém xuống trực tiếp chém trước Lưu Cốc một con lỗ tai, thê lương kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng núi rừng. Nhưng mà, Nơi này khoảng cách mặt gia thôn rất xa, vô luận hắn lại như thế nào kêu to cũng là không ai có thể nghe được. Nữ hiệp tha mạng. Ta nói ta nói. Chương 19, nàng nhớ kỹ. Là là vương nhị cẩu. Lưu Cốc tuy rằng trộm cắp sự tình không thiếu làm, cũng có bị người bắt được thời điểm. Nhưng hắn xuống tay nhân gia giống nhau đều là lão nhược không nơi nương tựa, dù cho bị phát hiện cũng không thể lấy hắn thế nào. Lần này gặp được Vân Nương, vốn là không phải xương cứng hắn toàn bộ đem hắn cùng vương nhị cẩu làm hạ hoạt động toàn bộ nói ra. Vân nương nghe được đối phương là vì mặt nho nhỏ tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, càng thêm tức giận lên. Nói, bị các ngươi bán nữ hài nhi có bao nhiêu? Như vậy bại hoại, thật không hiểu hại nhiều ít vô tội nữ hài tử, thật tới rồi loại địa phương kia, chẳng phải là cả đời đều hủy hoại. Không không nhớ rõ. Lưu Cốc sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hắn là thật sự không nhớ rõ, này thời đại kép đồng nhiều, lại nuôi không nổi, ném một hai cái cũng không phải cái gì đại sự. Khởi điểm hắn cũng trong lòng run sợ, sau lại phát hiện ném hài tử nhân gia cũng chỉ là khóc thượng vừa khóc làm ầm ĩ một trận liền từ bỏ, lá gan cũng liền càng lúc càng lớn. Nữ hoa hoa sao, rốt cuộc là bồi tiền hóa. Tự hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn, vân nương trong mắt sát khí càng ngày càng nùng. Không biết. Vậy xuống địa ngục cùng Diêm Vương gia hảo hảo tính tính đi. Dứt lời, nàng một chân đem người đá hạ huyền nhai, xoay người triều sơn hạ đi đến. Vương thị, vương nhị cẩu, nàng nhớ kỹ. Trần gia, mặt nho nhỏ thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm, cả người đều thoải mái thanh tân lên. Cánh tay thượng bởi vì dính chút thủy, miệng vết. Thương lại ẩn ẩn đau lên. Cũng chỉ có này một bộ quần áo, ba ngày cùng hoàng thái hoa xé đánh một phen giờ phút này lại dơ lại phá. Mặc dù nàng lại như thế nào ghét bỏ, lại cũng không có biện pháp chỉ có thể cau mày hướng trên người xuyên. Vừa mới xuyên đến một nửa, cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Mặt nho nhỏ sợ tới mức vội vàng nhanh hơn tốc độ, chạm vào miệng vết thương đau nàng lại là một trận nhe răng trợn mắt. Vội vàng cầm quần áo bộ hảo, mở ra cửa phòng nhìn thấy Vân Nương đứng ở cửa, như cũ là sụ mặt không có một chút biểu tình, trên tay lại ôm một thân áo vải thô. Cầm, đừng làm cho người ta nói chúng ta trần gia khả đãi ngươi. Vân Nương cầm quần áo tùy tiện nhét vào mặt nho nhỏ trong tay liền xoay người rời đi, nhìn nàng bóng dáng, mặt nho nhỏ chỉ cảm thấy trong tay quần áo có ngàn cân trọng nàng đem kia thân áo vải thô triển khai, bình thường màu đen vải thô, bình thường hình thức, thậm chí còn có vẻ có chút lão khí. Hiển nhiên, cái này quần áo là Vân Nương xuyên qua, nếu nàng nhớ rõ không sai hôm qua hôn lễ thượng Vân Nương chính là xuyên này thân. Này thân quần áo, so trên người nàng ăn mặc muốn tân thượng rất nhiều, hiển nhiên là nàng tốt nhất một bộ quần áo. Mở ra bên trong, một lưu mới tinh đường may. Mặt nho nhỏ cầm quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân nửa ngày, phát hiện này quần áo cực kỳ vừa người nàng cùng vân nương so sánh với gầy cũng không phải là một chút vân nương nàng đây là đem chính mình tốt nhất quần áo sữa nhỏ cho nàng xuyên mặt nho nhỏ thật sâu thở dài nàng thiếu trần gia càng ngày càng nhiều xoay người đóng lại cửa phòng mặt nho nhỏ thay bộ đồ mới dùng bồn tắm thủy đem kia thân quần áo cũ rửa sạch sẽ quét tước xong tịnh phòng lúc này mới đi ra ngoài trong phòng trần đại ngưu chính sốt ruột xoay vòng vòng tức phụ như thế nào còn không có ra tới đâu tức phụ như thế nào còn không có ra tới đâu trên tay khăn đều mau bị hắn che nhiệt cửa rốt cuộc truyền đến một trận động tĩnh đại ngưu trần đại ngưu quay đầu lại nhìn đến mặt nho nhỏ trong nháy mắt trên mặt mọc lan tràn vết sẹo đều run rẩy lên thực dọa người lại cũng thực ấm lòng tức phụ nhi khăn đại ngưu cho ngươi sát tóc trần đại ngưu phủng khăn liền đi lên trước tức phụ phụ nói không lau khô tóc là sẽ sinh bệnh mặt nho nhỏ chớp chớp mắt còn không có phản ứng lại đây đã bị Trần Đại Ngưu lôi kéo đi vào trong phòng duy nhất trên ghế ngồi. Trần Đại Ngưu bàn tay thực thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu cái kén ở thu nạp nàng tóc khi lơ đẳng là có thể cọ qua nàng khuôn mặt. Thật đau. Mặt nho nhỏ lại cười thật vui vẻ, cứ việc Trần Đại Ngư vụng về động tác đem nàng vốn là không nhiều lắm tóc kéo xuống không ít. Đại Ngưu thật lợi hại, không chỉ có sẽ đánh quả tử, còn sẽ sát tóc. Được đến khích lệ Trần Đại Ngưu càng thêm vui vẻ. Ân ân đại ngưu cái gì đều sẽ làm đại ngưu giỏi quá trần đại ngưu sát tóc tay càng ngày càng thuần thục cũng càng ngày càng ôm nhu mặt nho nhỏ cảm thụ được hắn che chở trong lòng một cổ mạch nước ngầm chậm rãi kích động mệt mỏi đôi mắt cũng càng ngày càng trầm trọng tức phụ nhi trước người tiểu nhân nhi đột nhiên ngã vào chính mình trong lòng ngực trần đại ngưu sát tóc động tác một đốn cúi đầu nhìn qua đi mặt nho nhỏ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có lẽ là tẩy quá nước ấm tắm duyên cớ đỏ bừng thêm vài phần sinh khí tiểu xảo chóp mũi cũng phím oánh nhuận quang. Trần Đại Ngưu ngây ngô cười đánh giá nàng, buông trong tay khăn thật cẩn thận đem người ôm lên. Không biết vì cái gì, ánh mắt đầu tiên ở chính mình phòng nhìn đến té xỉu quá khứ mặt nho nhỏ khi hắn liền đã không rời được mắt. Vương Thị nói nàng chính là chính mình tức phụ nhi. Hắn hỏi, cái gì là tức phụ nhi? Tuy rằng Vương Thị trên mặt cười xấu xa làm hắn trong lòng thực không thoải mái, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ. Tức phụ nhi chính là người trong nhà, bồi ngươi ngủ, cho ngươi sinh hài tử ngủ bồi hắn trần đại ngưu tâm động hắn sợ nhất chính là ngủ trong mộng luôn có rất nhiều ác quỷ quấn lấy hắn bọn họ tay cầm đại đao đầy mặt hung ác vô số người che ở trước mặt hắn bị chém thành hai nửa bắn thành cái sàn đầy trời cục đá nện xuống tới hắn tránh cũng không thể tránh không biết bị ai đẩy một phen cả người đi xuống ngã đi cái này mộng đã truyền hắn hồi lâu hắn sợ hắn không dám ngủ nương nói hắn trưởng thành đến một người ngủ chính là hắn hiện tại có tức phụ, có tức phụ sẽ không sợ, sẽ có người bồi hắn. Thật cẩn thận bế lên trong lòng ngực mặt nho nhỏ, Trần Đại Ngư giống như phủng một cái hy thế trân bảo. Đem mặt nho nhỏ dàn xếp ở trên giường, hắn an tâm nằm đi lên, đen bóng hai tròng mắt trước sau ngậm ý cười. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Mặt nho nhỏ là bị một trận rống to đánh thức, vừa định mở to mắt một đôi bàn tay to liền bóp lấy nàng cổ. Nùng liệt hít thở không thông cảm ập vào trước mặt, mặt nho nhỏ hoảng sợ nhìn trước mặt con ngươi màu đỏ tươi lâm vào điên cuồng trần đại ngưu trong lòng ám đạo không tốt đại đại ngưu đại ngưu tỉnh tỉnh ta ta là nho nhỏ a à. mặt nho nhỏ nỗ lực từ trong cổ họng bài trừ một câu đối diện trần đại ngưu lại không có bất luận cái gì phản ứng sát 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 lâm vào điên cuồng trần đại ngưu trên tay lực đạo càng lúc càng lớn chưa bao giờ từng có sợ hãi bao vây lấy mặt nho nhỏ nàng hoảng sợ mở to hai tròng mắt đã là một câu cũng cũng không nói ra được xuống cục đá mau thuốc mê a à. mặt nho nhỏ trong lòng hô to quả nhiên trên tay liền xuất hiện một cây thuốc mê vừa định trát ở trần đại ngư trên người cửa phòng đột nhiên bị người phá khai một thân trung y vân nương rối tung tóc xông tới giơ tay liền cho trần đại ngư một cái thủ đao đè ở mặt nho nhỏ trên người trần đại ngư rốt cuộc chậm rãi buông lỏng tay ra được tự do mặt nho nhỏ vội vàng ngồi dậy mồm to thở hỗn hển trong tay thuốc mê đã sớm bị nàng ném vào không gian vừa nhấc đầu liền đối với Thượng Vân Nương phức tạp hai trong mắt. Chương 20, Vân Nương trù nghệ. Hiện tại, ngươi chính là hối hận. Vân Nương đem Trần Đại Ngư thật cẩn thận đặt ở trên giường. Vì hắn cẩn thận cái hảo đệm chăn mới vừa rồi quay đầu lại nhìn thẳng mặt nho nhỏ. Kinh hồn chưa định mặt nho nhỏ chỉ cảm thấy ít hầu hỏa thiêu hỏa liệu đau, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cổ tất nhiên đã xanh tím một mảnh. Không hối hận. Ngẹn ngào tiếng nói gian nan từ trong cổ họng tể ra tới, Vân Nương rõ ràng giật mình. Mặt nho nhỏ nhếch môi môi cười cười. Đại ngưu không phải cố ý, Nương yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn chữa khỏi, đem hắn từ ác mộng cứu ra. Sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời trút xuống ở loan lỗ cũ nát cửa sổ trên giấy, mặt nho nhỏ mở mê mang hai mắt, đối diện thượng trần đại ngưu cặp kia lo lắng mắt đen. Đại ngưu, ngươi tỉnh. Mặt nho nhỏ trên mặt nở rộ một cái sáng lạng gương mặt tươi cười, mới vừa vừa mở miệng ít hầu liền nóng rực đau lên. Nàng nhịn không được ho khan vài tiếng, một bên đứng trần đại ngư vội vàng bưng một chén nước tiến lên. Tức phụ nhi, uống nước. Mặt nho nhỏ dùng cánh tay ngồi dậy, liền trần đại ngư tay uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy giọng nói dễ chịu không ít. Tức phụ nhi, đối thực xin lỗi ta ta không phải cố ý. Rất đại một cái hán tử, trong tay nếu không phải trong tay phủng một cái hoắt khẩu gốm đen chén, mặt nho nhỏ cảm thấy giờ phút này hắn hai tay đều phải dạo ở bên nhau. Vì thế, trên mặt thần sắc càng thêm ôn hòa. Đại ngư đây là làm sao vậy? vì cái gì phải xin lỗi? Trần Đại Ngưu sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng tinh tế trên cổ véo ngân, lại vội vàng dời đi tầm mắt, lại ngẩng đầu khi trên mặt ấy nấy càng sâu. Ta ta bị thương ngươi. Xem hắn một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, mặt nho nhỏ có chút buồn cười, lại như thế nào đều cười không nổi. Đã từng hắn nên là như thế nào một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Hắn lại là như thế nào thân khoác chiến giáp trong rủi chiến trường. Lại như thế nào rơi xuống hôm nay tình trạng này đâu là nương nói cho ngươi sao? Ta không có việc gì, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao? Mặt nho nhỏ mỉm cười ngọt ngào, còn nhẹ nhàng quơ. Quơ cổ. Nếu không phải tối hôm qua Vân Nương lấy thuốc mỡ cho nàng lau, nàng bộ dáng tất nhiên so hiện tại còn thảm. Trần Đại Ngưu lại lắc lắc đầu. Không phải. Không phải. Mặt nho nhỏ khó hiểu, lại thấy đối phương quể oải buông xuống đầu, phản phất ngay sau đó liền phải rơi lệ. Ta ta thương quá mẫu thân tức phụ nhi, ngươi có thể hay không không cần đại ngưu trần đại ngưu khẩn trương ngẩng đầu nhìn mặt nho nhỏ trong mắt tràn đầy tha thiết loại này sợ hãi bị bỏ xuống ánh mắt đau đớn mặt nho nhỏ vứt bỏ với nàng mà nói cỡ nào quen thuộc chữ nàng hít sâu một hơi lẳng lặng nhìn trước mặt trần đại ngưu sẽ không nho nhỏ sẽ không không cần đại ngưu ít nhất ở chữa khỏi hắn phía trước nàng sẽ không rời đi mặt nho nhỏ trong lòng bổ sung một câu nhìn được đến chính mình muốn đáp án hoang hô nhảy nhót nhảy dựng lên trần đại ngưu trôi nổi không chừng tâm đột nhiên có tin tức. Không nghĩ tới như vậy ngắn ngủn một câu ở Trần Đại Ngưu trong lòng nhất lên sóng lớn giống nhau, hắn đầu tiên là giật mình, rồi sau đó rộng mở xoay người có chút chật vật đi ra ngoài. Mặt nho nhỏ nghĩ hắn câu kia thương quá mẫu thân lâm vào trầm tư, y Trần Đại Ngưu hiện tại trạng thái, sợ vấn đề lớn nhất không phải trong đầu máu bầm, mà là trong lòng bị thương. Nàng chung cư dược có hoạt huyết hóa ứ kỳ hiệu, giả lấy thời gian hóa đi hắn trong đầu máu bầm không khó, nhưng nếu là chữa khỏi hắn tâm lý bị thương liền không dễ dàng như vậy. Mạc Nho nhỏ hiện tại thập phần hối hận đại học khi chọn học tâm lý học không có nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ là vì lấy học phân đục nước béo cò. Ai, chỉ có thể từ từ tới đi. Mạc Nho nhỏ thu thập hảo chính mình mới đi ra cửa phòng, dương mắt liền nhìn đến Vân Nương ở nhà bếp bận rộn thân ảnh. Nương. Nàng cười đi lên trước, ngồi sổng ở nơi đó nhóm lửa Trần Đại Ngư vừa nhìn thấy nàng trong mắt liền sáng lên đầy trời đầy sao. Đi lên dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm. Mặt nho nhỏ sửng sốt, nhanh như vậy liền ăn cơm. Nàng chẳng phải là lại khởi chậm. Trên mặt không khỏi nhiễm một mặt rặng mây đỏ, nàng này tân tức phụ thật đúng là đủ lười, gã lại đây hai ngày liền ngủ hai ngày lười giác. Nga. Hảo. Mặt nho nhỏ vội vàng từ tủ bắt lấy ra chén tới, duỗi tay liền phải giúp đỡ vân nương thịnh cơm. Nhưng mà đương nàng nhìn đến kia cái gọi là cơm khi hoàn toàn mắt choáng váng. Xem ra không phải rau dại cháo không thể ăn, là Vân Nương căn bản liền sẽ không nấu cơm a. À. Ngày hôm qua thật vất vả đánh tới con thỏ, hiện giờ đã lột da rút gân bị hạ vào trong nồi, nhưng mà trừ bỏ mùi thịt mùi tanh nhi mạt nho nhỏ nghe không đến bất luận cái gì mùi hương nhi. Lại xem kia trong nồi thịt, không biết có phải hay không bởi vì không có lấy máu, màu da biến thành màu đen, lại có lẽ là Vân Nương lung tung chém mấy khối ném vào đi, bộ dáng thật là đáng thương. Nhận thấy được mạt nho nhỏ phản ứng, Vân Nương khó được xấu hổ lên. Khụ khụ. Còn thất thần làm gì? mau đem này thịt thỏ thịnh ra đây đi. Nga nga hảo. Mặt nho nhỏ lúc này mới miễn cưỡng lộ ra một trương gương mặt tươi cười, một bên thịnh thịt một bên tự mình an ủi. Có lẽ là này thịt thỏ chỉ là bán tương không hảo đâu. Ân. Ừ. Tốt xấu là thịt A, ăn lên hẳn là không tồi. Nhưng mà, đương để nhất khẩu thịt thỏ ăn vào trong miệng khi, mặt nho nhỏ cố nén nhổ ra xúc động thật vất vả mới đem kia thịt thỏ ăn đi xuống. thịnh lình trong chén lại nhiều một khối to thịt, vừa nhấc đầu đối diện thượng trần đại ngưu kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt tức phụ nhi ăn hì hì mặt nho nhỏ trọng đánh giá liếc mắt một cái vân nương thấy đối phương thần sắc như thường tự hồ cũng không có nhìn đến nàng phản ứng liền vội vàng lung tung hướng trong miệng tắt lên đều mau chết đói còn so đo cái gì thật là nghèo chú trọng mặt nho nhỏ tự mình khinh thường một hồi qua loa đem không du thiếu muối chỉ còn mùi tanh thịt thỏ ăn đi xuống trong lòng lại nghĩ cây rác thỏ đinh thịt kho tàu thịt thỏ thịt thỏ cái lẩu nương ngày hôm qua thịt đều ở chỗ này sao cuối cùng mặt nho nhỏ vẫn là nhịn không được hỏi một câu vân nương ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía bên cạnh nhà còn dư lại rất nhiều mặt nho nhỏ lúc này mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra còn hảo còn hảo còn có cứu nghĩ đến này nàng đại đại liệt khai một cái gương mặt tươi cười nương trong chốc lát ta cùng đại ngưu lên núi tìm một chút xem có hay không cái gì ăn cơm chiều ta tới làm liền hảo Vân Nương có chút lo lắng nhìn thoáng qua Trần Đại Ngưu, thấy Trần Đại Ngưu vừa nghe nói lên núi liền hưng phấn hoang hô lên, do dự một chút mới vừa rồi gật đầu. Hảo, chú ý an toàn. Nàng hôm nay đến đem theo phẩm cầm đi trấn trên bán đi, trong nhà cái gì đều không có, dù sao cũng phải nghĩ cách đổi chút ăn trở về. Mặt nho nhỏ giúp đỡ Vân Nương thu thập chén đuổi liền đi theo Trần Đại Ngưu lên núi, nàng vốn là không trông cậy vào có thể từ trên núi tìm được chút cái gì, chẳng qua là muốn tìm một cái có thể từ xấu thạch không gian lấy đồ vật cớ mà thôi. Liền ở vừa mới, nàng phát hiện chính mình lại có thể liên hệ thượng xấu thạch. Đối với cái này khi linh khi không linh gia hỏa, mặt nho nhỏ lớn mật suy đoán, có thể hay không xấu thạch trạng thái, cùng thân thể của nàng trạng thái có quan hệ đâu. Nếu thật là như thế, khi nàng trở về tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Tức phụ nhi. Cẩn thận. Đang ở thất thần, thình lình bị Trần Đại Ngưu kéo một phen, mặt nho nhỏ quay đầu lại nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Chương 21, nhặt gà rừng. Hoa tiêu, mặt nho nhỏ ánh mắt sáng lên vội vàng đi lên trước nguyên lai like ở nàng bên cạnh chính trường một cây hoa tiêu thụ thô tráng thân cây mọc lan tràn ra rất nhiều chạc cây mặt trên che kính gai nhọn một không cẩn thận liền sẽ đem người da thịt cắt qua quan trọng nhất chính là kia mặt trên giờ phút này chính rậm rạp mọc đầy màu xanh lơ hoa tiêu có chút thậm chí đã phím hồng cái này nhưng đem mặt nho nhỏ kích động hỏng rồi nàng vội vàng vén tay áo tiến lên muốn trích lại thứ bị trần đại ngưu ngăn lại mặt nho nhỏ khó hiểu nhìn về phía trần đại ngưu đối diện thượng hắn. Đầy mặt lo lắng. Thứ, ta tới. Hắn đem mặt nho nhỏ kéo đến phía sau, học mặt nho nhỏ bộ dáng vén tay áo nhẹ nhàng tháo xuống một chuỗi hoa tiêu, hỏi ý nhìn về phía mặt nho nhỏ. Mặt nho nhỏ liên tục gật đầu. Ân ân. Chính là như vậy. Đại ngư giỏi quá. Hôm nay Trần Đại Ngưu lại không có bởi vì mặt nho nhỏ khích lệ mà hưng phấn quơ chân múa tay, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua mặt nho nhỏ cổ, ức chế không được ấy nấy từ đáy mắt trút xuống mà ra. Mặt nho nhỏ biết hắn còn ở vì bị thương chính mình mà tự trách, này đây cũng không hề nói cái gì chỉ ở một bên lẳng lặng chờ hắn, xem hắn đem những cái đó hoa tiêu chậm rãi đều hái xuống. Đại ngư, có thể, dư lại liền lưu lại nơi này. Mặt nho nhỏ không biết thời đại này người có thể hay không lợi dụng hoa tiêu, này đây chỉ lấy một ít chính mình dùng liền tiếp tục đi phía trước đi. Rừng rậm như cũ rất khó đi, nhưng mà tới này hai lần, này phó thân mình bản thân lại ở chỗ này lớn lên, mặt nho nhỏ thực mau thành thói quen nàng lặng lẽ từ xấu thạch không gian trung lấy ra nước hoa ở quanh thân phun đặc thù mùi hương chọc đến trần đại ngư liên tiếp quay đầu lại tức phụ nhi đây là cái gì hương vị mặt nho nhỏ giả ngu giả ngơ a à, cái gì hương vị có lẽ là chúng ta trên người dính phấn hoa đi phấn hoa sao trần đại ngư cũng không như vậy cho rằng lại cũng không hề bào căng vấn đề ui 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 đứng lại đứng lại chính đi tới trong không gian khí linh đột nhiên kêu to lên mặt nho nhỏ bước chân một đốn. Làm sao vậy? Thứ tốt nha. Ngươi không phải khoác lác muốn cứu cái kia tiểu tử ngốc. Chỉ dựa vào ngươi về điểm này thuốc viên vô dụng. Ngươi sẽ chữa bệnh. Mặt nho nhỏ dừng lại bước chân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thích. Cái loại này thô sơ giản lược kỹ xảo, bổn khí linh mới sẽ không đâu. Mặt nho nhỏ không tiếng động mắt trợn trắng, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. A à uy. Ngươi nghe không nghe được ta nói cái gì kia chính là ngàn năm một thuở thứ tốt vậy ngươi nhưng thật ra nói nói đến tột cùng là thứ gì a à? thiếu úp úp mở mở mặt nho nhỏ lại lần nữa dừng lại bước chân lại nghe trong không gian khí linh khoa trương thanh âm quanh quẩn ở trong ốc. trăm năm trúc mộng hoa nghe nói loại này thần dược có thể bệnh cảnh trong mơ dùng nó tới làm thuốc nhưng đánh thức thần trí trúc mộng hoa mặt nho nhỏ không hề để ý tới khí linh kêu gào nhất chân liền đi còn trúc mộng hoa thật đương đây là cái gì tiên hiệp thế giới đâu cũng quá mơ hồ chút tên này mặt nho nhỏ nghe cũng chưa nghe qua đương nhiên cũng hoàn toàn không tin tưởng khí linh nói cái này nhưng đem tiểu khí linh tức điên người ngươi thế nhưng không tin ta Mặt nho nhỏ bất đắc dĩ thở dài không phải không tin ngươi a à, ngươi cũng sẽ không y thuật như thế nào hiểu được dược liệu ta à. Mặt nho nhỏ ngưng thần chờ khí linh trả lời không nghĩ tới khí linh lại lâm vào trầm mặt sau một lúc lâu mới uể oải mở miệng ta đã quên. Mặt nho nhỏ. Hảo đi, nàng liền không nên đối cái này không đáng tin cậy gia hỏa ôm có hy vọng. ất, thuần dương chi vật, nải thủ túc thái âm, hữu thận mệnh môn khí vần có dược. Này vị tân mà ma, này nhiệt độ không khí lấy nhiệt. Trong đầu một đại đoạn văn tự chợt lóe mà qua, mặt nho nhỏ khiếp sợ mở to hai tròng mắt, tiểu khí linh không có nói dối. Này rõ ràng chính là sách cổ trung đối hoa tiêu ghi lại. Hay là kia cái gì trúc mộng hoa thật sự tồn tại? Hừ, xấu thạch trong không gian tiểu nhân đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Cái này biết bổn khí linh lợi hại đi. Lời này nói vẫn là quá sớm điểm. Chờ ta trước thử xem dược hiệu lại nói. Mặt nho nhỏ nhưng không nghĩ làm này tiểu ngạo kiều cái đuôi kiều đến bầu trời đi, nào biết lời kia vừa thốt ra, tiểu ngạo kiều lập tức không thuận theo, liên tiếp báo ra rất nhiều dược danh. Mặt nho nhỏ trong lòng chấn động không thôi, theo khí linh chỉ thị nhất nhất tìm qua đi, trừ bỏ kia đóa trúc mộng hoa, nàng còn tìm tới rồi rất nhiều dược phẩm. Tức phụ nhi, này đó là cái gì? Có thể ăn sao? Trần Đại Ngưu khó hiểu nhìn nàng ở trong rừng. Xuyên qua, còn thường thường nhổ xuống một cây cỏ dại tới. Mặt nho nhỏ ngẩng đầu hướng hắn dơ lên một cái sáng lạng gương mặt tươi cười. Này đó đều là dược liệu, chúng ta có thể lấy bọn họ đổi tiền. Đổi tiền. Trần Đại Ngưu hiển nhiên cũng không lý giải, mặt nho nhỏ lại là cực kỳ có kiên nhẫn. Thay đổi tiền, chúng ta là có thể mua rất nhiều rất nhiều ăn ngon ít nhất bọn họ tạm thời không cần đói bụng. Trần Đại Ngưu không biết là bởi vì nghe mặt nho nhỏ nói có ăn, vẫn là thấy nàng cười sáng lạng chính mình cũng đi theo vui vẻ lên, còn ở mặt nho nhỏ chỉ đạo hạ cũng gia nhập chiến đấu. Trong không gian khí linh chỉ báo mấy cái dược danh lúc sau liền không còn có thanh âm, mặt nho nhỏ sớm thành thói quen như thế, liền chuyên môn tìm những cái đó dược rút lên. Mấy thứ này đến tột cùng có phải hay không dược liệu, chỉ cần bắt được y quán hỏi một chút sẽ biết. Lạch cạch, chính ra sức rút một cây dược liệu mặt nho nhỏ bị này đột nhiên thanh âm kinh quay đầu lại liền thấy chính mình cách đó không xa một con gà rừng hạ xuống phía sau trần đại ngưu vẽ mặt cầu khen ngợi biểu tình đại ngưu ngươi quá lợi hại mặt nho nhỏ hơn phấn suýt nữa nhảy dựng lên nàng đều còn không có nghe được thanh âm đâu đại ngưu liền đem này gà đánh hạ tới xem ra về sau nhật tử là không cần sầu cuối cùng trần đại ngưu cổng tràn đầy một cái sọc dược liệu rau dại lại dẫn theo một con gà rừng trở về trần gia Dọc theo đường đi thôn dân nhìn thấy bọn họ trên tay đồ vật sôi nổi thấu tiếng lên đây. U. Hảo phì gà rừng. Này đến không ít thịt đi. Ha hả đại tráng thúc, đây là đại ngưu bắc. Mặt nho nhỏ vô cùng kiêu ngạo cùng thôn người khoe ra, ai nói nàng gã người là cái cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Đây chính là một khối đại bảo bối đâu. Vây đi lên mọi người rõ ràng không tin. Đại ngưu. Ha hả này gà sợ là chính mình không cẩn thận đâm chết đi. Lời này vừa nói ra, mặt nho nhỏ sắc mặt tức khắc có chút khó coi nàng quét mắt cười vang mọi người đề cao thanh âm sao chết không quan hệ tóm lại đại ngưu đi chúng ta về nhà ăn thịt ân ân về nhà ăn thịt trần đại ngưu phụ họa gật đầu nhếch môi đi theo mặt nho nhỏ phía sau một cao một thấp ngẩng đầu hướng trần gia đi phía sau mọi người náo loạn cái không thú vị có vỗ vỗ mông hồi chính mình ra, có lặng lẽ sờ lên sơn cũng tưởng nhặt chỉ đâm chết gà rừng đương nhiên còn có kia chua không ngừng nói nói mát. Chỗ trẻ chỗ, ở trong rừng thủ một đêm, bị mũi đinh đầy đầu đầy cổ bao vương thì âm độc nhìn kia lưỡng đạo rời đi thân ảnh, hung hăng vĩ nhổ cục đàm. Phi. Ăn ăn ăn. Như thế nào liền không sạc tử các ngươi. tỷ thật là tà môn, ta kia huynh đệ đến bây giờ cũng không xuất hiện. Nguyên tưởng rằng là lưu cốc chính mình lặng lẽ đem người lộng đi bán tư nuốt bạc, không nghĩ tới mặt nho nhỏ hảo hảo, lưu cốc ngược lại không thấy. Chương 22, có quỷ trước không nói vương thị tỷ đệ như thế nào ấm áp lại nói mặt nho nhỏ cao hứng phấn chấn trở về nhà thấy vân nương còn không có trở về liền thu xếp làm cơm chiều nàng đem sọt hương liệu nhất nhất nhặt ra tới lại đem dư lại thịt thỏ một lần nữa cắt thành tiểu khối rắc dưới nước nồi nấu xào hương liệu hương vị hoàng mỹ che giấu thịt mùi tanh nhi thậm chí còn đem con thỏ bản thân mùi hương kích phát ra tới trong nồi hơn nửa thủy trần đại ngưu ở mặt nho nhỏ chỉ huy hạ tăng lớn hỏa hậu chỉ chốc lát sau thịt thỏ mùi hương nhi liền phiêu tán mở ra từ trấn trên trở về vân nương vừa mới tiến sân đã nghe tới rồi mùi thịt trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc nha đầu này trù nghệ lại là như vậy hảo thơm quá lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên nhà bếp trần đại ngư duỗi dài cổ hướng trong nồi xem trong không gian khí linh cũng hưng phấn tại chỗ chuyển nổi lên quyển quyển quá thơm quá thơm ta muốn ăn ta muốn ăn mặt nho nhỏ nguyên lai like này vẫn là một cái đồ tham ăn tới vừa lúc mau cho ta lộng chút muối ra tới bếp thượng có một con trang muối bình gốm, bên trong thô lệ muối ăn cơ hồ thấy đế. Mặt nho nhỏ không nghĩ dùng. Về điểm này muối thô tự nhiên cũng là không đủ dùng. Nàng đem bàn tay tiếng bình gốm giả vờ lấy muối, trong lòng bàn tay quả nhiên nhiều một phen trong suốt tinh tế kết tinh, khóe môi hơi câu, mặt nho nhỏ lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem muối ăn rải vào trong nồi, cái này thịt thỏ mùi hương nhi càng đậm. Tới, đại ngư trước nếm thử chín không? Mặt nho nhỏ thấy Trần Đại Ngư vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng, cầm chén trước cho hắn thịnh mấy khối, thừa dịp hắn hai nhiệt khí ăn thịt công phu ném mấy khối vào xấu thạch không gian. Tức Phụ Nhi Hương Thịt thơm quá Tức Phụ Nhi cũng ăn Trần Đại Ngư vui vẻ đôi mắt đều công thành lưỡng đạo trăng non, dùng chiếc đũa gấp một miếng thịt đưa tới mặt nho nhỏ bên môi. Mặt nho nhỏ mi mắt cong cong, liền hắn tay ăn một ngụm, thỏa mãn thở dài. Rốt cuộc ăn tới rồi khẩu giống dạng đồ ăn. Nương. Ngươi đã trở lại mặt nho nhỏ vừa nhấc đầu liền đối với thượng đứng ở cửa vân nương nháy mắt có loại ăn vụng bị bắt được cảm giác nàng ngượng ngùng thè lưỡi nương mau tới ăn cơm đi cơm làm tốt nương ăn thịt thịt tức phụ nhi nấu thịt thịt hương trần đại ngư vừa nhìn thấy vân nương liền vọc qua đi bưng chén liền hướng miệng nàng biên thấu vân nương cười tránh đi vương tay sờ sờ trần đại ngưu đầu đại ngư ngoan nương đem đồ vật buông liền tới Trần Đại Ngưu nghiêng đầu ở Vân Nương trong lòng bàn tay cọ cọ, ngoan ngoãn gật đầu. Ân ân. Nương mau đi. Chờ Vân Nương đem trang theo phẩm rổ thả lại phòng, trở ra khi mặt nho nhỏ đã thịnh tràn đầy ba chén thịt, còn mặt khác thịnh một chén đặt ở bếp thượng. Nàng thật cẩn thận nhìn về phía Vân Nương. Nương, im xem vương tẩu tử sim y cũng nên làm, im tưởng cho nàng đưa đi, lại lại cho nàng gia đưa chén thịt. Mặt tiểu tiểu thanh âm càng ngày càng nhỏ, này thời đại có thể ăn thượng một đống thịt đã rất là khó được, nàng như vậy đem nhà mình thịt ra bên ngoài đưa vân nương có thể hay không không cao hứng. Nào biết vân nương lại là tán đồng gật gật đầu. Nên là như vậy. Đừng dùng kia chỉ chén, dùng cái này. Nói, nàng liền từ tủ bác nhảy ra một con chậu gốm, sau nguyên lai kia chỉ chén ướp chừng lớn gấp ba. Vương tẩu tử ngày thường không thiếu giúp đỡ chúng ta, này thịt chúng ta cũng ăn không hết, các nàng gia hài tử nhiều, liền nhiều đưa chút qua đi nói lại nhìn về phía Trần Đại Ngưu. Đại Ngưu, cùng ngươi tức phụ cùng đi. Trần Đại Ngưu vội vàng buông trong tay chén tiếng lên tiếp chậu gốm. Ân ân. Tức phụ nhi chúng ta đi. Mặt nho nhỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người ra phòng bếp đang muốn lấy lượng ở trong sân quần áo, lại thấy trong viện chỉ lẻ loi đắp chính mình kia thân phá quần áo, kia bộ mới tinh áo cưới lại là không thấy. Mặt nho nhỏ trong lòng lột bột nhảy dựng, không nói đến kia quần áo giá trị bao nhiêu tiền, chỉ nhìn một cách đơn thuần vương tẩu tử như thế quý trọng liền biết kia quần áo ý nghĩa là bất đồng một bộ áo cưới khuê các trung vương tẩu tử không biết ngao nhiều ít cái ban đêm lại càng không biết kia chịu tải nhiều ít về hôn nhân hướng tới cứ như vậy không có nàng nhưng như thế nào cùng vương tẩu tử công đạo hỏng rồi nương mặt tiểu tiểu bạch một khuôn mặt quay đầu thấy vân nương cũng đã trầm khuôn mặt nhìn về phía nơi này hôm nay bọn họ đều không ở nhà kia quần áo sợ là có người nhân cơ hội trộn đi trần gia tường viện vốn là rách nát, bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhàng lưu tiếng vào. Cùng ngươi vương tẩu tử nói quần áo ô uế, tẩy tẩy ngày mai đưa qua đi. Mặt nho nhỏ trần chờ gật đầu đồng ý, xem vân nương như thế không chút hoang mang, cũng không biết nàng là có chủ ý vẫn là ra vẻ trấn định. Hai người một trước một sau ra viện môn, trần đại ngư thấy mặt nho nhỏ vẻ mặt mặt của mày trao tiểu tâm tiến đến bên người nàng. Tức phụ đừng sợ, mẫu thân rất lợi hại. Mặt nho nhỏ miễn cưỡng gợi lên một mặt cười, chỉ cảm thấy hôm nay cả ngày vui sướng đều bị bất thình lình biến cố cấp tách ra. Bất quá, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tìm không thấy quần áo cũng chỉ có thể bồi cấp vương tẩu tử một. Bộ tân. Cũng không biết hôm nay thải dược liệu đổi lấy bạc có đủ hay không mua một bộ áo cưới. Vương gia liền ở cách vách, trần gia nấu thịt mùi hương nhi sớm liền truyền tới, ba cái hài tử ngồi ở trong viện mắt trong mong nhìn cách vách phương hướng nuốt nước miếng. Vương tẩu tử nhà chồng họ trương, Nghe nói là ngoại lai chạy nạn người lạc hộ ở chỗ này, so trần gia muốn buổi sáng mấy năm. Trương Phú Quý ngồi sổn ở góc tường có một chút không một chút lấy hòn đá gõ đánh cái quốc thượng bùng đất, đôi mắt xem một cái thèm chảy nước miếng bọn nhỏ, lại xem một cái nhà bếp bận rộn vương tẩu tử, trong miệng liền thở dài một hơi. Hắn niên thiếu chạy nạn đến nơi đây, liều mạng một đống sức lực mới cái khởi như vậy một tòa sân, cưới cách vách vương gia thôn cô nương, mắt thấy nhật tử liền phải quá lên. Nào biết mấy năm liên tục thiên tai, trong đất sản không bao nhiêu hoa màu, qua nhóm ăn không đủ no bà nương cũng đi theo hắn bị liên lụy đang nghỉ ngợi tới viện môn đột nhiên bị gõ vang ba cái hài tử phía sau tiếp trước đứng lên ta tới mở cửa ta tới mở cửa cửa phòng mở ra lộ ra trần đại ngưu kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt ba cái hài tử sợ tới mức kêu to chạy đi a à, quỷ a à, cha cứu mạng trần đại ngưu cười cương ở trên mặt vĩ khuất cúi thấp đầu xuống mặt nho nhỏ không tiếng động kéo kéo hắn ống tay áo, dẫn đầu đi vào sân. Sao? Đừng sợ. Đừng sợ. Trương Phú Quý thấy bọn nhỏ bị dọa thành như vậy sách theo cái quốc liền vọc lại đây, ngay cả nhà bếp vương tẩu tử nghe thấy động tĩnh cũng sách cái muỗng chạy ra, phu thê hai người đem bọn nhỏ đồng thời hộ ở phía sau. Mặt nho nhỏ xấu hổ cười cười. Trương đại ca, vương tẩu tử, là bọn im. Thấy tiếng vào người là mặt nho nhỏ, hai người lúc này mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đem nắm cái quất cùng cái muỗng tay cũng lỏng xuống dưới. Nguyên lai là nho nhỏ a, à. Ngươi sao tới? Ăn cơm không? Vương tẩu tử vội vàng cười đón đi lên, mặt nho nhỏ lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đứng ở viện môn ngoại Trần Đại Ngư. Ngày! Hôm qua tướng công ở trên núi tóm được một con thỏ, bọn im nấu ăn không hết, cấp ca tẩu cùng bọn nhỏ đưa một ít tới. Vừa nghe có thịt ăn, tam tiểu chỉ cũng bất chấp sợ hãi đồng thời nhô đầu ra. Trương Phú Quý lại một tay đem mấy cái đầu ấn trở về này nhưng không được, nho nhỏ, nhà ngươi lương thực cũng không nhiều lắm, lưu trữ chính mình ăn đi. Chương 23, nho nhỏ nhất định sẽ chữa khỏi đại ngư. Trương Phú Quý vội vàng ngăn trở mặt nho nhỏ, như vậy quý giá đồ vật, bọn họ cũng không thể lấy không nhân gia. Ba cái tiểu oa nhi lặng lẽ nhô đầu ra, có chút sợ hãi, lại có chút mắt thèm nhìn Trần Đại Ngư phương hướng. Mặt nho nhỏ không khỏi liền nhớ tới kiếp trước chính mình, khi đó nàng liền cùng này đó hài tử giống nhau, mắt trong mong xuyên thấu qua viện phúc lợi hàng rào, nhìn bên ngoài bị cha mẹ ôm vào trong ngực hài tử nàng cười xoay người kéo Trần Đại Ngư tiến vào Trần Đại Ngư buông xuống đầu hiển nhiên là bởi vì dọa tới rồi Tam Tiểu Chỉ không dám lại ngẩng đầu xem người Trương Đại Ca Vương Tẩu Tử ngươi xem hôm nay như vậy nhiệt chúng ta ăn không hết cũng hỏng rồi chúng ta quê nhà hàng xóm lý nên nhiều giúp đỡ các ngươi cũng đừng thách khí nói liền ngồi sõng xuống thân mình nhìn về phía Tam Tiểu Chỉ Tiểu Cường Tiểu Dũng Tiểu Hoa Nhi có nghĩ ăn thịt a à? Trần Đại Ngư vừa tiến đến tam tiểu chỉ vốn dĩ bị dọa rụt trở về, nhưng kia thịt hương vị càng thêm nồng đậm, chọc bọn họ nhìn không được lại nhô đầu ra. Mặt nho nhỏ như vậy vừa hỏi bọn họ vội vàng gật đầu như đảo tỏi, thậm chí còn lôi kéo trương phú quý cùng vương tẩu tử tay làm nũng lên. Cha, nương, im muốn ăn thịt bọn im đều đã lâu không ăn qua thịt. Đứa nhỏ này, trương phú quý khó xử nhìn ba cái hài tử, vương tay hù dọa muốn đánh. Người nghèo không thể chí đoản, bọn họ ăn không nổi thịt liền không thể bạch muốn trần gia nhân tình, nếu không còn không thượng. Mặt nho nhỏ thấy vội vàng đi cản. Trương đại ca. Nhưng không thịnh hành đánh hài tử. Thấy đối phương trước sau không thu, mặt. Nho nhỏ cắn chặt răng cuối cùng chỉ có thể nói. Kỳ thật hôm nay đưa này thịt trừ bỏ cảm tạ vương tẩu tử mượn cấp im quần áo, im còn có việc nhi muốn cùng tẩu tử xin lỗi đâu. Hải. Khi quần áo ngươi cũng liền xuyên một xuyên, đáng giá cái gì? nho nhỏ ngươi cũng không thể khách khí như vậy. Vương tẩu tử đã sớm đoán được mặt nho nhỏ ý đồ đến, liền điểm này nhân tình càng không thể tiếp thu nhân gia như thế hậu tặng. Tẩu tử ngài nghe ta nói xong. Mặt nho nhỏ thấy vương tẩu tử còn muốn ngăn cản, vội vàng đánh gãy nàng lời nói, đang muốn đem quần áo ném chuyện này nói ra, cửa liền truyền đến vân nương thanh âm. Như thế nào còn không có trở về đâu. Nương. Trần Đại Ngư vừa thấy đến vân nương liền vội vàng đón đi lên, nhìn xem trong tay thịt thỏ, lại nhìn xem trương gia người một nhà, lại lần nữa cúi đầu. Vân nương duỗi tay xoa xoa hắn buông xuống đầu, yêu thương tiếp nhận chậu gốm đi lên trước, trực tiếp nhét ở vương tẩu tử trong tay. Bọn nhỏ tâm ý, liền thu đi. Bọn im gia củi lửa không đủ dùng, đại ngưu. Vân nương hàm hồ cười cười, lại nhìn về phía trương phú quý. Ngày mai phú quý nếu là có rảnh, có thể hay không giúp im chọn bó củi trở về. Phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thẳng đến trương phú quý gật đầu vương tẩu tử mới mỉm cười tiếp nhận chậu gốm hảo thuyết hảo thuyết ngày mai khiến cho phú quý cấp thím đem xài đưa đi nói liền xoay người vào phòng bếp lưu loát đem chậu gốm thịt đảo ra tới đem chậu gốm rửa sạch sẽ tự hồ lại hướng bên trong thả chút thứ gì chờ nàng đi ra mặt nho nhỏ mới thấy rõ nguyên lai like bên trong lại là mấy cái trứng gà nhà mình gà hạ trứng không đáng giá cái gì thím lấy về đi cấp đại ngưu cùng nho nhỏ bổ bổ thân mình vân nương cười một phen tiếp nhận hảo thím liền không khách khí, kia bọn im liền về trước. hảo hảo hảo, thím đi thông thả, nho nhỏ có rảnh tới chơi a. À. người một nhà đem ba người đưa ra môn, thẳng đến bọn họ vào trần gia sân mới quay lại chính mình gia. tam tiểu chỉ mắt trong mong nhìn cha, mẹ, đôi mắt nhỏ nhi thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp phương hướng. phu thê hai người đồng thời thở dài, đi, ăn cơm. hảo gia. ra lệnh một tiếng, tam tiểu chỉ đồng thời nhằm phía phòng bếp chậm đã điểm nhi. Nhưng đừng quăng ngã. Đừng nóng vội. Trước rửa tay. Tiểu hoa nhi ăn từ từ, tiểu tâm năng. Nghe cách vết động tĩnh, mặt nho nhỏ tự hồ minh bạch vân nương dụng ý. Trước cuộc là vương tẩu tử quý trọng đồ vật, nếu là bởi vì ném đồ vật mới đưa thịt cấp trương gia, vương tẩu tử lại hào phóng người trong lòng cũng nhất định thực không thoải mái. Tương phản, bọn họ thu trứng gà, mượn quần áo, còn làm ơn trương phú quý đốn củi, như vậy cũng không thể nói đến tột cùng ai thiếu ai. Có lẽ đây là cái gọi là lễ thượng vãng lai. Còn thất thần làm gì? Lại đây ăn cơm. Đang muốn ra tiếng, Vân Nương lãnh đạm thanh âm truyền đến, mặt nho nhỏ vội vàng thu hồi tâm tư đi vào phòng bếp. Mới vừa một tới gần, trong không gian ký linh liền ầm ĩ lên. Thơm quá thơm quá. Mau mau mau. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Mặt nho nhỏ. Không biết chính mình có thể hay không che chắn cái này xảo người gia hỏa từ trương gia sau khi trở về trần đại ngưu thần sắc liền có chút không đúng chẳng sợ khó được ăn thượng một lần mỹ vị hắn cũng trước sau buông xuống đầu mặt nho nhỏ trong lòng thở dài hắn sợ là cũng thực để ý chính mình khuôn mặt đi giúp hắn khôi phục dung mạo ý tưởng lại kiên định chút mặt nho nhỏ biên trọng hướng không gian ném thịt thỏ biên yên lặng tính toán trần đại ngưu mặt thương quá nặng lại cách lâu như vậy những cái đó vết sẹo tăng sinh cơ hồ che kín toàn bộ khuôn mặt lúc này mới dẫn tới hắn hoàn toàn thay đổi hình như ác quỷ nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi hắn, cần thiết đến trải qua nhiều lần giải phẫu làm cho thẳng mới được. Nhưng là, mặt nho nhỏ nhìn mắt quanh mình hoàn cảnh yên lặng thở dài. Chính mình chung cư cũng không có dự trữ giao phẫu thuật, gần chỉ có chính mình nhàn rỗi không có việc gì cân nhắc một ít dược tề, căn bản là không đủ để chống đỡ một hồi giải. Phẫu. Hơn nữa, nàng lại có thể từ nơi nào đi tìm một cái vô khuẩn hoàn cảnh đâu. Thôi, tương lai còn dài, nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Cơm chiều sau, ở trong núi chui cả ngày mặt nho nhỏ giặt sạch cái nước ấm tắm lúc này mới cảm giác sống lại đây. Nàng vuốt ve ăn tròn vo cái bụng rối tung tóc ở trong sân tản bộ, trong lúc lơ đã nhìn đến trong viện một cây đại cây du rủ xuống đầu ủ rủ trần đại ngưu. Mặt nho nhỏ tâm tư vừa động, nhấc chân đi lên trước. Đại ngưu, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Trần đại ngưu nghe tiếng ngẩng đầu, thấy người đến là hắn mắt sáng trực lên một cái chớp mắt, thực mau lại ảm đạm xuống dưới. Tức phụ nhi, đại ngưu có phải hay không lớn lên thực đáng sợ? quả nhiên là như thế này mặt nho nhỏ dựa gần trần đại ngưu ở trong sân ghế đá ngồi hạ học vân nương bộ dáng duỗi dài cánh tay sờ sờ hắn đầu không có a à, nho nhỏ sẽ không sợ đại ngưu thật vậy chăng trần đại ngưu trên mặt vui vẻ ngược lại lại nghi hoặc lên chính là chính là trong thôn tiểu bằng hữu đều nói đại ngưu là quỷ quái bọn họ không cùng đại ngưu chơi còn lấy cục đá ném đại ngưu trần đại ngưu đầu to chậm rãi gục xuống dưới mặt nho nhỏ trong đầu hiện lên trần đại ngư bị một đám hài tử vây quanh ném cục đá bị thôn dân xua đuổi hình ảnh trong lòng liền nắm đau lên đại ngư không sợ đại ngư chỉ là bị thương chờ có một ngày nho nhỏ đem đại ngư trị hết đại gia liền đều thích đại ngư bị thương trần đại ngư vương tay thật cẩn thận sờ sờ mặt nho nhỏ cổ sợ làm đau nàng lại vội vàng thu hồi tay mặt nho nhỏ câu môi nhợt nhạt cười đúng vậy tựa như nho nhỏ giống nhau bất quá đại ngư thương càng trọng cũng càng khó trị nhưng là chúng ta không sợ. Nho nhỏ nhất định sẽ chữa khỏi đại ngưu. Đỉnh đầu ngôi sao lặng lẽ từ tầng mây nhô đầu ra, một không cẩn thận ngã xuống vào mặt nho nhỏ cặp kia mắt đen, trần đại ngưu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy một bó ánh sáng bắn vào đáy lòng kia phiến không người đụng vào hồ sâu. Chương 24, lại có thịt ăn. Trong Phòng vân nương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài hai người, thần sắc nhiều vài phần vui mừng. cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay không có theo song theo phẩm, nhìn nhìn lại bên cạnh đôi lên một đống, mày không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên, hôm nay nàng đi trấn trên cùng ngày xưa giống nhau không thu hoạch được gì. Nhưng nàng này đôi tay, trừ bỏ giết người cũng chỉ biết theo vài thứ, năm đó vẫn là đi theo phu nhân khi phu nhân thân thủ dạy cho nàng, không nghĩ tới nàng vất vả học được theo nghệ, liền nuôi sống công tử đều làm không được. Nàng buông trong tay theo phẩm biểu tình ưu thương nhìn về phía một bên tủ. Tướng quân, phu nhân, vân nương nên làm cái gì bây giờ? Sáng sớm ngày thứ hai, mặt nho nhỏ sớm rời giường ở nhà bếp thu xếp lên. Vân Nương đi ra cửa phòng, liền nhìn đến mặt nho nhỏ đã thiêu một nồi to nước ấm đang ở cấp hôm qua kia chỉ gà rút mau. Trên mặt thần sắc không khỏi nhu hòa rất nhiều, Vân Nương vén tay áo lên đi lên trước. Yêu cầu ta làm cái gì? Mặt nho nhỏ ngẩng đầu thấy Vân Nương, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Không cần Nương, ngài đi rửa mặt đi, một lát liền có thể ăn cơm. Dứt lời, mặt nho nhỏ đã đem rút mau gà rừng súc rửa sạch sẽ, đặt ở thất thượng loãng xoảng loãng xoảng băm lên vân nương xem mí mắt vừa kéo này tư thế thật đúng là quen làm bộ dáng vừa định xoay người đi rửa mặt trần đại ngưu liền hưng phấn từ bên ngoài chạy tiến vào tức phụ nhi nấm nấm mặt nho nhỏ nghe tiếng từ nhà bếp ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên oánh ngượng quang nha đại ngưu thật sự tìm được rồi thật lợi hại đâu trần đại ngưu dùng vạt áo bao một đống trắng nõn nấm nghe được mặt nho nhỏ khích lệ cao hứng gãi gãi đầu một đôi chân như là dẫm bàn ủi giống nhau trạm không yên phận thấy vân nương nghi hoặc nhìn về phía bọn họ mặt nho nhỏ vội vàng giải thích nương này đôi nấm là chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy chẳng qua ngày hôm qua còn quá tiểu hái đáng tiếc ta liền làm đánh dấu tính toán hôm nay đi trích không nghĩ tới đại ngưu thật sự tìm được rồi đâu đại ngưu chính mình chạy trên núi tìm tới vân nương nhìn cười như thế sáng lạng trần đại ngưu đôi mắt liền không khỏi đã ương ước công tử từ bị thương, quên mất chuyện cũ năm xưa, đã hồi lâu không có như vậy cười qua. Nhưng từ cái này nha đầu tới trần gia, công tử trên mặt cười tự hồ liền không đoạn quá. Nương. Xem, đại ngư thải nấm. Trần đại ngư lúc này mới chú ý tới một bên vân nương, cao hứng phụng nắm chạy tới, hiến vật quý dường như đưa tới vân nương trước mặt. Đại ngư thải. Vân nương vội vàng thu liễm cảm xúc, duỗi tay cầm một cây nấm ra tới, bánh bạch như ngọc nấm còn dính sương sớm, mặt trên cọng cỏ cũng đã bị rửa sạch sạch sẽ, mỗi cây nấm đều nhất màu mỡ tươi mới thời điểm. Ân, thật là hảo nấm, mau đi giúp nho nhỏ nấu cơm đi. Ân ân. Trần Đại Ngưu thật mạnh gật gật đầu, thật cẩn thận bọc nấm đi hướng nhà bếp. Đại Ngưu, ngươi lại dùng nước trong đêm nấm rửa rửa, tiểu tâm đừng lộng phá nga. Tức nho nhỏ yên tâm. Đại Ngưu biết. Trần Đại Ngưu vừa định hô lên một tiếng tức phụ nhi, ngẩng đầu nhìn đến mặt nho nhỏ ánh mắt vội vàng sửa lại khẩu. Nho nhỏ nói, tức phụ nhi chỉ có thể không ai thời điểm kêu không thể vẫn luôn treo ở bên miệng bị người nghe xong đi đến nỗi vì cái gì hắn không rõ nhưng tức phụ nhi nói liền nhất định có nàng đạo lý trần đại ngư vui tươi hớn hở dùng nước trong rửa sạch nấm một bên mặt nho nhỏ liền dùng thủy trác thịt biên giải thích loại này nấm gà trống chân nấm ngươi thấy bọn nó có phải hay không lớn lên cùng này chỉ đùi gà giống nhau a à? mặt nho nhỏ biên nói còn biên dơ lên trong tay một cây đùi gà trần đại ngư nhìn liên tục gật đầu cũng giơ lên trong tay nắm dao tương hô ứng. Ngươi đừng nhìn nó lớn lên giống đùi gà, ăn lên nhưng không có thịt gà hương vị đâu. Bất quá dùng nó tới hầm gà, chính là tiên thực. Mặt nho nhỏ nhanh nhẹn ở trong nồi thả một khối mới vừa lấy ra gà du, trong nồi ngay sau đó xèo xèo vang lên, thịt du hương khí trốn cũng dường như lẻn. Đến sân các nơi, thậm chí hướng xa hơn địa phương đi. Trần Đại Ngư một bên rửa sạch đùi gà nấm một bên say mê hít sâu mấy hơi thở. Nho nhỏ, thật hương. Mặt nho nhỏ giơ tay lau một phen cái trán mồ hôi, tìm đúng thời cơ từ trong không gian lấy chút hương liệu ra tới, lại đem tràn đầy một đại bồn thịt đảo tiếng trong nồi phiên xào lên. Mùi hương nhi càng thêm nồng đậm lên, đang ở chải đầu vân nương cũng không khỏi điểm chân ở bên cửa sổ nhìn xung quanh, xem hai người phối hợp như vậy ăn ý trong lòng càng thêm mềm mại. Nha đầu này trù nghệ thật đúng là không tồi, nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không ăn qua một đống đứng đắng cơm. Nhớ tới hôm qua kia đạo thịt thỏ, vân nương thầm nghĩ trong lòng, này hương vị sợ là kinh thành hương mãn lâu đều so bất quá. Nghĩ đến đây lại lắc đầu bật cười, kia hương mãn lâu là địa phương nào, nàng một cái hương giả nha đầu trù nghệ lại như thế nào đánh đồng. Nàng thật là đói hồ đồ. Viện môn ngoại, ba cái đầu nhỏ sợ hãi thăm tiếng đầu tới. Trần Đại Ngưu đem lửa đốt vượng vượng, nhìn mặt nho nhỏ đem hắn hái xuống nắm bỏ vào trong nồi đi, trong lòng Mỹ tư tư. Vừa quay đầu lại nhìn đến cửa tham đầu tham não ba con đầu nhỏ, vừa định đứng dậy đi qua đi, nghĩ đến hôm qua bọn họ nhìn thấy chính mình phản ứng lại quể oải gục đầu xuống tới. Đại ngưu, làm sao vậy? Mặt nho nhỏ đem cái vung thượng, này đạo gà rừng hầm nắm lại lăng thượng mấy lăng liền tính là chính, củi lửa bếp làm được đồ ăn chính là ăn ngon. Ngẫn đầu nhìn đến Trần Đại Ngưu khác thường không khỏi nghi hoặc lên. Trần Đại Ngưu giơ tay chỉ chỉ viện môn phương hướng, lại lần nữa cúi đầu, chỉ chừa một cái bóng dáng đối với viện môn sợ lại dọa tới rồi tam tiểu chỉ. Mặt nho nhỏ theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, trên mặt lập tức treo cười nhất chân đi ra phía trước. Tiểu cường tiểu dũng tiểu hoa, các ngươi như thế nào tới? Mau tiến vào. Viện môn mở ra, ba cái nhỏ gầy thân ảnh bại lộ ở trước mắt, mỗi cái tiểu nhân trên người lại vẫn bối một bó so với bọn hắn còn cao. Sài. Ai u. Như thế nào bối nhiều như vậy đồ vật? Mặt nho nhỏ vội muốn duỗi tay đi tiếp nhỏ nhất tiểu hoa trên người xài, nào biết tiểu hoa lại một cái lắc mình chui vào sân, lưu loát đem sau lưng kia bó củi đôi ở góc tường xài đôi thượng. Tiểu cường tiểu dũng cũng bào chế đúng cách, thả sài liền sợ hãi đứng chung một chỗ. Tiểu tiểu thư tỷ im cho ngươi gia đưa sài tới. Tự hồ là sợ mặt nho nhỏ hiểu lầm, lớn nhất tiểu cường vội vàng giải thích. Im cha cũng đốn củi, hắn sao bọn im chém nhiều, ở phía sau đâu. Mặt nho nhỏ nhìn ba người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi lộng hoa khuôn mặt nhỏ, đau lòng vội vàng kéo nhỏ nhất tiểu hoa, còn thuận tay dắt tiểu dũng. Tỷ tỷ đã biết, cảm ơn các ngươi sáng sớm liền cho chúng ta gia tặng nhiều như vậy sài, này thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Mặt nho nhỏ vừa nói vừa đi đến trong viện lưu nước trước múc một chậu nước, lôi kéo tiểu hoa ngồi sổn xuống. Mau rửa cái mặt, xem đem chúng ta tiểu hoa nhiệt. Mắt lạnh thủy nhào vào trên mặt, cảm thụ được mặt nho nhỏ ôm nhu động tác, tiểu hoa thoải mái nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, bọn họ ba cái đưa xài tiểu gia hỏa, không biết như thế nào mơ hồ liền phủng một chén thịt gà ra cửa, đi đến chỉ có một tường chi cách nhà mình trước cửa mới hậu tri hậu giác, trong tay thịt gà liền càng thêm phỏng tay lên a à, ta à thịt gà còn không có tưởng hảo như thế nào cùng nương nói trong tay thịt gà thình lình đã bị người đoạt đi chương 25, ăn cũng đến nhổ ra ân thật hương trong không gian khí linh thỏa mãn phủng một cái đùi gà ăn chính hoang trần đại ngưu cũng ở mặt nho nhỏ chỉ huy hạ dọn một cục đá làm lâm thời bàn ăn không hề ngoài ý muốn lại thu hoạch mặt nho nhỏ một hồi khen ba người đang chuẩn bị bưng lên chén ăn uống thỏa thích còn không có ăn đến trong miệng liền nghe được ngoài cửa vang lên một trận khóc nháo Vân Nương cao mày buông chén đũa, nhấc chân liền đi ra ngoài. Đại Ngưu, đi, chúng ta cũng đi xem. Nghe thanh âm như là trương gia ba cái hài tử, mặt nho nhỏ không khỏi cũng. Đi theo lo lắng lên. Đi ra viện môn, quả nhiên liền thấy trương gia ba cái hài tử đang theo mặt lai bảo vặn đánh vào cùng nhau. Lớn nhất trương tiểu cường cũng mới bất quá 5 tuổi, tiểu dũng tiểu hoa phân biệt cách một tuổi, ba cái củ cải nhỏ ở dưỡng béo béo tốt tốt mặt lai bảo trước mặt căn bản không phải đối thủ. Này không, Tiểu Hoa không biết khi nào bị đẩy một phen ngã ngồi trên mặt đất qua oa khóc lớn lên, trong miệng còn không dừng kêu. Ô ô ta thịt ta thịt. Lại xem cách đó không xa, mặt Lai Bảo trực tiếp cưỡi ở Trương Tiểu Cường thân thượng vung lên nắm tay liền hướng trên người hắn tạp, Trương Tiểu Dũng mưu đủ sức lực cũng không có thể đem người đẩy ra. Buông ta ra ca ca. Người mau buông ra hắn. Hỗn đảng. Thấy này tình hình nơi nào còn có thể nhẫn. Vân Nương vừa định tiến lên đã bị Trần Đại Ngưu lãnh trước, chỉ thấy Trần Đại Ngư một phen sách Mạc Lai Bảo sau cổ đem người sách lên. Mạc Lai Bảo đánh chính hoang, đột nhiên bị người bắt được ngay sau đó vịt khởi hai chỉ mập mạp tiểu thô chân, cánh tay cũng lung tung múa may. Buông ra im. Mau buông ra im. Nương. Cứu mạng A. Thiên giết. Các ngươi làm gì? Như thế nào khi dễ hài tử? Một đạo sắc nhọn thanh âm truyền đến, mặt nho nhỏ quay đầu lại liền thấy vương thị thét chói tai từ góc tường vọt ra. Mặt nho nhỏ lập tức liền cười, hảo cái không biết xấu hổ, trong miệng còn ăn nhà bọn họ thịt gà đâu. Trần Đại Ngưu, Ngươi cho ta buông ra. Buông ra nhà ta tới bảo. Thiên giết, đánh người lạp. Không có thiên lý lạp. Nàng này một giọng nói kêu người chung quanh nghe tiếng đều đuổi lại đây, mọi người cũng đều bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Chỉ thấy cao to Trần Đại Ngưu một tay sách theo mặt lai bảo, vẻ mặt hung ác nhìn vương thị. Mặt lai bảo ở trên tay hắn vùng vẫy gào khóc, Nước mũi một phen nước mắt một phen miễn bàn có bao nhiêu ghê tẩm. Vương thị ở dưới cấp dậm chân, tưởng xông lên đi cùng Trần Đại Ngưu xé đánh lại bị Vân Nương ngăn cản đường đi. Đại Ngưu, ngươi mau đem tới bảo buông. Như thế nào có thể? Khi dễ tiểu hài nhi đâu. Tới bảo tốt xấu cũng là ngươi đệ đệ. Một cái hán tử nhìn không được, tiếng lên liền quát lớn lên. Còn lại người cũng nghe tiếng phụ họa, sôi nổi chỉ vào Trần Đại Ngưu quở trách lên. Chính là Nho nhỏ ngươi như thế nào cũng không nói khuyên nhủ. Ai nha? Ta liền nói này ngốc tử không thể lưu tại chúng ta thôn, các ngươi còn không tin. Xem 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 xem, hôm nay hắn có thể đánh tới bảo, ngày mai không chừng đem chúng ta trong thôn hài tử đều đánh. Hoàng Thái Hoa từ trong đám người bài trừ tới, nhìn đến Trần Đại Ngưu như vậy dơ mặt lai bảo đôi mắt đều sáng lên. Hắn này cầm sức lực, đem tới bảo ngã xuống nhưng không được muốn hắn nữa cái mạng. Như vậy vừa nói mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt, đặc biệt là những cái đó trong nhà có hài tử càng thêm bối rối, phản phất Trần Đại Ngưu trên tay sách theo không phải mặt lai bảo, mà là nhà bọn họ hài tử. Trần Đại Ngưu, ngươi mau đem người cho ta buông. Một cái hán tử thậm chí vén tay áo liền phải tiến lên, trong đám người đột nhiên lại kinh khởi một trận thét chói tai. Tiểu Hoa, loãng xoảng một tiếng, vương tẩu tử thao giặt đồ rơi xuống đất, vừa mới tẩy tốt quần áo rải đầy đất. Nương ô ô. Ba cái hài tử vừa thấy đến vương tẩu tử liền nhào tới, vừa thấy nhà mình ba cái hài tử bị đánh mặt mũi bầm dập bùng hầu giống nhau vương tẩu tử đôi mắt lập tức đỏ. Tiểu cường tiểu dũng tiểu hoa, đây là sao nha? Ai đánh các ngươi? Tam tiểu vẫn còn chưa kịp nói chuyện, hoàng thái hoa liền khoa trương kêu gào lên. Ai ô ô? Trời thấy còn thương, xem đem nhân gia hài tử đánh thành cái dạng gì? Không được. Lưu trữ này trần gia người chính là tai họa. Đại gia hỏa đem bọn họ đuổi ra đi. Đối. Đuổi ra đi, vương tẩu tử không thể tin tưởng nhìn trần đại ngưu bị nhiều người như vậy vây quanh trần đại ngưu sớm đã có chút không biết làm sao trên tay mặt lai bảo càng không biết nên xử lý như thế nào ngươi này kẻ điên mau đem nhà im tới bảo buông xuống này muốn quăng ngã hỏng rồi im nhưng như thế nào sống a à, buông xuống đem người cho ta buông xuống có hán tử kia mắt thấy đã đỏ mặt túng lên trong tay cái quất liền phải đánh đi lên mặt nho nhỏ lập tức tiến lên một bước chắn trần đại ngưu trước mặt dừng tay tiểu tiện nhân. Ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật. Tên ngốc này trảo chính là ngươi đệ đệ. Vương thị thấy mặt nho nhỏ ngăn ở mọi người trước mặt khí dậm chân mắng to, nề hà nàng bị vân nương ngăn đón căn bản là không thể tiến lên một bước. Mặt nho nhỏ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem tầm mắt đặt ở dẫn đầu cái kia hán tử trên người. Thiết đầu thúc, ngươi trước hết nghe im nói, trương đại ca gia ba cái hài tử không phải đại ngưu đánh. Không phải trần đại ngưu đánh. Mọi người vi lăng, liền thấy mặt nho nhỏ đi đến tam tiểu chỉ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Tiểu cường, ngươi là ca ca, nói cho các vị thúc thúc bá bá thím bá nương, ai đánh ngươi nha. Trương tiểu cường bị mặt lai bảo ấn trên mặt đất đánh nửa ngày, lúc này một con mắt đều có chút không mở ra được. Hắn thúc tha thúc thích nước nở lấy tay áo lau đem nước mắt, còn không có mở miệng tiểu hoa liền đoạt trước. Ô ô nương, là mặt lai bảo. Hắn đoạt im thịt, còn đánh im ô ô. Vương thị vừa nghe lời này trong mắt lập tức xoay chuyển, ngay sau đó chỉ vào trương tiểu hoa mắng to tiểu nha đầu ngươi nhưng đừng nói bừa mặt nho nhỏ ngươi làm gì hù dọa người ngươi cố ý liên hợp người ngoài hướng ngươi đệ đệ trên người bát nước bẩn có phải hay không ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật im muội muội không gạt người trương tiểu cường không biết nơi nào tới dũng khí trừng mắt vương thị liền rống lên qua đi chính là hắn đánh im hắn còn đem nhà của chúng ta thịt đoạt đi rồi mọi người hai mặt nhìn nhau này rốt cuộc là chuyện như thế nào Hạp. tiểu hài tự nói nơi nào có thể tin mặc kệ nói như thế nào trần đại ngưu đánh người chính là không đúng các hương thân mau đem cái này tai họa đuổi ra đi a à. hoàng thái hoa thấy tình hình không đối vội vàng đem sự tình hướng trần đại ngưu trên người ôm mặt nho nhỏ lạnh lùng trừng hướng nàng nhị thẩm nhi bọn im gia đến tột cùng như thế nào trêu chọc ngươi làm ngươi như vậy khi dễ im đại ngưu đem hắn buông xuống nga trần đại ngưu sớm tại mặt nho nhỏ đứng ở trước mặt hắn khi trong lòng liền có tự tin nghe được mặt nho nhỏ phân phó trực tiếp liền đem mặt lai bảo thả xuống dưới mặt lai bảo vừa định cất bước chạy đi nào biết trần đại ngưu chỉ là đem người buông xuống cũng không có buông ra tay buông ta ra ngươi mau thả ta ra hắn nghẹn đỏ mặt muốn chạy lại là như thế nào cũng chạy không khai mặt nho nhỏ thấy hắn thật sự là làm ầm ĩ một bàn tay liền nhéo lỗ tai hắn tiểu tử thúi câm miệng cho ta a à. đau một chạm vào mặt nho nhỏ muốn ăn thịt người ánh mắt liền dọa rụt đầu cái này bồi tiền hóa khi nào như vậy dọa người mặt nho nhỏ cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào ăn nhà bọn họ phải nhổ ra nàng nhìn về phía mọi người thanh thanh giọng nói cao giọng nói